Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 161 nợ đào hoa làm váy nữ tử mãn nhãn kinh hỉ toàn không che giấu. Tuy là thẩm thanh du tình cảm thượng trì độn, cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới nàng trong mắt thích. Tề tận trời lại tự hồ bạc vô sở giác, còn nghiêm túc dò hỏi, hồ chủ nhân tới đây, là tới nhập hàng. Hồ cẩm tú gật đầu, cửa hàng tưởng đổi cái cung hóa thương tiếng chén bàn, nhân hóa lượng trọng đại, ta đến xem. Kỳ thật chính là xem hóa ký hợp đồng sao. Tề tận trời chắp tay, khi hồ chủ nhân trước vội, ta cũng có việc đi. Mắt thấy tề tận trời quay đầu muốn đi, hồ cẩm tú nóng nảy, vội kêu một tiếng, tiếu chủ nhân chờ một lát, không biết tiếu chủ nhân tới nơi này, là vì cái gì? Hoặc là chúng ta cùng nhau. Không đợi tề tận trời cự tuyệt, hồ cẩm tú lại nói, ta nơi này muốn hóa lượng đại, nếu là tiếu chủ nhân cùng chúng ta nhu cầu giống nhau, ta nơi này tiện thể mang theo là có thể cho ngươi cùng nhau định rồi, giá còn có thể càng tiện nghi đây là chuẩn bị lấy lợi động lòng người tề tận trời sửng sốt một chút quay đầu liền tới xem thẩm thanh du nương tử ngươi thấy thế nào thẩm thanh du giận tề tận trời liếc mắt một cái cười nói ngươi người này cũng thật là như thế nào không cho ta giới thiệu một chút đâu hảo bá tề tận trời xác thật là không quá vui kêu nhà mình nương tử bị người khác bình phán hắn tổng lo lắng khác nữ tử đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân sẽ làm nương tử không cao hứng nương tử hảo chính mình biết liền hảo quả nhiên hồ cẩm tú nhìn đến châu tròn ngọc sáng thẩm thanh du sửng sốt một chút tiếu chủ nhân đây là nương tử của ngươi tề tận trời kéo thẩm thanh du tay đến trước người một cái cánh tay che chở nàng khuỷu tay ẩn ẩn trình bảo hộ tư thế trong miệng cười thừa nhận đúng vậy đây là ta nương tử ta cùng tiếu chủ nhân giao tiếp nhiều năm từ trước nhưng thật ra không biết tiếu chủ nhân đã thành thân là gần nhất sự tình tề tận trời lắc đầu chúng ta thành thân bảy năm nhiều hồ cẩm tú bừng tỉnh thành thân bảy năm nhiều cũng không ở bên ngoài nói chính mình thành thân sự tình nghĩ đến là này nương tử hoặc là là lấy không ra tay hoặc là hắn trong lòng đối cái này nương tử cũng không tán thành có cái này suy đoán hồ cẩm tú đối thẩm thanh du liền có chính mình thái độ gặp qua tiếu phu nhân Tiểu nữ Tử Hồ Cẩm Tú, hiện giờ là Hồ nhớ gia nhạc phường chủ nhân. Ngữ khí ẩn ẩn ngạo nghễ. Hồ nhớ gia nhạc phường. Thẩm Thanh Du ẩn ẩn cảm thấy quen tai, lại nhất thời nghĩ không ra, không khỏi quay đầu đi làm chuẩn tận trời. Tề tận trời cười bổ sung, chính là cái kia tiệm tạp hóa khai biến cả nước gia nhạc phường. Thẩm Thanh Du bừng tỉnh, nga. Cửu ngưỡng đại danh. Hồ Cẩm Tú cười hỏi: không nghĩ tới tiếu phu nhân cũng biết gia nhạc phường vẫn là nói tiếu chủ nhân ở nhà nói lên quá ta thẩm thanh du âm thầm biểu môi trên mặt mang cười ta tướng công ở nhà cũng không nói xin ý thượng sự tình ta là ở kinh thành trên đường cái nhìn đến nếu là nhớ không lầm khi gia nhạc phường cửa hàng tự hồ liền trả lại vân lâu phụ cận chính là đồng tâm phủ về vân lâu phụ cận cũng có từng nhà nhạc phường đây là cố ý vì này vẫn là vừa khéo. Bất quá những lời này không thể ở chỗ này hỏi. Thẩm Thanh Du cười cười, nghĩ đến hồ chủ nhân nói chính là đại sinh ý, chúng ta mua một ít đồ vật, liền không chậm trễ hồ chủ nhân. Đây là cự tuyệt hợp tác cùng đồng hành. Hồ Cẩm Tú không thể tin được mà nhìn về phía Tề tận trời. Tề tận trời hảo tính tình mà cười cười, chúng ta đây liền chính mình xem. Hồ chủ nhân, cáo từ. Hồ Cẩm Tú không thể tin được hai mắt của mình, bên ngoài nói sinh ý sấm trên gió cuốn về vân lâu chủ nhân, lại là cái sợ vợ. Vì làm nương tử cao hứng, tiền đều từ bỏ. Từ trước như thế nào không nghe nói. Nàng đối này bụ bẩm nữ tử càng thêm tò mò lên, nhịn không được hỏi, tiếu chủ nhân, tỉnh chính là kiếm, lời này còn là ngươi dạy ta, như thế nào? Hiện giờ sửa lại thói quen. Thẩm thanh du cười như không cười nhìn về phía tề tận trời, hóa ra vị này hồ tiểu thư vẫn là ngươi học sinh ta đây thành sư mẫu tề tận trời dở khóc dở cười vỗ vỗ nàng đỉnh đầu bướng bỉnh quay đầu tề tận trời lại đối hồ cẩm tú giải thích hôm nay là ta nương tử tới chọn đồ vật ta chỉ là cùng đi hai vợ chồng ngôn ngữ hành động gian tự nhiên thân mật không giống làm bộ hồ cẩm tú tức khắc trong lòng thực hụt hẫng đối nam nữ việt trước nay tránh còn không kịp về vân lâu chủ nhân nguyên lai like cũng có như vậy sủng nịch nữ tử một mặt. Nguyên lai like hắn nói vô tâm tình yêu là giả, hắn chỉ là cùng chính mình vô tâm tình yêu. Hồ Cẩm Tú trong lòng chua xót, nhìn về phía Thẩm Thanh Du ánh mắt không tự giác liền mang lên không phục, không biết sư mẫu là nhà ai thiên kim. Như thế ung dung khí độ, vừa thấy liền xuất thân bất phàm. Ung dung khí độ giống nhau dùng để hình dung thượng tuổi nữ tử. Nàng đây là trào phúng chính mình béo đâu thẩm thanh du hoàn toàn minh bạch vị này hồ chủ nhân đối nam nhân nhà mình còn thực để ý nàng dở khóc dở cười mà giải thích một câu ta từ nhỏ ở hương giả lớn lên từ đâu ra ung dung khí độ bất quá là gần nhất mấy ngày này tướng công đối ta quá hảo tổng cho ta chuyển các loại ăn ngon đem ta uy béo rất nhiều hồ cẩm tú nghẹn họng nhìn trân trối trong lúc nhất thời cũng không biết nói nói cái gì mới hảo thế gian này còn có nữ tử có thể như vậy làm càng mà nói chuyện thấy hồ cẩm tú rốt cuộc câm miệng thẩm thanh du tâm tình rất tốt sung sướng mà nheo lại đôi mắt tú ân ái ta liền tú ân ái ta tức chết ngươi hồ cẩm tú hít sâu vài khẩu khí mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nếu là chiếu nàng tính tình lúc này nên quay đầu liền đi nhưng nàng nhìn xem tề tận trời chung quy không cam lòng như vậy ưu tú nam tử, giống nhau nữ tử nơi nào nhìn ra được hắn hảo. Đều là chút mắt cá chết tình, căn bản không hiểu quý trọng. Tưởng tượng đến nơi đây, hồ cẩm tú ánh mắt lộ ra kiên định. Nàng nhìn về phía thẩm thanh du, không biết tiếu phu nhân tưởng mua chút cái gì. Ta cùng tiếu đại ca cũng là nhiều năm bạn tốt, hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân, tự nhiên cũng nên có điều tỏ vẻ. Thẩm thanh du không nghĩ tới này hồ chủ nhân còn rất chấp nhất, nàng cười như không cười nhìn thoáng qua tề tận trời. Ngươi chọc nợ đào hoa. Tề tận trời vẻ mặt mờ mịt, ta làm sao vậy? Nghĩ nghĩ, thẩm thanh du từ chính mình tùy thân túi sách trung móc ra một khối xà phòng. Ta nghe nói hồ chủ nhân là làm tiệm tạp hóa. Đúng vậy. Thứ này, không biết hồ chủ nhân có từng gặp qua. Hồ Cẩm Tú lần đầu tiên nhìn thấy xà phòng, nhìn vàng ống ánh, thực không chớp mắt nàng tiếp nhận thẩm thanh du trong tay đồ vật nghe nghe hương vị làm nàng chần chờ một cái chớp mắt đây là thẩm thanh du không tính toán úp úp mở mở đây là xà phòng tác dụng cùng heo lá lách giống nhau bất quá so heo lá lách càng tốt dùng cũng càng dùng bền hồ cẩm tú nhìn trước mặt nho nhỏ một khối so heo lá lách dùng tốt còn dùng bền thẩm thanh du cười cười thứ này là ta xưởng muốn bán đến còn không có đưa ra thị trường hôm nay gặp được hồ chủ nhân coi như làm ta đưa cho hồ chủ nhân lễ gặp mặt hồ cẩm tú cầm xà phòng vẻ mặt cảnh giác nhà ta nhạc phường sẽ không dễ dàng bán chưa kinh xác nhận đồ vật thẩm thanh du lại cười ta cũng không phải phải cho ngươi bán này chỉ là cái lễ vật hồ cẩm tú nhìn tề tận trời liếc mắt một cái cường điệu đối với tân đồ vật nhà của chúng ta nhạc phường muốn mua sắm ít nhất yêu cầu một năm thâm nhập hiểu biết mới có thể quyết định mua không mua Thẩm Thanh Du cũng không có kiên nhẫn, cười nói, hồ chủ nhân yên tâm, ta hôm nay cũng không phải là hướng ngươi đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Ta cam đoan với ngươi, thứ này một năm trong vòng, không tiến gia nhạc phường. Nói xong, Thẩm Thanh Du tự hồ còn sợ hồ cẩm tú không tin, lôi kéo tề tận trời liền đi, tướng công chúng ta không quấy rầy hồ chủ nhân, miễn cho hiểu lầm, chúng ta đi trước đi. Chương 162 Tương Thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được trang tương ớt bình gốm mà thôi, không cần một hai phải ở lớn nhất gốm sứ xưởng định. Một bên chờ tiểu nhị thấy hai người xung đột kết thúc, lập tức đối hồ cẩm tú đôi nổi lên tươi cười. Hồ chủ nhân, ngài xem xem, đây là chúng ta trưởng quầy lấy ra tới hóa, đều là tinh tế nhất. Phản phất thẩm thanh du cùng tề tận trời là cái không khí. Thẩm thanh du chút nào không thèm để ý, thông thả ung dung đi ra Mỹ sứ phường, một quải công, đi cách vách cửa hàng. Cách vách là cái cửa hàng nhỏ, sản phẩm thiết kế tự hồ đều là lấy thực dụng đồ gốm là chủ, cũng không có thập phần tinh mỹ đồ vật. Tùy tiện xem, đại 20 văn, tiểu nhân 10 văn tiền, không nói giới. Hơn 40 tuổi hán tử có chút lôi thôi, ngồi ở trên ghế nằm thực tùy ý mà giới thiệu một câu, căn bản không đứng dậy. Thẩm Thanh Du nhìn kỹ xem, mấy thứ này chất lượng nhìn không thành vấn đề, chính là kiểu dáng quá cũ xưa cùng cách vách kia hoa hòe loè loẹt nhan sắc kiểu dáng so sánh với, kém quá xa. Bất quá dùng để trang tương ớt, vừa vặn tốt. Thẩm thanh du tuyển hai cái không sai biệt lắm đại cái miệng nhỏ vậy, này hai cái bán thế nào? Người nọ mở to mắt xem một cái, mười văn một cái. Thẩm thanh du lại tuyển hai cái không sai biệt lắm, này hai cái đâu? Đều là mười văn. Thẩm thanh du trầm mặt hai giây, nếu là ở mặt trên in lại chúng ta cửa hàng danh đâu người nọ đầu hơi chút nâng lên một chút ngươi muốn nhiều ít một ngàn cái thẩm thanh du dừng một chút nếu là hảo kế tiếp còn sẽ càng nhiều người nọ ngồi ngay ngắn ngươi không phải tới tiêu khiển ta đi thẩm thanh du cười tủm tỉm ta tiêu khiển ngươi có chỗ tốt gì điều này cũng đúng người nọ lại nghiêm túc một chút ngươi tưởng in lại cái dạng gì Thẩm Thanh Du từ túi sách trung lấy ra một trương giấy như vậy. Người nọ vừa thấy liền lớn như vậy. Thẩm Thanh Du gật đầu liền lớn như vậy. Cái gì nhan sắc? Màu nâu liền thành. Cái này đơn giản, ta không thêm ngươi tiền, vẫn là mười văn tiền một cái, nhưng là ngươi muốn trước đưa tiền. Hán tử kia cuối cùng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hai người. Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời liếc nhau. Thẩm Thanh Du gật đầu, thành. Ngươi nhanh nhất bao lâu có thể làm ra tới? Mười ngày. Không. Nửa tháng. Khi trung niên hán tử nhanh chóng sửa miệng. Thành. Mười ngày sau ngươi trước đưa 500 cái đi bến đò, giao cho tề gia thuyền hành bác lái đò, liền nói là du nhớ đồ vật. Có thể hay không thành? Không thành vấn đề. Người nọ không nói hai lời liền ứng. Một ngàn cái tiểu bình gốm, cũng bất quá 10 lượng bạc, thẩm thanh du không nói hai lời liền đem ra. Nặng triểu 10 lượng bạc đặt ở trước mặt, hán tử kia có chút kích động, quay đầu liền đi khai biên lai like giao nhận hàng hóa. Thẩm thanh du xem hắn kia bộ dáng, hỏi một câu, ngươi là này cửa hàng chủ nhân vẫn là trưởng quầy. Hán tử ngẩng đầu nhìn thẩm thanh du liếc mắt một cái, tự dẻo giống nhau phúng cười một tiếng, theo ta này cửa hàng nhỏ, còn thỉnh đến khởi trưởng quầy. Ta chính là chủ nhân kia thành, bạc ta trước cho ngươi, 10 ngày về sau ta muốn xem đến đồ vật. Người nọ lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Cầm biên lai like giao nhận hàng hóa, thẩm thanh du nhìn thoáng qua, hán tử tên họ kêu quan đào. Nhìn quan đào hơi có chút kích động mặt, thẩm thanh du đột nhiên hỏi, ngươi nơi này có hay không cái loại này rất lớn lu? Quan đào càng kích động, lại không có lập tức trả lời, mà là hỏi, là lấy tới làm cái gì. Thẩm Thanh Du, dùng để ướp ớt cay. Có, các ngươi đi theo ta. Được bạc, quan đào phá lệ dễ nói chuyện, lãnh Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời liền hướng phía sau mà đi. Xuyên qua một cánh cửa, quải một đạo công, trước mắt rộng mở thông suốt, này lại là dựa vào bờ sông một cái to như vậy gốm sứ xưởng Dọc theo biên biên, phóng các loại lớn lớn bé bé đào lưu, bình gốm, chén gốm. Quan đào chỉ chỉ ven tường, bên kia, lớn lớn bé bé đều có, người đi xem nhưng có dùng chung. Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời đi qua đi nghiêm túc nhìn lên. Có kia tới rồi người bả vai cao đại lưu, nhanh như chớp bài khai lại có 5-6 cái. Thẩm Thanh Du chỉ chỉ kia đại lưu, này lưu nếu là trang rượu, có thể trang nhiều ít cân. Quan Đào Ngạo Nghệ nói, 1.500 cân rượu là không thành vấn đề. Nhưng sẽ lậu thủy hoặc là thấm thủy quan đào sắc mặt tức khắc liền không quá đẹp vui đùa cái gì vậy ta lão quan gia đồ vật còn có thể thấm thủy lúc trước một thiêu chế ra tới chúng ta lập tức liền phải thí thủy phàm là lậu thủy thấm thủy lúc ấy liền gõ nát thẩm thanh du gật gật đầu này sáu cái đại lưu bao nhiêu tiền quan đào vẽ mặt nghiêm túc này lưu đại phí công cố sức thành phẩm còn không dễ dàng một cái liền phải một lượng bạc tử thẩm thanh du nhìn nhìn này to như vậy lu não bổ một chút này niên đại thuần nhân công làm lớn như vậy đồ vật một lượng bạc tử thật sự không quý này sáu cái lu chúng ta đều phải ngày mai ngươi đưa đến bến tàu ta gọi người trang đi quan đào chỉ chỉ nhà mình xưởng bờ sông không cần phải đi bến tàu ngươi mua đến nhiều có thể kêu thuyền hàng trực tiếp tới nhà của ta nơi này hàng hóa chuyên chở thẩm thanh du kinh ngạc mà đi bờ sông mới phát hiện này một cái phố mỗi nhà mỗi hộ đều là trước cửa hàng sau xưởng cách cục. Hậu viện trường sườn núi đi xuống, chính là bờ sông. Mỗi nhà mỗi hộ đều ở bờ sông tu cái giản dị bến tàu, phương tiện vận hóa lên thuyền. Thật đúng là phương tiện. Khi thành, ta ngày mai gọi người tới trang. Thẩm thanh du dứt khoát lưu loát mà đáp ứng xuống dưới, này liền chuẩn bị cùng tề tận trời rời đi. Đại khái là bởi vì mua quá nhiều đồ vật, khi quan đào nói liền so với phía trước nhiều chút. Hai vị khách quý, ta ngay từ đầu cho rằng các ngươi là Mỹ sứ phường tới chèn ép ta, cho nên thái độ nhiều có chậm trễ, còn thỉnh thứ lỗi. Thẩm Thanh Du tò mò mà nhìn quan đào liếc mắt một cái, bác quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Bọn họ như vậy đại một cái chủ quán, vì sao phải chèn ép ngươi? Nói câu không dễ nghe, này tiểu gốm sứ phường phẩm loại quyết định hai nhà cửa hàng mục tiêu khách hàng hoàn toàn không giống nhau nhân gia chèn ép ngươi làm gì? Tề tận trời tiếp một câu, vì nhà ngươi địa bàn. Quan đào hướng về phía tề tận trời đầu đi kinh ngạc liếc mắt một cái, vị này gia nói đúng. Chính là vì nhà ta địa bàn. Nga. Quan đào mở ra máy hát, đơn giản liền trực tiếp triệt để. Nguyên lai like hắn cũng là có thể thiêu chế tinh mỹ đồ sứ, nhưng hắn cùng hắn nương tử yêu cầu phối hợp. Hắn phụ trách kéo bôi, thiêu chế chờ việc tốn sức, nương tử phụ trách hội họa, thượng men gốn chờ tinh tế việc. Ai biết cách vách Mỹ sứ phường coi trọng nhà mình cửa hàng, tới mua rất nhiều lần, đều bị quan đào lấy, đây là sản nghiệp tổ tiên, không bán, vì lý do chống đẩy. Kết quả còn không có nửa tháng, quan nương tử liền xảy ra chuyện, ở hậu viện té ngã một cái, trên đầu bị một cái bình cấp tạp hôn mê. Chờ lại tỉnh lại, liền nhiều cái choáng ván đầu tật xấu, lại là lấy không được bút. Quan Đào giải thích xong rồi này đó, có chút ngượng ngùng. Điểm này sống ta nguyên bản 10 ngày là có thể làm xong, nhưng ta còn muốn lấy ra thời gian tới chiếu cố ta nương tử. Cho nên bảo hiểm một ít, ta liền nói 15 thiên có thể hoàn công. Đối mặt một cái đau nương tử hán tử, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Thẩm Thanh Du lập tức gật đầu, không có việc gì, cũng không cứ thế cấp, đến lúc đó ngươi cho ta làm tốt, trực tiếp cùng ngày mai tới kéo đại lưu bác lái đò nói một tiếng là được. Được rồi. Quan đào lập tức liền đầy mặt tươi cười mà đáp ứng xuống dưới. Từ cửa hàng ra tới, thẩm thanh du cùng tề tận trời hai người đón đầu liền đụng phải đang từ cách vách ra tới hồ cẩm tú. Hồ cẩm tú đảo như là chờ ở ngoài cửa giường như, đang theo trưởng quầy nói cười yến yến mà nói cái gì. Nhìn đến tề tận trời cùng thẩm thanh du đi ra, nàng lập tức liền đầy mặt tươi cười mà đã đi tới. Tiếu đại ca, tiếu phu nhân, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không biết tiếu đại ca cùng phu nhân có không hãnh diện. Chương 163 vỗ môn ngựa ở trên chân ngựa. Tề tận trời lại trì độn cũng có thể cảm nhận được thẩm thanh du cùng hồ cẩm tú chi gian hỏa hoa, lập tức liền chuẩn bị cự tuyệt. Không được, chúng ta thẩm thanh du lại không tính toán trốn tránh nàng một phen kéo lại tề tận trời cánh tay hảo nha không biết hồ tiểu thư chuẩn bị mời chúng ta đi nơi nào ăn nàng thế nhưng chủ động đồng ý vì cái gì hồ cẩm tú hồ nghi mà xem qua đi lại thấy thẩm thanh du trong mắt tịnh là tươi cười trong lòng suy nghĩ phân loạn hồ cẩm tú trong miệng lại nói ta nhưng thật ra nhận thức một hộ nhà làm một tay hảo đồ ăn không bằng chúng ta đi nơi đó thẩm thanh du không chút nào nhận túng hảo nha tề tận trời bất đắc dĩ duỗi tay vỗ vỗ nàng đỉnh đầu ngươi a à. trong giọng nói sủng nịch không chút nào che giấu hồ cẩm tú ánh mắt có trong nháy mắt ảm đạm nhưng theo sau nàng lại cười tiếp đón đi thôi hồ cẩm tú khi trước mà đi nàng phía sau quản sự không tiếng động đuổi kịp không bao lâu đi đến một hộ nhà cửa gõ vang lên môn tới, bên trong có nữ tử đáp ứng. Sau đó chính là nhỏ vụn tiếng bước chân. Cửa mở ra, một cái hai mươi xuất đầu nữ tử vẽ mặt kinh ngạc mà nhìn bên ngoài đoàn người. Hồ Cẩm Tú trong mắt xẹt qua đắc ý, vị này gọi là Kiều Nương, là ta trong lúc vô tình cứu, năm đó là tiếu đại ca bên người bên người tỳ nữ. Tề tận trời sắc mặt trầm xuống dưới. Thẩm Thanh Du lại còn có điểm ngốc, theo hắn nói, hắn đã từng từng có hai cái bên người tỳ nữ một cái là khi còn nhỏ mẹ kế an bài một cái là hắn hành tẩu các nơi khi mẹ kế an bài sao lại đều bởi vì trung với mẹ kế bị tề tận trời tấp đuổi đi vị này chính là thẩm thanh du nhìn về phía tề tận trời tề tận trời lại sắc mặt đông lạnh kiều nương nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ tái kiến ngươi khi kiều nương thấy tề tận trời mặt lạnh tức khắc sắc mặt đại biến thình thịch liền quỳ xuống thế tử gia nô tỳ sai rồi nô tỳ sai rồi thỉnh thế tử gia cấp nô tỳ một cái cơ hội hồ cẩm tú khiếp sợ vạn phần nàng kêu tiếu đại ca cái gì thế tử gia vị này tiếu đại ca thế nhưng là thế tử có thể xưng là thế tử đều là công hầu thế gia đích trưởng tử chẳng lẽ tiếu đại ca thân phận thật sự lại là kinh thành nhà cao cửa rộng Thẩm Thanh Du yên lặng đóng cửa lại, đem bên ngoài đi ngang qua xem náo nhiệt đều nhốt ở ngoài cửa. Người khác có sợ không mất mặt không quan trọng, tề tận trời cùng chính mình mặt tổng còn muốn. Ngươi hiện giờ là thành hồ gia người. Tề tận trời hỏi Kiều Nương. Kiều Nương dập đầu như đảo tỏi, thế tử gia tha mạng, nô tỳ cũng không có. Nô tỳ không phải. Ở Kiều Nương một phen giải thích hạ, ở đây người cuối cùng nghe minh bạch lúc trước kiều nương bị từ tề tận trời bên người đuổi đi cũng không dám trở lại kinh thành ở trên đường đã bị người cấp bắt đi muốn bán tiếng thanh lâu là hồ cẩm tú cứu nàng hồ cẩm tú nói bóng nói gió tề tận trời lai lịch cùng gia thế kiều nương chính mình cảm thấy mất mặt cũng không dám nói nói thật ngược lại là nói chính mình bị hiểu lầm oan uổng lúc này mới bị đuổi đi hồ cẩm tú não bổ vừa ra thông phòng nha hoàng cùng thiếu gia nghiệp duyên tuần sau Liền đem kiều nương cấp dàn xếp ở chỗ này. Nàng là chuẩn bị đem kiều nương làm kinh hỷ đưa cho tề tận trời. Thuận tiện ly gián thẩm thanh du cùng tề tận trời tín nhiệm. Nhưng ai từng tưởng kiều nương lại hô to tha mạng. Hiển nhiên, sự tình cùng hồ cẩm tú cho rằng không giống nhau. Lại xem thẩm thanh du, khi kiều nương hô lên thế tử gia thời điểm, nàng cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc có thể thấy được tề tận trời đối nàng cũng không giấu giếm. Cái nào càng thân cận, cái nào càng tín nhiệm, còn cần tương đối sao? Tưởng tượng minh bạch cái này, hồ cẩm tú tâm liền trước hôi một nửa. Tề tận trời vẫn luôn trầm mặt, chờ kiều nương thúc tha thúc thích mà nói xong, hắn mới nói, ngươi là hầu phủ người hầu, nghĩ đến cũng là cùng ngươi nương lão tử vẫn luôn có liên hệ, mới biết được ta hiện giờ được phong thế tử. Kiều nương sắc mặt trắng bạch, không chút do dự lại là một cái vang đầu khái đi xuống nô tỳ sai rồi nô tỳ cũng không dám nữa nếu sớm biết tề tận trời có thể có hiện giờ nàng lúc ấy cũng sẽ không phản bội sẽ không cấp thanh bình hầu phu nhân mật báo nghe trong nhà nương lão tử nói gần mấy năm thanh bình hầu phủ không bằng từ trước toàn dựa thế tử gia bên ngoài làm buôn bán kiếm tiền nuôi sống bọn họ gần nhất bởi vì thế tử gia chặt đứt trong phủ cung ứng bọn họ càng là chỉ có thể dựa bán thôn trang đã tới nhật tử tề tận trời nhìn đến kiều nương cũng không khỏi nhớ tới lúc trước lúc trước chính là bởi vì biết được kiều nương cùng bên người gã sai vặt đều là mẹ kế người hắn mới đưa người đều đuổi đi nhưng theo sau hắn đã bị tính kế cùng thẩm thanh du thành thân thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi thôi sự tình đều đi qua ngươi nguyện ý cùng ngươi nương lão tử liên hệ cũng là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Nương tử, chúng ta đi. Cơm khẳng định là ở chỗ này ăn không được, tề tận trời lôi kéo thẩm thanh du liền đi. Hồ Cẩm Tú vẻ mặt mờ mịt, này liền đi rồi. Nàng một dậm chân, đuổi tới, tiếu đại ca. Lúc trước là ta không hiểu biết nội tình, bị che mắt, mới có thể cứu nàng. Nếu nhà này không thành, chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm. Tề tận trời lại không có hứng thú, không cần, ta cùng nương tử đi ăn đi. Hồ chủ nhân lo chính mình vội đi. Hồ Cẩm Tú cảm thụ được đến tề tận trời trong giọng nói xa cách, trong lòng cũng hối hận không ngừng, đây là vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa. Này không thể được a. À. Về Vân Lâu mỗi năm đều phải từ gia nhạc phường mua sắm chén bàn, thả mỗi năm mua sắm mức đều không nhỏ. Nếu là đắc tội tề tận trời, bởi vậy không có cái này lão khách hàng. Hồ Cẩm Tú cũng bất chấp muốn mặc, đuổi theo hai người đi chỗ trẻ liền có cái tửu lầu kêu bên sông lâu nhìn người rất nhiều tề tận trời lãnh thẩm thanh du liền đi vào hai người vào lâu hai cái y phục thường hộ long vệ cũng không biết từ nơi nào tiến vào tiến đến tề tận trời bên tai nhỏ giọng nói vài câu cái gì tề tận trời khẽ gật đầu không cần để ý tới phu thê hai người điểm vài món thức ăn đang chuẩn bị ăn cơm đâu liền thấy hồ cẩm tú đuổi theo lại đây lúc này hồ cẩm tú đã sớm đem phía trước tình tình ái ái ném ở sau đầu vẻ mặt tươi cười mà đem trong tay điểm tâm hộp đặt ở thẩm thanh du trước mặt vừa rồi là ta đường đột ta ở chỗ này hướng hai vị bồi tội đây là nơi này đặc sắc điểm tâm thế tử phu nhân nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị thẩm thanh du nhìn tề tận trời liếc mắt một cái tề tận trời ý bảo nàng mở ra nhìn xem thẩm thanh du mở ra điểm tâm hộp ba tầng điểm tâm hộp bên trong là một đĩa một đĩa điểm tâm bánh hoa quế đường đỏ bánh bánh hạt dẻ thủy tinh tam dạng điểm tâm cắt thành ngăn nắp một tiểu khối còn tản ra nhiệt khí thẩm thanh du giống nhau nếm một khối hương vị xác thật cũng không tệ lắm cảm ứng được không gian thương thành gia tăng rồi này tam dạng đồ vật thẩm thanh du cảm thấy mỹ mãn về sau muốn ăn tùy thời liền có thể mua Hồ Cẩm Tú thấy Thẩm Thanh Du chịu ăn chính mình mua điểm tâm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này bữa cơm theo ta tới thỉnh, có thể chứ. Thẩm Thanh Du xem như đã nhìn ra, này Hồ Cẩm Tú là kẹo mạch nha, không đạt mục đích không bỏ qua cái loại này. Nàng nhìn Hồ Cẩm Tú, vẻ mặt nghiêm túc, Hồ Chủ Nhân, ngươi chấp nhất mà muốn thỉnh một bữa cơm, là vì cái gì đâu. Hồ Cẩm Tú bị nghẹn lại, dừng một chút mới một lần nữa dơ lên tươi cười, ta đây là sợ kêu thế tử gia cùng thế tử phu nhân trong lòng không thoải mái, muốn cùng nhị vị nhận lỗi. Thẩm Thanh Du gật gật đầu, ta không trách ngươi, ngươi xin lỗi ta nhận lấy, nhưng là chúng ta hai vợ chồng tưởng hảo hảo ăn bữa cơm, ngươi có không? Hồ Cẩm Tú sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hảo hảo hảo. Ta ngồi bên cạnh kia bàn đi. Chương 164 chủ nhân coi trọng xà phòng. Hồ Cẩm Tú xấu hổ vạn phần mà đi cách vách bàn. Quản sự xem đến trong lòng căm giận, Hồ Gia tuy nói không tính hào phú, khá vậy tính giàu nhất một vùng, hai vị này thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Này bên sông lâu đồ ăn không thể nói nhiều xuất sắc, lại cũng có chính mình địa phương đặc sắc. Đặc biệt là có một đạo khoai tây giảo đoàn, nghe nói là địa phương dùng khoai tây nấu chín sau tạp đến khởi keo dính, lại phóng hồ thủy, du đanh đá tử, hành thái, rau thơm chờ đồ vật quấy ăn thẩm thanh du vẫn là lần đầu tiên ăn cái này cảm thấy hương vị phi thường không tồi tề tận trời thấy nàng thích ăn lại giúp nàng điểm một phần nhìn đến đệ nhị phân đi lên thẩm thanh du kinh ngạc nói ta ăn không hết hai phân tề tận trời vẽ mặt cười ngươi ăn không hết thời điểm cho ta ăn là được trước công chúng hồ cẩm tú xem đến cây đôi mắt nàng đứng dậy muốn đi theo sau liền nghe được hét thảm một tiếng, a à. chạy đường tiểu nhị trong tay bưng một chậu rau trộn hồng du bụng ti, vừa lúc đánh vào hồ cẩm tú trên người, hồ cẩm tú nháy mắt một thân đầm đìa, ngươi, ngươi hồ cẩm tú vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tức giận đến cả người phát run, mặt đỏ rần. tiểu nhị sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, ai nha nha, xin lỗi xin lỗi. thẩm thanh du cùng tề tận trời nhìn thoáng qua cũng là sửng sốt. Như thế nào liền như vậy xảo đâu. Ngay cả trưởng quầy cũng vội vàng lại đây xin lỗi, dẫn hồ cẩm tú đi phòng trung sửa sang lại. Quản sự mang theo tay nải, bên trong bị sim y. Hồ cẩm tú thay đổi sim y, đem trong tay lây dính nước canh trà lau sạch sẽ, nề hà kia hồng du hương vị lại như thế nào cũng đi không xong. Trưởng quầy kêu nữ tiểu nhị đưa vào tới một chậu nước, còn mang theo heo lá lách, vị này khách quý, ngài dùng cái này tẩy tẩy nhìn đến kia heo lá lách hồ cẩm tú không tự chủ được nhớ tới thẩm thanh du cho chính mình kia một khối tiểu xà phòng thơm nàng đem cầm trong tay heo lá lách lại buông xuống đi trong bao quần áo nhảy ra kia khối xà phòng thơm liền chậu nước thủy giặt sạch lên chờ đôi tay tẩy đến sạch sẽ về điểm này hồng du hương vị cũng không còn sót lại chút gì kia khối xà phòng thơm lại như là tân giống nhau thế nhưng không có rõ ràng giảm bớt cùng biến hình này, này đi ô năng lực so heo lá lách cũng hảo quá nhiều đi. Hơn nữa chiếu cái này dùng bền trình độ, so heo lá lách hảo không phải một chút a. À. Hồ Cẩm Tú đoan trang trong tay xà phòng thơm, ánh mắt dần dần lửa nóng. Khi bưng chậu nước tiến vào nữ tiểu nhị cũng xem đến mới mẻ. Thứ này xoa tẩy lên cũng có bọt biển, còn tẩy như vậy sạch sẽ. Này có thể so heo lá lách khá hơn nhiều. Đây là thứ gì? Hồ Cẩm Tú không phản ứng nữ tiểu nhị, trong đầu suy nghĩ một lát sau, quyết đoán đem phòng cục diện rối rắm ném cho nữ quản sự, chính mình chạy ra đi tìm thẩm thanh du đi. Gian ngoài, tiểu nhị đã nhanh nhẹn mà đem trên mặt đất bát sái đồ ăn canh đều rửa sạch sạch sẽ, tử lầu vẫn như cũ ầm ỉ, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hồ Cẩm Tú bước chân vội vàng mà đi tới thẩm thanh du cùng tề tận trời cái bàn biên, tiếu đại. Thế tử gia, này xà phòng là ngài gia mua bán ta có không hỏi một chút này xà phòng bán thế nào tề tận trời xem một cái hồ cẩm tú khóe miệng gợi lên một cái tươi cười chỉ vào nhà mình nương tử đây là ta nương tử mua bán cùng ta không quan hệ hồ cẩm tú nàng đánh chết cũng không tin đây là thẩm thanh du mua bán bất quá nếu tề tận trời nói như vậy nàng chính là không tin cũng muốn làm bộ tin tưởng vì thế nàng đem ánh mắt dừng ở thẩm thanh du trên mặt thế tử phu nhân này xà phòng bao nhiêu tiền một khối nhà ta nhạc phường muốn nhập hàng nếu là giá thích hợp ta chuẩn bị nhiều tiếng một ít thẩm thanh du cười tủm tỉm hồ chủ nhân sợ là đã quên liền ở buổi sáng ngươi lo lắng ta đưa ngươi xà phòng là muốn phàn quan hệ làm buôn bán còn nói quá một năm trong vòng không tiếng ta cái này xà phòng hồ cẩm tú đó là ta ánh mắt thiển cận ta ở chỗ này cùng thế tử phu nhân nhận lỗi, nhưng nếu là làm buôn bán, tự nhiên không cần thiết cùng tiền không qua được, ngài xem này xà phòng. Thẩm thanh du tươi cười biến đạm, nhưng ta lúc ấy nhưng hứa hẹn, một năm trong vòng, này xà phòng không tiến gia nhạc phường. Hồ Cẩm Tú sửng sốt, sao? Nàng còn tới thật sự. Nhà ta nhạc phường cả nước trên dưới mấy chục gia cửa hàng, nếu là muốn vào hóa, kia cũng không phải là mấy ngàn khối, kia chính là thượng vạn khối xà phòng đâu. Thẩm Thanh Du cũng cười, hồ chủ nhân nói không sai, nhưng ta xà phòng không lo bán, ta cũng không muốn lật lọng. Ta người này, nói ra đi nói, trước nay đều tính toán. Lại là thật sự cự tuyệt. Một chút đường sống không lưu. Hồ Cẩm Tú một hơi trắng ở ngực, nửa vời, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Nàng nhìn về phía tề tận trời, thế tử gia, người ta tương giao nhiều năm, tề tận trời sợ tới mức đôi tay liền diêu ta nói này mua bán không phải ta là nhà ta nương tử nàng muốn như thế nào quyết định ta tuyệt không nhúng tay thẩm thanh du ném qua đi một ánh mắt làm không tồi tiểu tử tề tận trời nhướng mày ngươi ta nương tử ta tự nhiên hướng về ngươi hồ cẩm tú nàng nhìn nhìn này ánh mắt kéo sợi hai vợ chồng rốt cuộc ý thức được này hai vợ chồng hôm nay là sẽ không theo chính mình nói cửa này xin ý. Thôi, tìm cơ hội rồi nói sao. Nàng quể quải trời đi. Một bữa cơm ăn xong, thẩm thanh du cùng tề tận trời đang muốn đi, kia tử lầu trưởng quầy lại đã đi tới, hai vị khách quan thỉnh trước dừng bước. Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời tò mò nhìn về phía kia trung niên trưởng quầy. Trưởng quầy đầy mặt mang cười, tiểu nhân là bên sông lâu chủ nhân ngụy Gia Vượng, vừa rồi nhìn đến vị kia khách quý lấy ra. Xà phòng, nghe vị kia khách quý nói, là ngài gia mua bán. Không biết thứ này ở nơi nào mua. Bao nhiêu tiền một khối? Thẩm thanh du nhướng mày nhìn về phía kia ngụy chủ nhân, không biết vị này chủ nhân, muốn nhiều ít. Ngụy chủ nhân quay đầu hư chỉ chỉ chính mình tử lầu, ta này trong lâu có không ít khách nhân, lui tới, một năm cũng muốn tiêu hao mấy trăm khối sau bếp cùng chạy đường tiểu nhị mỗi ngày xiêm y muốn rửa sạch sẽ, mới hảo ra tới gặp khách, cũng muốn tiêu hao không ít. Thẩm Thanh Du cười cười, này xà phòng là ta độc nhất vô nhị mua bán. Linh bán một khối muốn 80 văn, bất quá có thể đỉnh 8 khối trở lên đồng dạng lớn nhỏ heo lá lách. Ngươi nếu là một lần muốn 1 ngàn khối trở lên, ta cho ngươi 30 văn một khối, cái này là bán sĩ giới. Ngụy chủ nhân tính toán một chút, tuy rằng có chút tiểu quý, nhưng cẩn thận tính xuống dưới, cũng vẫn là không sai biệt lắm. Mấu chốt là thứ này cấp khách nhân sử dụng tới, bên sông lâu cấp bậc lập tức liền lên rồi nha. Hơn nữa kia sim y dùng heo lá lách tẩy không sạch sẽ, ô uế chỉ có thể dùng chày gỗ dùng sức tạp, lại quải tương. Tẩy không được vài lần, sim y đã bị chùi y lạng. Cắn răng một cái, vị chủ nhân nói, có không lại cho ta xem hóa. Nếu là thích hợp, chúng ta tưởng trước đến một ngàn khối, có được hay không? Thẩm Thanh Du cười, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ta trên tay không có mang nhiều như vậy hàng hiện có, ngươi nếu muốn, yêu cầu chờ ta về nhà lại gọi người cho ngươi giao hàng lại đây. Thành Bên sông lâu trưởng quầy gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Du từ túi sách trung lại lấy ra tới một tiểu khối xà phòng đưa qua đi. Trưởng quầy trực tiếp làm tiểu nhị lấy tới một khối tràn đầy dầu mỡ dễ lau, dùng kia xà phòng xoa tẩy lên. Trước mắt bao người, dễ lao đánh thượng xà phòng, một đống xoa tẩy, thực mau liền lộ ra nguyên bản nhan sắc. Bàn quan thực khách sôi nổi xem đến ngạc nhiên, ai da. Thật sự xoa sạch sẽ nha. Thứ này so lá lách nhưng khá hơn nhiều. Này nếu là dùng để tắm rửa gội đầu, cũng khẳng định tẩy sạch sẽ. Chính là quá quý, một khối muốn 30 văn tiền đâu nếu một khối có thể đỉnh tám khối heo lá lách, còn quý cái gì? Thẩm Thanh Du nở nụ cười, hôm nay đắp bên sông lâu lão bản mặt mũi, các vị nếu là muốn mua, đem tiền giao cho bên sông lâu ngụy chủ nhân, đến lúc đó có thể tới hắn nơi này lấy hóa, chỉ này một lần, lần sau các vị lại mua, nhất định phải muốn 50 văn trở lên. Chương 165 ngoài ý muốn đơn đặt hàng. Mọi người vừa nghe, tức khắc tâm động, sôi nổi tìm ngụy chủ nhân hạ đơn đặt hàng ngụy chủ nhân tâm tồn cảm kích mà nhìn thẩm thanh du liếc mắt một cái kêu một cái tiểu nhị đi nhớ số lấy tiền những người này từ nơi này mua xà phòng nhất định muốn lại đến lấy hóa ăn cơm cũng liền nước chảy thành sông chính mình còn bán cái mặt mũi cho bọn hắn bọn họ cảm nhớ chính mình hảo về sau tự nhiên sẽ càng thêm chiếu cố chính mình sinh ý nhất cử mấy đến a trong lúc nhất thời hai bên đều thật cao hứng không bao lâu rất nhiều người liền giao tiền rời đi. Tiểu nhị nhất thống kế, thế nhưng lại nhiều hai ngàn nhiều khối xà phòng đơn đặt hàng. vị chủ nhân cùng Thẩm Thanh Du đều lắp bắp kinh hải. Như thế nào nhiều như vậy? Một cái lớn tuổi tiểu nhị cười nói, vị này chủ nhân nói chỉ có lúc này đây cơ hội, bọn họ khẳng định tưởng một lần nhiều mua chút, miễn cho lần sau mua quý. Lời này hai bên đều nhận đồng, sôi nổi gật đầu. Thẩm Thanh Du cười nói, vậy thác ngụy chủ nhân phúc khí ngụy chủ nhân cũng cười là ta thác thẩm chủ nhân phúc khí hai bên lập tức quan hệ gần đây rất nhiều ngụy chủ nhân đơn giản lại làm tiểu nhị đi thỉnh phụ cận tiệm tạp hóa lão bản lại đây vị này lão bản là ta anh vợ ta xem ngươi cái này xà phòng khá tốt nếu không ngươi cùng hắn cũng nói chuyện kia hóa ra hảo thẩm thanh du đại hỷ hơn 60 tuổi lão giả ngồi xuống thẩm thanh du đối diện ngụy chủ nhân một phen đẩy mạnh tiêu thụ viên biểu thị qua đi, kia tiệm tạp hóa lão bản lại đến một ngàn khối. Thẩm Thanh Du cũng không nghĩ tới, hồ cẩm tú một phen dây dưa, thế nhưng còn làm chính mình bán đi bốn nghìn nhiều khối xà phòng thơm. Liền tính ba mươi văn một khối, cũng muốn hơn một trăm lượng bạc. Thẩm Thanh Du thần thanh khí sản, cùng tề tận trời mỉm cười rời đi. Trấn nhỏ thượng bởi vì tất cả đều là gốm sứ xưởng nhưng thật ra có rất nhiều lui tới khách thương tới đặt hàng, bởi vậy khách điếm cũng có vài gia. Tề tận trời có tiền, sớm đã kêu hộ long vệ bao một khách điếm hậu viện. Chờ Thẩm Thanh Du quá khứ thời điểm, hộ long vệ đã đem cái gì đều chuẩn bị hảo. Tân phô tốt đệm chăn sạch sẽ mà tản ra heo lá lách hương vị. Trong ngoài đều sửa sang lại đến sạch sẽ chỉnh tề. Hai cái hộ long vệ an bài tới bà tử nhìn là lưu loát lại bổn phận thực mau liền pha trà bưng điểm tâm, bày một bàn. Thẩm Thanh Du trừng mắt nhìn tề tận trời liếc mắt một cái, cười nói, sao? Còn ghét bỏ ta không đủ béo. Nhân gia hôm nay đều nói ta ung dung. Tề tận trời từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Thanh Du dáng người một phen, đáy mắt lây dính ám sắc, người béo điểm cũng khá tốt. Cùng hồ lô dường như. Thẩm Thanh Du trừng hắn liếc mắt một cái, này đó điểm tâm lưu lại một đĩa liền thành, khác đều lấy đi. Đều là chút phía trước ăn qua lão kiểu dáng, không gian thương thành không cần. Hai vợ chồng sát cửa sổ tương đối mà ngồi, thẩm thanh du nhắc tới ấm trà đặt ở thang lò thượng, bắt đầu nấu nước. Trong ấm trà ly nước nàng đổi thành không gian trung linh tuyền. Vì thế đệ nhị hồ trà hương vị liền rõ ràng cùng đệ nhất hồ bất đồng. Tề tận trời miệng cũng là càng ngày càng điêu, đệ nhất khẩu liền nếm ra tới, này nước trà so vừa rồi càng tốt uống thẩm thanh du chỉ cười không giải thích thích uống ngươi liền uống nhiều điểm tề tận trời thật sâu mà nhìn thẩm thanh du liếc mắt một cái cũng không truy vấn thành thành thật thật uống trà tiền viện tranh chấp thanh âm loáng thoáng truyền tới thời điểm hai người cũng chưa đương một chuyện thẳng đến thanh âm kia hướng phía sau mà đến thả rõ ràng là hướng tới này hậu viện mà đến hai người mới coi trọng lên liếc nhau lúc sau đem ánh mắt đều nhìn về phía cửa chỗ cửa chỗ hộ long vệ tiếp thu đã đến tự chủ tự ánh mắt, lập tức đi ra ngoài nên người. Ngoài cửa nữ tử thanh âm có hai phân quen thuộc, như thế nào? Mỗi lần ta tới, đều là ở nơi này, hôm nay thế nhưng là không thể. Một cái nam tử thanh âm lấy lòng mà cười làm lành, hồ chủ nhân, là chúng ta suy xét không chu toàn đến, viện này ngày thường cũng không ai bao, một năm bên trong không nhật tử nhưng thật ra có 300 nhiều ngày, nơi nào tưởng được đến hôm nay thế nhưng đã kêu người trước chiếm đâu. Nếu không ngài đi ta trong phủ ở. Có lẽ là bởi vì hộ long vệ đi ra ngoài duyên cớ, tranh chấp thanh thực mau dừng lại. Hộ long vệ thanh âm thực lãnh, nơi này trụ người, thỉnh lập tức rời đi. Sạch. Đao ra khỏi vỏ thanh âm kêu bên ngoài người đều sửng sốt. Hộ long vệ trên người sát khí trọng, mấy người lập tức dọa sợ vẫn là cái kia nam tử thanh âm cười làm lành, là chúng ta va chạm quý nhân, người không biết không tội, còn thỉnh quý nhân thứ lỗi. Thứ lỗi. Hai người rời đi, cửa quay về thanh tịnh. Tề tận trời cùng thẩm thanh du một trảng một trảng mà uống trà, thường thường lưu thượng hai câu, chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái. Ngay cả này thu sớm khô nóng, đều tự hồ không còn sót lại chút gì. Lúc chạm vàng, rót một bụng nước trà hai người đứng dậy, chuẩn bị ra cửa kiếm ăn. Bên sông lâu thức ăn không tồi, tề tận trời vốn chính là làm tử lầu, tự nhiên còn muốn đi ăn chút không giống nhau thái sắc. Ai ngờ mới vừa đi ra hậu viện môn, nên diện liền đụng phải hồ cẩm tú. Hồ cẩm tú thay đổi một thân qua cơn mưa trời lại sáng váy áo, cũng là đang chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm tư thế. Nhìn đến tề tận trời cùng thẩm thanh du cùng nhau ra tới, nàng sửng sốt một chút thẩm thanh du giữa trưa còn bởi vì nàng duyên cớ nhiều bán rất nhiều xà phòng đâu tự nhiên phải cho nàng cái gương mặt tươi cười hồ chủ nhân hảo xảo hồ cẩm tú xem một cái tề tận trời vừa lúc nhìn đến tề tận trời vẻ mặt ôn hòa tươi cười mà nhìn thẩm thanh du hồ cẩm tú lập tức liền trong lòng không thoải mái nàng nhìn nhìn kia viện môn ta còn nói là ai đâu nguyên lai là tiếu đại ca đến viện này viện này vốn là ta từ trước thường xuyên trụ nếu là tiếu đại ca phương tiện nói, làm một gian phòng cho ta được không? Nơi đó mặt chính là có tam gian phòng cho khách đâu. Tề tận trời chỉ chỉ cửa đứng hộ long vệ, dư lại phòng bọn họ muốn trụ. Hộ long vệ mặt vô biểu tình, cái nồi này không nặng, chúng ta bối đến động. Hồ Cẩm Tú Liền ở Hồ Cẩm Tú trong lòng mọi cách hụt hẫng thời điểm, Thẩm Thanh Du lại cười tủm tỉm mở miệng, Hồ Chủ Nhân, chúng ta chuẩn bị đi bên sông lâu ăn cơm, không biết hồ chủ nhân nhưng có an bài. Hồ Cẩm Tú chần chờ một cái chớp mắt. Hôm nay Mỹ Sứ Phường chủ nhân cũng thỉnh nàng ở bên sông Lâu ăn cơm. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm cùng tề tận trời cùng nhau ăn cơm tới. Vì thế Hồ Cẩm Tú nhìn về phía tề tận trời, ta hôm nay tốt đẹp Sứ Phường chủ nhân cùng nhau ăn cơm, không bằng tiếu đại ca cùng phu nhân cùng nhau. Loại này bị người lâm thời kêu đi thấu cái bàn cơm có ý tứ gì? Dù sao tề tận trời cùng thẩm thanh du đều tỏ vẻ không có hứng thú, vì thế hai người lập tức cự tuyệt. Vậy không cần, các ngươi ăn của các ngươi, chúng ta ăn chính mình chính là. Hồ Cẩm Tú còn ý đồ giữ lại, kia Mỹ sứ phường chủ nhân hôm nay nói là vừa lúc có tri phủ đại nhân xuống dưới. Tuy nói tiếu đại ca là kinh thành gia đình giàu có, nhưng nếu là muốn hành tẩu bên ngoài làm buôn bán, tổng hay là nên nhiều cùng phía dưới quản sự người tiếp xúc thẩm thanh du rất có hứng thú mà nhìn về phía tề tận trời ngươi hợp tác đồng bọn ở giáo ngươi làm người đâu ngươi không đáp lại một chút tề tận trời lại xua xua tay không cần hồ cẩm tú trong lòng ẩn ẩn không phục lại không hảo lại khuyên trong kinh cũng có kia cái thùng rỗng nhà cao cửa rộng tước vị còn ở nội bộ lại một bao cám bả này tiếu đại ca thân là thế tử lại ra tới khắp nơi làm buôn bán có thể thấy được trong nhà cũng liền dư lại cái miệng cọp gan thỏ tước vị. Như vậy nhà cao cửa rộng ở trong kinh thành cũng không nhận người đại thấy. Nói cách khác, chân chính nhà cao cửa rộng đại tộc cũng là chướng mắt bậc này miệng cọp gan thỏ nhà cao cửa rộng. Một khi đã như vậy, hắn ngạo khí cái gì? Liền tri phủ mặt mũi đều không cho. Trong lòng mang khí, hồ cẩm tú đi cửa cùng Mỹ sứ phường chủ nhân hội hợp, cùng đi bên sông lâu chương 166 hồ cẩm tú nguy cơ. Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời cũng là không sai biệt lắm thời gian đến bên sông lâu. Hai người trực tiếp liền ở đại đường bên sông Nhã Tọa ngồi xuống, dương mắt là có thể nhìn đến đại đường toàn cảnh. Chưởng quầy giữa trưa mới cùng hai vị này đến rất nhiều xà phòng, lúc này lại nhìn đến hai vị, tự nhiên khách khí. Chờ tề tận trời đem ăn cơm nhu cầu giải thích một phen sau, kia tiểu nhị cười tủm tỉm nói, hai vị khách quý yên tâm, bảo đảm kêu nhị vị ăn ngon uống tốt. Tiểu nhị mới vừa đi xuống, khi hồ cẩm tú liền cùng Mỹ sứ phường chủ nhân Tôn Tường vào được. Tôn Tường rất là nhiệt tình mà mời hồ cẩm tú hướng trên lầu đi, hồ cẩm tú lại liếc mắt một cái liền thấy tề tận trời hai vợ chồng ngồi ở bên sông nhã tọa thượng. Bốn mắt giao đầu, thẩm thanh du cùng tề tận trời đem ánh mắt dường như không có việc gì mà dịch khai. Hồ cẩm tú trong lòng tức khắc thực hụt hẫng, có gì đặc biệt hơn người. Tôn Tường thấy Hồ Cẩm Tú nhìn chầm chầm bên kia liếc mắt một cái, liền ở trong miệng nói thầm, nhìn không được kinh ngạc, sao? Khi hai vị là Hồ chủ nhân quen thuộc người. Hồ Cẩm Tú hơi hơi biểu môi, đó là về Vân Lâu chủ nhân. Về Vân Lâu Tôn Tường lắp bắp kinh hải. Về Vân Lâu chủ nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Khi chính là trải rộng cả nước Phủ Thành về Vân Lâu A nếu là về vân lâu chén bàn đều có thể từ chính mình nơi này tiến khi đối mỹ sứ phường thanh danh là bao lớn trợ giúp cùng duy trì tôn tường đôi mắt lập tức liền nhiệt nếu là hồ chủ nhân bằng hữu không bằng cùng nhau đi lên ăn hồ cẩm tú cố ý thở dài một hơi hắn muốn bồi phu nhân không muốn đâu tôn tường đã chú ý tới thẩm thanh du này nữ tử nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng dáng người đẩy đà lại đều có một cổ phong tình đặc biệt là dung mạo cùng da thịt. Chật chật chật. Hắn đôi mắt càng nhiệt. Tri phủ đại nhân có một cái đam mê, đối hoàng mau nha đầu không có gì hứng thú, chính là thích thành thục nữ tử. Sở dĩ hôm nay tôn cường thỉnh tri phủ đại nhân ăn cơm, còn mang lên hồ cẩm tú, chính là bởi vì hồ cẩm tú cũng đã 20 xuất đầu, lại chưa hôn phối. Nếu là hồ cẩm tú bị tri phủ đại nhân coi trọng, hắn thân là trung gian giới thiệu người, tự nhiên là có thể được chỗ tốt. Ai có thể tưởng được đến, tại đây địa phương cư nhiên còn có thể gặp phải càng câu nhân trong mắt nữ tử. tôn tường lập tức liền hướng bên kia đi. Vừa lúc Hồ Cẩm Tú cũng muốn kêu bọn họ cùng nhau, liền theo qua đi. Ai ngờ tề tận trời cùng thẩm thanh du lập tức liền cự tuyệt. Không cần, chúng ta đã điểm đồ ăn, ăn chút nhi liền đi trở về. Không được ngươi không thể trở về. Tôn Tường đến gần xem Thẩm Thanh Du, càng là trong lòng kinh hoàng. Đi được như vậy gần, lại nhìn không tới này nữ tử trên mặt lỗ chân lông, nhìn trắng nõn lại tinh tế da thịt. Này nhìn cũng quá có phúc phần. Hai vị nếu là hồ chủ nhân bằng hữu, ta cái này chủ nhà nếu là bất tận lễ nghĩa của người chủ địa phương, vậy quá ngượng ngùng. Tôn Tường còn muốn dây dưa, bên sông lâu cửa tiến vào một cái 40 tới tuổi ăn mặc áo gấm nam tử đúng là thường phục tri phủ đại nhân cao chuyên nghiệp cao chuyên nghiệp liếc mắt một cái liền thấy được tôn tường ở dây dưa tề tận trời vợ chồng tức khắc nhíu mày không phải nói hôm nay thỉnh chính mình ăn cơm sao như thế nào ở chỗ này cùng người khác dây dưa cao chuyên nghiệp đang chuẩn bị mở miệng răng dậy liếc mắt một cái lại thấy được tôn tường bên cạnh hồ cẩm tú hồ cẩm tú vào nam ra bắt làm buôn bán trên người đều có một cổ tử anh khí cố tình lớn lên lại thanh tú Tri phủ đại nhân tới rồi bên miệng răng dậy liền thay đổi làng điệu. Tôn lão bản ở vội. Tôn tường một quay đầu, nhìn đến tri phủ đại nhân thế nhưng đều đã tới rồi, vội vàng chạy chậm qua đi bồi tội, ai gia nha, đại nhân, thật là ngượng ngùng. Tôn tường vừa bỏ đi, cao chuyên nghiệp liền thấy được thẩm thanh du cùng tề tận trời. Hắn nhìn đến thẩm thanh du nháy mắt, trước mắt sáng ngời, nhưng chờ hắn thấy rõ ràng tề tận trời dung mạo khi lại sợ tới mức nháy mắt liền đem đôi mắt trừng lớn người này người này như thế nào giống như gần nhất trên phố truyền lưu rất lợi hại thanh bình hầu phủ thế tử gia nghe nói còn thành hộ long vệ thủ lĩnh chi nhất dàn xếp hảo thượng vạn lưu dân lúc ấy hắn cũng từng nhận được triều đình thông tri làm hắn chuẩn bị sẵn sàng nếu là vị này tề thế tử ở đồng tâm phủ dàn xếp không hảo những cái đó lưu dân trấn giang phủ liền phải ra tay hỗ trợ cũng may cuối cùng đồng tâm phủ truyền đến tin vui kia một vạn nhiều lưu dân đều dàn xếp xuống dưới cứ như vậy hắn trấn gian phủ cũng liền không cần gánh vác áp lực vì này hắn gọi người nghiêm túc hỏi thăm quá thanh bình hầu phủ vị này thế tử gia bức họa hắn gặp qua bởi vậy hắn nhìn kỹ lại xem xác nhận thật là vị kia thế tử gia thôi thôi thế tử gia nữ nhân ngàn vạn đừng trêu chọc cao chuyên nghiệp ánh mắt lại lần nữa dừng ở hồ cẩm tú trên người vô thịt cá cũng có thể một hàng mấy người lên lầu công tường cố ý an bài hồ cẩm tú ngồi ở cao chuyên nghiệp bên người hồ cẩm tú không ngốc tương phản rất thông minh vừa thấy đến chính mình vị trí lại xem cao chuyên nghiệp hòa ái dễ gần tươi cười còn có cái gì không rõ nàng trong lòng lập tức liền chung cảnh báo trường minh song con bê hôm nay lại bị trở thành quân cờ nàng một bên khẩn trương suy tư ứng đối chi sách một bên còn muốn cùng cao chuyên nghiệp lá mặt lá trái mắt thấy cao chuyên nghiệp mượn rượu che mặt bắt đầu càng ngày càng gần mà tôn tường lại muốn mượn cớ rời đi phòng nàng nóng nảy tri phủ đại nhân chờ một lát ta nhớ tới vừa mới ở dưới lầu nhìn thấy hai vị cố nhân tưởng đi xuống cùng bọn họ nói hai câu lời nói cái gì cố nhân muốn hồ chủ nhân tự mình đi xuống xem không bằng đem người kêu lên tới cao chuyên nghiệp liền thích xem nữ tử muốn tự còn nên bộ dáng tôn tường lại là sửng sốt người nói chính là kia về vân lâu chủ nhân hắc cái tráng cái kia hồ cẩm tú điên cuồng gật đầu đúng đúng chính là bọn họ tôn tường hơi hơi chần chờ ta vừa mới cũng mời bọn họ nhưng bọn họ không muốn đi lên từ từ bọn họ vừa mới nói chính là ai hắc cái tráng cao chuyên nghiệp rốt cuộc là nghe lọt được từ ngữ mấu chốt, đầy mặt mê say nháy mắt thanh tỉnh ba phần. Hồ chủ nhân, ngươi nói cố nhân là thanh bình hầu phủ thế tử gia. Hồ cẩm tú sửng sốt một chút, thanh bình hầu phủ thế tử gia. Khi chính là ở kinh thành gần nhất thanh danh thước khởi nhân vật A. Chẳng lẽ tiếu đại ca chính là thanh bình hầu phủ thế tử gia? Nhưng người nọ không phải kêu tề tận trời sao? Từ từ. Tề tận trời. Tiêu Vân Khải. Thì ra là thế. Hồ Cẩm Tú trong đầu điện quan hỏa thạch, trên mặt lại rất mau liền phản ứng lại đây, không sai, đó chính là ta nhận thức đã nhiều năm đại ca, bọn họ về vân lâu chén bàn đều là ta cung cấp. Lầu một tề tận trời hồn nhiên không biết chính mình áo choàng đã bị Hồ Cẩm Tú trong lúc vô ý bái rất một kiện, còn ở cùng thẩm thanh du thích ý mà đang ăn cơm. Mới vừa đi lên vài đạo đồ ăn hương vị đều thực không tồi. Tề Tận Trời tuy rằng không tự mình xuống bếp, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đem ăn qua thức ăn nói cho chính mình đầu bếp nghe, sau đó kêu đầu bếp làm. Hai người một bên ăn, một bên thấp giọng trò chuyện, cũng chưa cảm thấy được Hồ Cẩm Tú đã vội vàng xuống lầu. Thẳng đến Hồ Cẩm Tú bước nhanh đi tới Tề Tận Trời cái bàn biên, Thẩm Thanh Du cùng Tề Tận Trời mới song song ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Hồ Cẩm Tú vẻ mặt sợ hãi, đè thấp thanh âm nói, "Thế tử gia cứu mạng." Khi tri phủ không có hảo ý, muốn. Muốn. Tề tận trời sửng sốt, lại không nói tiếp, mấy cái ý tứ. Thấy tề tận trời không nói lời nào, Hồ Cẩm Tú lại nhìn về phía Thẩm Thanh Du, Thế tử phu nhân, lúc trước là ta không đúng, ta cùng ngài xin lỗi. Cầu xin ngài mang ta trước trời đi nơi này, chỉ cần ta thoát hiểm, nhất định hậu báo. Thẩm Thanh Du cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cửa thang lầu bên kia lại thấy tôn tường vừa lúc theo xuống dưới, điều tra ánh mắt chính nhìn qua. Chương 167 dính liếu Chương 167 dính liếu Tề tận trời ánh mắt dừng ở thẩm thanh du trên mặt, làm sao bây giờ? Thẩm thanh du hơi hơi thở dài một hơi, làm trò chính mình mặt, gọi người đem một nữ tử cấp cưỡng bức đi đương tiểu thiếp, chính mình xác thật làm không được làm như không thấy. Mềm lòng thẩm thanh du liền quyết định duỗi tay lúc này tôn tường cũng thấy được tề tận trời cùng thẩm thanh du ánh mắt vội vàng đi tới hắn hèn mọn mà hành lễ vẻ mặt tươi cười không biết là thế tử gia cùng thế tử phu nhân giáp mặt tôn mổ thất lễ tề tận trời nhàn nhạt phất tay thượng vị giả khí thế nháy mắt kéo mãn không cần khách khí nguyên cũng không thân tôn tường hồ cẩm tú sắc mặt khẩn trương một bên khẩn cầu ánh mắt làm chuẩn tận trời cùng thẩm thanh du một bên xem tôn tường tôn tường thấy thế cũng tưởng xác nhận một chút hai bên quan hệ không biết hồ chủ nhân cùng thế tử gia là cái gì quan hệ nếu là thế tử gia người ta chờ sau này cũng hảo kính miễn cho không cẩn thận va chạm quý nhân tề tận trời nhìn thẩm thanh du liếc mắt một cái đang muốn nói chuyện lại nghe hồ cẩm tú đột nhiên mở miệng ta là thế tử gia người thẩm thanh du tề tận trời tôn tường ba người đều mặc lộ vẻ khiếp sợ đồng thời nhìn về phía hồ cẩm tú tôn tường sợ tới mức đều nói lắp này này không đợi tề tận trời cùng thẩm thanh du nói chuyện hồ cẩm tú thình thịch liền quỳ gối thẩm thanh du trước mặt thế tử phu nhân là ta ý nghĩ kỳ lạ mưa toan leo lên còn thỉnh thế tử phu nhân cấp điều đường sống qua hôm nay ta nhất định quay đầu liền đi tuyệt không liên lụy thế tử gia cũng tuyệt không dám mơ ước thế tử gia nói xong lời này, hồ cẩm tú còn phanh 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 dập đầu ba cái. thẩm thanh du mặt trầm xuống dưới. hồ cẩm tú lời này thật đúng là cực có tính nghệ thuật. ở thẩm thanh du cùng tề tận trời nơi này, có thể nói là nàng mưu toan leo lên vì cầu xin cố ý gọi người hiểu lầm. nếu là rơi vào tôn tường cùng cao chuyên nghiệp lỗ tai, kia đã có thể không giống nhau. chỉ biết nói tề tận trời đem người cấp ngủ, rồi lại bởi vì thế tử phu nhân không trọng lượng cho nên nhập không được môn vì thế hồ cẩm tú chỉ có thể xem như tề tận trời đã từng trong phòng người tuy rằng vô danh vô phận lại không ai dám dễ dàng đánh hồ cẩm tú chủ ý nếu tề tận trời cùng chính mình chưa thổ lộ tình cảm việc này thẩm thanh du là không tính toán trộn lẫn người ái cho ai bối nồi là chuyện của ngươi nhưng hôm nay hai người nếu muốn càng tiến thêm một bước có một số việc liền không thể hàm hồ thẩm thanh du nhìn về phía vẻ mặt bừng tỉnh lại hoảng sợ tôn tường trầm giọng mở miệng tướng công ngươi cùng hồ chủ nhân nhưng có bất luận cái gì ái muội nhưng có bất luận cái gì tư tình nhưng có bất luận cái gì vượt qua địa phương tề tận trời sắc mặt cũng trầm hạ tới quyết đoán lắc đầu hồ chủ nhân là ta về vân lâu từ trước chén bàn cung ứng thương ta đã từng cùng hồ chủ nhân đã làm sinh ý nhưng cũng chỉ giới hạn trong sinh ý lui tới chưa từng tư tình, càng chưa từng vượt qua. Lời này liền đem hai người quan hệ phủi sạch sạch sẽ. Hồ Cẩm Tú sắc mặt tuyệt vọng, tiếu đại ca, người ta tương giao nhiều năm, người ngay cả cứu ta một mạng cũng không chịu sao. Thẩm Thanh Du chỉ nhìn tề tận trời, không nói chuyện. Tề tận trời cầu sinh dục bạo lều, chạy nhanh nghiêm túc phủi sạch. Người ta vốn là sinh ý thượng đồng bọn, người vì tự bảo vệ mình, không tiếc tự ô danh tiếc, đó là chuyện của ngươi. Nhưng ngươi muốn liên lụy ta, khó mà làm được. Nói, tề tận trời kéo lại thẩm thanh du tay, ngươi nói như vậy lời nói, ta phu nhân muốn hiểu lầm. Lại nói, ta nãy thanh bình hầu phủ thế tử, ngươi như vậy không khẩu bạch nha nói ngươi là người của ta, truyền ra đi, nhân gia sẽ cho rằng ta thanh bình hầu phủ thế tử không làm người, đem người cấp làm bẩn, lại không phụ trách. Ngươi đây là đối ta thanh bình hầu phủ thanh danh bôi nhọ ngươi nhưng có nghĩ tới làm như vậy hậu quả hồ cẩm tú một khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch tôn tường cũng đã nhìn ra hồ cẩm tú cùng tề tận trời căn bản không có gì nàng đây là không nghĩ cấp tri phủ đại nhân chiếm tiện nghi cho nên mới lung tung phàn quan hệ nàng bất quá là muốn tìm cá nhân cầu cứu ai biết tề tận trời không nói hai lời liền đem cây thang cấp triệt như vậy xem ra vị này gia nhạc phường chủ nhân đầu óc có chút không rõ ràng lắm a à. Thanh Bình hầu phủ như vậy đương hồng nhân gia, cũng là nàng một cái nho nhỏ thương hộ có thể dính liếu. Đừng nói nhân gia không cùng nàng có đầu đuôi, chính là thực sự có đầu đuôi, nhân gia chỉ cần không thừa nhận, ngươi lại có thể như thế nào. Tôn Tường trong lúc nhất thời cũng rất là vô ngữ. Trước mặt ngồi quỳ cái như cha mẹ chết hồ cẩm tú, thẩm thanh du ăn trước mặt thức ăn tức khắc tẻ nhạt vô vị. Tướng công, chúng ta đi thôi. Hảo tiểu nhị cho chúng ta đem thức ăn đưa đến khách điếm đi nói khách điếm tên sau thẩm thanh du cùng tề tận trời song song rời đi tôn tường nhìn mặt không còn chút máu hồ cẩm tú đột nhiên cười nhạo một tiếng hồ chủ nhân ngươi hôm nay như thế thất thố sợ hãi chính là ai đối với ngươi làm cái gì hồ cẩm tú loại chuyện này trước nay đều là ngươi tình ta nguyện ngươi nếu là không tình nguyện chỉ lo nói chính là ai còn có thể miễn cưỡng ngươi đi ngươi điệu bộ như vậy, đã có thể không quá thích hợp. Tôn Tường nói xong, phất tay áo bỏ đi. Trên lầu cao chuyên nghiệp cũng được hội báo, cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ thương hộ nữ, cư nhiên như thế không biết trời cao đất dày. Thật là không biết điều. Hồ Cẩm Tú không có trở lên lâu, Tôn Tường cũng không lại tìm nàng, nàng thất hồn lạc phách mà trở về khách điếm, nửa đường còn nhìn đến bên sông lâu tiểu nhị đề ra hộp đồ ăn đi khách điếm tề tận trời cùng thẩm thanh du ở sát cửa sổ uống xoàn. Vẫn là đào hoa nhưỡng, thẩm thanh du vẫn là uống đến hơi say. Chờ đến thẩm thanh du uống đến mệt trả rời khi, đã là trăng lên giữa trời. Tề tận trời cười thang đưa thẩm thanh du đi trên giường, đang chuẩn bị nằm ở nàng bên cạnh ôm nhau mà ngủ, liền nghe được bên ngoài nhỏ vụn thanh âm. Hắn khẽ nhíu mày, lặng yên mở cửa, ý bảo xong xuôi giá trị hộ long vệ liếc mắt một cái hộ long vệ lặng yên đi ra ngoài, sau đó trở về nhỏ giọng hội báo, là cách vách hồ cẩm tú, bị người mê choáng khiên đi rồi. Hộ long vệ nói xong, chờ tề tận trời bảo cho biết. Tề tận trời khẽ nhíu mày, từ nàng đi. Nếu hôm nay hồ cẩm tú không có dính líu chính mình, tề tận trời không nói được muốn xem ở ngày xưa giao tình thượng kêu hộ long vệ ra tay. Nhưng nàng hôm nay dính líu, nhưng tuyệt không phải vì thoát hiểm đơn giản như vậy nếu ngươi dám tính kế ta vậy chớ có trách ta tuyệt tình hồ cẩm tú bị người một cái bao tải khiêng đi rồi tề tận trời trở về phòng tiếp tục bồi kiều thê ngủ đầu thu buổi tối ngủ đến nửa đêm về sáng vẫn là có chút lạnh thẩm thanh du quả nhiên lại bất tri bất giác cũng vào tề tận trời trong lòng ngực ông quen thuộc lại xa lạ nương tử tề tận trời nhiệt huyết sôi trào nhưng hắn trong lòng minh bạch nếu chính mình thật sự thừa dịp thẩm thanh du ngủ liền làm chút cái gì chỉ sợ chờ thẩm thanh du đã tỉnh muốn trở mặt. Vì lâu dài hạnh phúc, hắn cũng không dám lỗ mãn. Cuối cùng, hắn trân trọng trong ngực trung gia nhân cái trán rơi xuống một cái hôn, sau đó liền đem nàng ủng trong ngực trung, nhắm hai mắt lại. Ngủ. Lời này như là đối chính mình mệnh lệnh, cũng như là đối chính mình nhắc nhở. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân tự hồ là nghe được lời này, hàm hồ mà tân một tiếng, giật giật thân mình, đã ngủ một đêm không nói chuyện. Thẩm thanh du tỉnh lại thời điểm, thần thanh khí sản. Lại không biết phụ cận biệt viễn trung, chăn gấm trung hồ cẩm tú đầy người dấu vết, chính nước mắt rơi như mưa. Chương 168 tặng không ngươi muốn hay không? Tri phủ đại nhân cao chuyên nghiệp đã thần thanh khí sản mà mặc xong rồi quần áo, nhấc chân phải đi, lại thấy hồ cẩm tú còn ở rất nước mắt. Tôn tường nói nàng hôm qua dính liếu thế tử gia, nói chính mình là thế tử gia người thế tử gia phủ nhận quả nhiên nhìn một cái kia khăn thượng nguyên hồng không phải là cái non sao thật đúng là có hai phân nhanh trí đáng tiếc gặp gỡ cái khó hiểu phong tình hầu phủ thế tử thế nhưng thật sự mặc kệ nàng tri phủ đại nhân trong lòng cười nhạo một tiếng trên mặt cũng lộ ra đau lòng bộ dáng tiến lên hai bước đem hồ cẩm tú vai ôm vào trong lòng ngực kiều kiều nhi ngươi hiện giờ thành ta người ta tất sẽ không bạc đãi ngươi, về sau, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, chỉ lo cùng ta mở miệng. Hồ Cẩm Tú dương mắt nhìn về phía tri phủ, trong lòng ghê tởm thống hận đồng thời, rồi lại đầy mặt quỷ khuất, đại nhân nếu thật là coi trọng ta, cốt xấu cùng ta rõ ràng nói một câu, như vậy đem người cường bắt lại đây, còn cho người ta dùng kia chờ hổ lan chi dược. Hồ Cẩm Tú nước mắt lại bắt đầu xôn xao đi xuống rớt. Cao chuyên nghiệp rất lớn lắp bắp kinh hải người là tôn tường gọi người bắt tới dược cũng là tôn tường hạ bất quá là lo lắng hồ cẩm tú không từ náo loạn lên ai từng tưởng nàng lại là nguyện ý này nguyện ý cùng hạ dược tư vị nhưng hoàn toàn bất đồng a à. cao chuyên nghiệp trong lòng tức khắc dân lên hai phân thương tiếc kiều kiều nhi nếu sớm biết ngươi tình nguyện ta vô luận như thế nào cũng không thể làm tôn tường kia tư đường đột ngươi hồ cẩm tú nước mắt rơi như mưa ngươi cũng không hỏi qua ta nha cao chuyên nghiệp hơi xấu hổ một cái chớp mắt ta đang chuẩn bị hỏi ngươi ngươi không phải liền chạy xuống đi tìm thế tử gia sao hồ cẩm tú cũng xấu hổ một cái chớp mắt trên mặt lại càng ủy khuất ta một cái làm điểm tiểu sinh ý tự nhiên là tưởng dựa một cây đại thụ hảo thừa lương ai biết thế tử gia lại như thế bạc tình sợ vợ nguyên lai thật đúng là muốn tìm cái chỗ dựa a cao chuyên nghiệp trong lòng kiên định hắn ôm lấy hồ cẩm tú tước vai vỗ vỗ nha đầu ngốc thế tử gia sợ vợ không muốn thu ngươi ta nguyện ý a à. sau này gia làm ngươi chỗ dựa vậy đa tạ tri phủ đại nhân hồ cẩm tú mặc lộ vẻ cảm kích chi sắc cao chuyên nghiệp bị nàng này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng câu lại có hứng thú nghiêng người lại đem nàng phúc tại thân hạ có một số việc là không có đường rút lui tỉ như hồ cẩm tú lúc này thẩm thanh du hồn nhiên không biết thần thanh khí sản rời giường sau ăn cái cơm sáng liền đi bến tàu khi tề gia thuyền quả nhiên liền ở nơi đó bác lái đò nghe nói thẩm thanh du mua sáu cái đại lưu lập tức liền hỏi là nào một nhà đem thuyền lại gần qua đi to như vậy thuyền dựa quá khứ thời điểm dẫn tới quanh thân thương hộ đều chú ý là nhà ai lại bán đại tông đồ vật ai biết kia thuyền lại ngừng ở quan gia gốm sứ cửa hàng bên kia Mỹ sứ phường trưởng quầy lập tức liền chạy đi vào tìm chủ nhân. Chủ nhân Tôn Cường hôm nay cũng ở cửa hàng, chính bạo hư hỏa chỉ huy người cấp hồ cẩm tú điểm hóa đóng gói. Nguyên bản thêm hảo hợp đồng, hồ cẩm tú thế nhưng yêu cầu Tôn Cường ở cái này giá cả thượng lại hàng hai thành. Này đã có thể muốn lỗ vốn. Phải biết rằng nguyên bản bán sĩ giá liền không cao. Tôn Cường không vui, nhưng thường phục tri phủ đại nhân nói, cần thiết hàng, đây là cấp hồ chủ nhân bồi tội trời biết hồ cẩm tú đi theo tri phủ đại nhân bên người vẻ mặt nhu thuận cùng ngưỡng mộ thần sắc có bao nhiêu đột ngột này vẫn là hôm qua ngồi quỳ tại thế tử gia trước mặt cầu cứu hồ cẩm tú sao này không bình thường tri phủ đại nhân chỉ định là bị hồ cẩm tú hầu hạ thật sự vừa lòng lừa dối què hắn cũng từng thừa dịp hồ cẩm tú đi chọn hóa thời điểm nhỏ giọng hỏi tri phủ đại nhân khi nào tiếp hồ chủ nhân vào phủ. Tri phủ đại nhân trừng mắt nhìn tôn tường liếc mắt một cái, tiếp cái gì tiếp? Hồ chủ nhân là muốn hành tẩu thiên hạ kiếm đồng tiền lớn, ngươi ở nói bậy gì đó. Tôn tường cố nén trợn trắng mắt xúc động xin lỗi, nói là chính mình hiểu lầm. Nếu không phải đêm qua hắn chính tai nghe thấy hai người điên cuồng động tĩnh, hắn đều phải hoài nghi chính mình là thật sự hiểu lầm hai người. Nhưng hiển nhiên, hôm qua còn tìm kiếm thế tử gia trợ giúp Hồ Cẩm Tú, hôm nay đã thành tri phủ đại nhân để ở trong lòng người. Thả hai người cũng không tính toán quá minh lộ. Lại tưởng tượng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Tôn tường sau lưng tê dại, như vậy nữ nhân, co được giảng được, thức thời, cũng hiểu được ngăn tổn hại, biết hóa bị động là chủ động. Đắc tội không được. Tưởng tượng đến nơi đây tôn tỉ mỹ xác thực thật sự ở gọi người bị một phần quý trọng lễ vật đưa cho hồ cẩm tú nói là nhận lỗi hồ cẩm tú cười tiếp còn cảm ơn tôn tường nếu không phải tôn chủ nhân ta cùng tri phủ đại nhân đã có thể muốn bỏ lỡ tôn tường sau lưng lại tê dại nàng không có khả năng cảm kích chính mình nàng sao có thể cảm kích chính mình đâu nữ nhân này lòng dạ sâu không lường được đầy mặt là hãng bà ứng phó xong rồi hồ cẩm tú Tôn Tường vừa chuyển mặt liền nghe trưởng quầy nói có thuyền dựa vào quan gia Tiểu Bến Tàu Thượng. Nhà hắn tới đại mua bán. Tôn Tường tỏ vẻ không dám tin tưởng. Nhà hắn không phải thật lâu đều không có lấy đến ra tay tinh mỹ đồ sứ sao. Lúc này một cái khác nhìn chầm chầm Tiểu Nhị lại đây, vẻ mặt khinh miệt, chính là mấy cái đại đào lưu, lạng tiện nghi đồ vật. Thích! Khi ngoạn ý còn không bằng ta một cái lọ thuốc hít đáng giá công tường lập tức khịt mũi coi thường trong miệng nói khinh thường hắn vẫn là hướng bờ sông đi đến biên đi hắn biên phân phó trưởng quầy quay đầu lại tìm người đem hắn hậu viện những cái đó trữ hàng đều cấp tạp miễn cho kia họ quan cửa hàng tổng cũng quan không được lời còn chưa dứt công tường sắc mặt thay đổi hắn thấy đầu thuyền đứng thẩm thanh du cùng tề tận trời hai người sống vai mà đứng nếu không phải tề tận trời cái tráng tối đen từ đầu khăn bên trong lộ ra một chút, hắn thật đúng là chú ý không đến. Này sáu cái đại lưu là bị bọn họ hai người mua. Tôn tường sợ tới mức một cái giật mình, vội tiếp đón muốn đi tìm tạp cửa hàng người trưởng quầy, ngươi từ từ. Trưởng quầy lập tức đứng lại. Họ quan bán sáu cái đại lưu cấp thế tử gia vợ chồng, nói cách khác bọn họ nhận được. Nếu là chính mình ra tay đi lộng kia họ quan, thế tử gia có thể hay không? tưởng tượng đến cái này tôn tường nuốt khẩu nước miếng kia họ quan cửa hàng trước đừng nhúc nhích chờ ta tin tức lại nói chưởng quầy không hiểu vì sao phải chờ hắn này âm một cái dương một cái mà bán đồ vật liền tổng không đói chết không bằng đều cấp tạp hắn mới bỏ được bán cửa hàng tôn tường nhấc chân liền đạp hắn một chân kêu ngươi đừng nhúc nhích cũng đừng động ta nói chuyện là vô dụng chưởng quầy khiếp sợ vội vàng nhận sai là tiểu nhân sai rồi chủ nhân định đoạt tôn tường nghĩ chính mình đắc tội tàn những người hồ cẩm tú còn không biết có thể hay không bị chịu không nổi gối đầu phong tri phủ đại nhân lộng chết không bằng đội cái đỉnh núi bái nhất bái thế tử gia thế tử phu nhân tiểu nhân nơi này có nhất thượng đẳng tinh mỹ chén sứ cùng mâm cái đĩa nếu là thế tử gia về vân lâu có yêu cầu tôn mổ nguyện ý giá thấp bán cho không là đưa cho thế tử gia không biết thế tử gia có bằng lòng hay không cấp tiểu nhân một cái cơ hội. Công tường hướng về phía kia trên thuyền liền hô lên. Gì? Mỹ sứ phường trưởng quầy đã quên xoa chân, đôi mắt đều thẳng. Cách vách đang ở ra sức dọn lưu Quang Đào cũng là dưới chân một cái lão đảo, thiếu chút nữa té ngã một cái. Tặng không? Vẫn là đưa tin Mỹ bộ đồ ăn. Quang Đào cười thảm một tiếng, ha hả? Vì lộng chết chính mình. Tôn Tường thế nhưng đã làm được loại tình trạng này sao? Chính mình bất quá là bán mấy cái lu, còn không có mấy cái tiền đâu, bọn họ cứ như vậy công nhiên đoạt khách nhân. Thả kia đối vợ chồng cư nhiên thật đúng là quý nhân. Loại này dụ hoặc, ai đỉnh được. Xong rồi, hai vị này quý nhân, cũng muốn bị đoạt đi rồi. Quan đào cố nén chua xót, tiếp tục dọn lu lên thuyền. Chương 169 ấy nấy không ấy nấy thẩm thanh du cùng tề tận trời rõ ràng nhìn mỹ sứ phường chủ nhân liếc mắt một cái theo sau song song xoay người đi vào tôn tường quan đào mỹ sứ phường trưởng quầy bọn họ nghe thấy được bọn họ nhất định nghe thấy được nhưng bọn họ vì cái gì không phản ứng này không bình thường mặc cho ai cũng không thể cự tuyệt này từ trên trời giáng xuống tặng không đồ vật đi phải biết rằng về vân lâu kia chờ cấp bậc tửu lầu dùng đồ sứ vốn dĩ liền rất là tinh mỹ lại có như vậy nhiều chi nhánh thả bởi vì hàng ngày hao tổn duyên cớ nhiều nhất một hai năm liền phải đổi một đám tính xuống dưới chính là một bút thật lớn chi tiêu a à. chẳng lẽ thế tử gia không kém tiền nếu là không kém tiền hắn khai về vân lâu làm cái gì tôn tường đầu tưởng phá cũng tưởng không rõ thẩm thanh du lại cười lạnh một tiếng kia đều không có hạng cuối không có liêm sĩ thương hộ cùng hắn làm buôn bán đều là đối chính mình danh dự không quý trọng tề tận trời lập tức gật đầu ngươi nói được là cùng nương tử mặt trận thống nhất không chút do dự về vân lâu chén bàn nhưng đều là cho khách quý nhóm dùng đồ vật nếu là gọi người biết cung ứng chén bàn chính là cái dẫn mối nhân gia có thể hay không cho rằng về vân lâu chủ nhân cũng là cái dạng này người ta không cần tỉnh như vậy tiền đang ở lúc này, Lưu đã thượng xong rồi, hộ long vệ lại đây bẩm báo, thả còn mang đến quan đào hỏi chuyện, kia chủ nhân hỏi, lúc sau những cái đó bình còn muốn sao? Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời liếc nhau, Thẩm Thanh Du nở nụ cười, ngươi đi nói cho hắn, còn muốn. Từ từ, ngươi kêu hắn lên thuyền tới. Quan đào một thân mồ hôi trên mặt đất thuyền, xa xa mà đứng ở cạnh cửa, không dám đi vào. Hắn biểu tình sợ hãi lại thất vọng, trong mắt đã không có ánh sáng đây là tuyệt vọng thẩm thanh du đột nhiên hỏi ta phía trước nghe ngươi nói ngươi nương tử sẽ thượng men gốm sẽ vẽ tranh quan đào gật đầu là ta nương tử tay thực xảo khi nàng hiện giờ là đầu óc phạm vựng vẫn là sao thẩm thanh du nói kêu quan đào có chút không hiểu ra sao bất quá vẫn là tình hình thực tế trả lời nàng ngày thường không có việc gì có thể ăn năng động nhưng là không thể nhìn chầm chầm một chỗ lâu lắm, càng không thể tập trung tinh lực đi vẽ tranh, nếu không liền sẽ choáng váng đầu, lại đau lại vựng, trời đất quay cùng cái loại này. Nhớ tới cách vách Mỹ sứ phường trưởng quầy vừa mới kêu gọi cảnh tượng, quan đào có chút mất mát, ta nương tử nếu là hảo, Mỹ sứ phường như vậy chén bàn nhà ta cũng có thể làm, còn có thể làm được càng tinh tế cũng càng tốt. Chỉ tiếc. Quan Đào nói không xuống chút nữa nói. Thẩm Thanh Du lại nói, nàng hiện giờ đối với ngươi này xưởng đã không có trợ giúp, vì sao ngươi còn đối nàng không rời không bỏ đâu. Quan đào sắc mặt biến biến, cảm xúc phập phồng, nhưng theo sau vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng là ta kết tóc thê tử, vì ta sinh nhi dục nữ, cùng ta mưa gió chung thuyền, nàng đều không có ghét bỏ bị ta liên lụy, ta có cái gì tư cách ghét bỏ nàng. Lời này nói được, Thẩm Thanh Du đều cảm thấy chính mình thử có chút khi dễ người. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi quan đào, nếu là thê tử của ngươi có thể hảo lên, các ngươi xưởng có thể vì ta cung cấp chén bàn sao? Tinh mỹ cái loại này. Quan đào đôi mắt đột nhiên liền sáng. Hắn vừa mới chính là nghe tôn tường hô, thế tử gia. Này đối vợ chồng là nhà cao cửa rộng hiển quý, hiển nhiên cũng có nhiều hơn nhân mạch, có thể tìm được càng tốt đại phu. Nếu là thật sự có thể làm A xảo bệnh hảo lên. Tán gia bại sản lại như thế nào? quan đào quyết đoán gật đầu đó là tự nhiên sợ hai người cự tuyệt quan đào cũng lập tức tỏ thái độ nếu là nhị vị có thể giúp ta trị hết ta nương tử bệnh tình ta cùng ta nương tử nguyện ý miễn phí vì nhị vị quý nhân chế tắt chén bàn nhất tinh mỹ cái loại này nói xong lời này quan đào mắt trông mong nhìn hai người thẩm thanh du cười nàng nhìn quan đào liếc mắt một cái ngươi nếu là tin được ta nửa tháng về sau ngươi mang theo ngươi nương tử đưa hóa tới nhà của ta khi đó tiếc nhà ta vừa lúc sẽ có một vị danh y quan đào chần chờ một cái chớp mắt hắn cẩn thận đánh giá một phen thẩm thanh du cùng tề tận trời hai người dung mạo đều thực xuất sắc tuy nói vị này thế tử gia là cái hắc cái tráng nhưng ngũ quan thật sự không đến chọn lại ngẫm lại vừa mới tôn tường kêu gọi nếu là nương tử hảo không đứng dậy nhà mình này cửa hàng bị lộng suy sụp cũng chính là cái vấn đề thời gian. Quan đào cắn răng một cái, đa tạ hai vị quý nhân, ta đây liền đi chuẩn bị. Thẩm thanh du gật gật đầu, kêu hộ long vệ tặng quan đào rời thuyền. Thấy này hết thảy tôn tường cùng trưởng quầy đoàn người, đều sắc mặt trắng bệch. Quan đào là vẻ mặt ý mừng từ trên thuyền xuống dưới. Này liền ý nghĩa, ở Mỹ sứ phường cùng quan gia chi gian, kia thế tử gia lựa chọn quan gia công tường sắc mặt khó coi, còn là trước tiên cắn răng nói cho trưởng quầy bắt đầu từ hôm nay không cần lại đối quan gia ra tay. trưởng quầy mặt như màu đất thấp giọng đáp ứng. mỹ sứ phường lầu hai bên cửa sổ tận mắt nhìn thấy tề tận trời cùng thẩm thanh du vợ chồng nắm tay vào khoang thuyền hồ cẩm tú trong mắt tất cả đều là hận ý. nếu là tề tận trời cùng thẩm thanh du đêm qua có thể duỗi tay giúp một phen, nàng lại như thế nào trở thành tri phủ đại nhân ngoạn vật tuy rằng trải qua nàng nỗ lực tri phủ đại nhân đáp ứng làm nàng tiếp tục làm buôn bán thả không cần nhập hắn nội trạch nhưng nàng lại biết cuộc đời này nàng không còn có khả năng gả cho gia đình đứng đắn thả tri phủ đại nhân tuy rằng hứa hẹn có thể ở trấn giang phủ vì hồ cẩm tú tân khai một cái gia nhạc phường trên thực tế lại muốn tam thành cổ phần danh nghĩa nói cách khác chính mình sinh ý hắn cũng là muốn nhúng chàm theo thuyền hàng đi xa hồ cẩm tú trong mắt hận ý dần dần ngưng tụ thành thực chất ngươi đã bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa thẩm thanh du đối này hoàn toàn không biết gì cả còn ở cùng tề tận trời tham thảo quan đào vấn đề chúng ta như vậy mưu tính hắn có thể hay không không tốt lắm tề tận trời lại có bất đồng cái nhìn này quan đào tính tình chỉ thích hợp lấy ra nghệ không thích hợp làm buôn bán nếu là chúng ta thật sự cho bọn hắn tìm được rồi thích hợp sinh tồn chi đạo, bọn họ nhật tử chỉ biết càng tốt, sẽ không càng kém. Thẩm Thanh Du nhớ tới hôm qua mới vừa tiến quan đào cửa hàng khi, quan đào kia cụ ông giống nhau tư thế, cũng nhịn không được gật đầu. Cái nào làm buôn bán, nhìn đến sinh ý tới cửa, chính mình còn nằm vẫn không nhúc nhích. Thật đúng là không thích hợp làm buôn bán. Ta đây liền không ấy nấy. Thẩm Thanh Du hắc hắc nở nụ cười. Ngươi nói bọn họ sẽ nguyện ý sao? Thẩm Thanh Du lại hỏi. Tề tận trời bị nàng nghiêm túc bộ dáng dẫn tới tay ngứa, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Người đều nghĩ tới đến hảo, nếu là chúng ta có thể có càng tốt phương pháp cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý đổi con đường đi. Thẩm Thanh Du nghiêm túc ngẫm lại, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Này ngắn ngủn hai ngày, hai người bất quá là đi dạo một vòng, gặp được cái có giả tâm nữ tử, cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự, nhưng chính là mạc danh cảm thấy, tâm càng gần. Xuôi dòng mà xuống tốc độ tự nhiên là so nghịch lưu muốn mau thượng không ít, buổi sáng lên thuyền, bất quá ba ngày công phu, liền về tới hành thủy trấn. Nhìn đến quen thuộc bến tàu, thẩm thanh du tâm thần cũng tùy theo thả lỏng lại. Tề tận trời mắt sắc, đó có phải hay không ngươi nương? Thẩm thanh du đục lỗ vừa nhìn, còn không phải sao? đúng là Triệu Ngọc Châu nữ sĩ. Triệu Ngọc Châu đứng ở bến tàu nhón chân mong chờ, bên cạnh còn đứng cái tề hãng tề chủ nhân. Hiển nhiên, chỉ có tề chủ nhân nhất rõ ràng thuyền cái gì thời gian có thể trở về. Thẩm thanh du cao cao mà dơ lên tay, dùng sức lay động. Triệu Ngọc Châu cũng thấy được, đi theo dơ lên tay cầm hoảng lên. Mẹ con hai cái trên mặt đều lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Chương 170 tương ớt xưởng khởi công chương 170 tương ớt xưởng khởi công. Nhận thân tới nay, đây là mẹ con hai cái lần đầu tiên tách ra, tuy nói chỉ có một ngày, lại như là đã lâu không thấy. Theo thuyền chậm rãi cập bờ, chờ đến thuyền đình hảo, thẩm thanh du bị tề tận trời nâng nhảy xuống tới. Triệu Ngọc Châu lôi kéo thẩm thanh du liền đi, đi đi đi, về trước da tắm rửa một cái, nghĩ tạm trong chốc lát lại nói. Khi tư thế, giống như thẩm thanh du là đi ra ngoài mệt đến không được dường như về nhà trên xe ngựa tề tận trời không kêu người khác đánh xe hắn tự mình đánh xe nghe trong xe ngựa thì thầm thanh âm còn có khi thỉnh thoảng cười trộm thanh chỉ cảm thấy trong lòng ấm thật sự nếu là có thể vẫn luôn như vậy chẳng sợ không thể lại tiến thêm một bước hắn cũng là vui đương nhiên nếu là có thể lại tiến thêm một bước vậy càng tốt chờ về đến nhà rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Thanh Du cùng Triệu Ngọc Châu lại đi sau núi. Mấy cái lưu hợp lại tề hãn từ địa phương khác mua tới những cái đó lưu, đều đã bị hộ long vệ cấp đưa tới, nhanh như chớp bãi ở lều phía dưới. Mấy chục cái lưu thực là hoành tráng, bày một phòng. Phụ trách tương ớt xưởng là lưu dân trung lấy ra tới, kêu Vương Đạt Thuận. Vương Đạt Thuận nhìn rất giỏi giang chắc nịch, lời nói không nhiều lắm, đi lên liền hỏi khi nào thải ớt cây, thu ớt cây, như thế nào làm? Thẩm Thanh Du nghe lời này, trước không nói tiếp, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía xưởng bên ngoài. Xưởng bên ngoài những cái đó xa xa gần gần lưu dân nhóm tuy rằng không dám tiến lên, lại sôi nổi đem ánh mắt hướng bên này xem. Hiển nhiên, bọn họ cũng là thực sốt ruột. Ngẫm lại bọn họ ăn mấy tháng cháo, nếu là ớt cây hái được tới bán đi, còn rất phía trước thiếu lương thực tiền, dư lại là có thể ăn đống cơm no. Nếu là còn có thừa tiền cũng có thể mua qua mùa đông dùng chăn bông áo bông dày bông. Loại này nhật tử ai không hướng tới. Này xưởng một ngày không bắt đầu vận tác, bọn họ liền một ngày không dám yên tâm. Đây là bọn họ trông cậy vào A. Cao Nhị cho rằng thẩm thanh du ở do dự, chủ động hỗ trợ giải thích, ta hiện tại phát hiện, kỳ thật lưu dân cũng không khó quản lý, chỉ cần cho bọn hắn một cái sinh kế, làm cho bọn họ có thể ăn cơm no, xuyên ấm xiêm y bọn họ liền thỏa mãn thật sự. Trần Tam nhìn Cao Nhị liếc mắt một cái, người này cũng thật là quái, trời xuôi đất khiến bị tấu vài lần, như thế nào đi học sẽ không câm miệng nghe lời. Chủ tử hỏi ngươi sao? Ngươi liền trước mở miệng. Hay là đây là thiên tính? Cũng may Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời không có trách hắn. Ngược lại là Thẩm Thanh Du gật gật đầu, ta đã đặt trước một đám bình, bên này nhưng thật ra có thể gọi bọn hắn trước động đi lên. Vương Đạt thuận mắt tình đều sáng, chủ nhân là nói, có thể thông tri bọn họ trích ớt cây. Thẩm Thanh Du gật gật đầu, đúng vậy, có thể thông tri bọn họ trích ớt cây. Được rồi. Ta đây liền thông tri bọn họ trích ớt cây. Vương Đạt thuận đi ra ngoài, nhảy lên một khối cự thạch, hướng tới bên kia kêu, ớt trích ớt cây lạp. Trích ớt cây lạp. Trích ớt cây lạp. Trích ớt cây lạp. Trong sơn cốc tức khắc quanh quẩn khởi thanh thanh tiếng vang. Sơn cốc sôi trào lên. Có người cao giọng kêu, "Là muốn trích ớt cây sao?" Vương Đạt Thuận gật gật đầu, chỉ cần hồng thấu. Theo thanh thanh tiếng vọng, trong sơn cốc từng tòa nhà gỗ nhỏ trung trào ra dòng người, sôi nổi hướng bên kia chỗ hổng dũng đi. Bên kia đi xuống chính là đại gia loại ớt cây địa phương. Phần phật mà một đám người lao ra đi lại có mấy chục cá nhân hướng bên này xông tới, sôi nổi mặt lộ vẻ khát vọng mà nhìn Thẩm Thanh Du cùng Tề Tận Trời. Tề Tận Trời giới thiệu, đây là tìm tới làm tương ớt người, chiếu ngươi ý tứ, là tay chân không có gì bệnh ngoài da, nhìn thoải mái thanh tân. Thẩm Thanh Du nhếch miệng cười, nếu mọi người đều tới, như vậy kế tiếp, ta nói một câu cái này tương ớt xưởng lưu trình. Nào vài người là phụ trách cân, nghiệm hóa. Xôn xao đứng ra ba người cân cùng nghiệm hóa, các ngươi yêu cầu làm được này vài giờ. Cương trước huấn luyện bắt đầu rồi. Thẩm Thanh Du nhẫn nại tính tình, từng bước từng bước lưu trình nói qua đi. Nói đến cái nào lưu trình, cái kia lưu trình người liền tiến lên đây, đứng ở chính mình tương lai phải làm cương vị thượng. Dây chuyền sản xuất tác nghiệp, có thể làm người không cần nắm giữ toàn bộ kỹ năng, chỉ cần nắm giữ chính mình cái này phân đoạn kỹ năng là đủ rồi có thể cực đại mà hạ thấp hợp người năng lực ý lại. Nói được không dễ nghe, chỉ cần là cái ở nhà nấu cơm lưu loát phụ nhân, đôi tay sạch sẽ không có bệnh ngoài da, liền đều có thể băm ớt cay. Đến nỗi quấy ớt cay cùng điều phối các loại phối liệu đi xuống, liền càng thêm chuẩn hóa. 100 cân băm ớt cay, người phóng cái hộp này nhiều như vậy muối, cái hộp này nhiều như vậy du. Thẩm thanh du chỉ vào đã sớm căn cứ phân lượng làm tốt một đám hộp, nói phóng mấy thứ này xứng so đơn giản sáng tỏ người vừa thấy liền hiểu mọi người xem xong rồi đều có chút ngốc này cũng quá đơn giản cứ như vậy đơn giản làm được tương ớt hương vị là có thể hảo là có thể bán đi còn có thể kiếm bạc vương đạt thuận là cái trầm ổn chỉ hướng về phía mọi người hỏi các ngươi đều nhớ kỹ chính mình nên làm chút cái gì sao mọi người đồng thời đáp ứng nhớ kỹ thẩm thanh du mỉm cười chỉ chỉ người đầu tiên ngươi tới nói nói ngươi phải làm cái này phân đoạn muốn làm cái gì người nọ hoảng sợ lắp bắp mà nói lên chờ hắn nói xong thẩm thanh du khẽ gật đầu nhìn về phía một người khác ngươi đâu người nọ cũng nói một lần nhanh như chớp hỏi đi xuống gặp được lậu phân đoạn hoặc là chi tiết nàng liền bổ sung thượng sau đó làm đối phương lại lần nữa thuật lại một lần một vòng xuống dưới Thẩm Thanh Du gật gật đầu, đa số nhớ không lầm, chính là giống như không quá nhớ rõ vững chắc. Bất quá không quan trọng, ngay từ đầu nhìn chầm chầm điểm, làm thượng hai ngày, trên cơ bản liền thích ứng. Công nhân huấn luyện xong, Thẩm Thanh Du bắt đầu làm giàu hỏa sự, cũng có phụ nhân bắt đầu rửa sạch kia sáu khẩu đại lưu. Thực mau, nhóm đầu tiên hái được một đại sọt ớt cây liền đều đưa lại đây. Nhỏ nhọn nhọn nho nhỏ, là nhất cây cái loại này đại đại xoay chuyển đến không thành bộ dáng là đinh ốc ớt còn có ớt tứ xuyên từ từ các loại ớt cây đồng thời đưa lại đây trước đó an bài người tốt bắt đầu nghiệm hóa cân xác nhận mức không có lầm sau báo cấp ghi sổ người nhớ số bên kia mấy cái các bà tử bắt đầu hành động lên cắt đế tẩy ớt cây thẩm thanh du cùng tề tận trời triệu ngọc châu mấy người toàn bộ hành trình nhìn lại không nói lời nào. Nửa ngày về sau, mấy chục cái đại lưu liền trang một phần ba. Dầu hạt cải cùng băm ớt cây ở nồi to ủng ụt khi hương vị, thẩm gia thôn đều nghe thấy được. Mọi người hát xì liên tục, đều cảm thấy quá thơm. Nghe được hảo đói. Một cái thôn dân hỏi Lý Chính Thúc, Thúc, ta về sau mỗi ngày đều phải nghe cái này hương vị sao? Lý Chính Thúc, đúng vậy. Người nọ như thế nào chịu được? Quá thơm, nghe lên hảo đói a. À. Lý Chính Thúc không nhanh không chậm liếc hắn một cái, nếu là không nghĩ nghe cũng dễ dàng. Nói như thế nào? Thanh Du cùng nàng nam nhân rời đi nơi này, kia xưởng khẳng định liền phải dọn đi, tự nhiên liền không có cái này hương vị. Thông dân sửng sốt, chúng ta đây khoai lang đỏ phấn xưởng đâu? Sẽ không dọn đi thôi. Lý Chính cười nhạo một tiếng, nhân gia đương nhiên dọn đi nàng tổng không có khả năng bổ ra hai nửa, một nửa lưu thẩm gia thôn quảng khoai lang đỏ xưởng, một bên lại đi bên ngoài quảng cái gì tương ớt xưởng, xà phòng xưởng. Thôn dân Lý Chính cười hắc hắc, cho nên a, à, sợ sặc cùng sợ nghèo, liền xem đại gia như thế nào tuyển lạc. Thôn dân cũng cười hắc hắc, kia đương nhiên là càng sợ nghèo. Chỉ cần ăn đến no, sặc điểm sợ cái gì? Các bạn đang nghe tại kênh bà Tám đọc truyện. Chương 171 xà phòng xưởng đầu nhập sử dụng. Chương 171 xà phòng xưởng đầu nhập sử dụng. Tương ớt xưởng thực mau liền thượng quỹ đạo. Không chỉ là bởi vì lưu dân nhóm đã từng chịu quá xa rời quê hương khổ, càng bởi vì có hộ long vệ ở. Tề tận trời mới hiểu được, nguyên lai hộ long vệ còn có như vậy tác dụng. Quân sự hóa quản lý, tự nhiên là càng dễ dàng dưỡng thành chuẩn hóa thao tác thói quen thẩm thanh du biểu thị một lần kêu mọi người diễn tập một lần lại làm hộ long vệ đốc xúc đi làm mọi người thực mau là có thể làm được ra dáng ra hình đối này cũng không phải không ai lo lắng lý chính thúc ăn qua làm tốt thịt mạc tương ớt về sau liền hỏi thẩm thanh du thứ này hảo phỏng chế sao ý ngoài lời chính là nếu là người khác bắt chước làm sao bây giờ thẩm thanh du cười bắt chước cũng không có việc gì loại này thức ăn vốn là không khó, khó chính là làm ra như vậy hương vị tới, thả còn có thể vẫn luôn bảo trì như vậy hương vị. Lời này nhưng thật ra thật sự, trải qua qua khoai lang đỏ phấn xưởng quản lý cương vị, Lý Chính Thúc liên tục gật đầu. Người nói đúng, tự như làm khoai lang đỏ phấn, cũng hoàn toàn không khó, nhưng khó liền khó ở làm được vẫn luôn tốt như vậy, thả còn có thể bán đi ra ngoài. Thẩm Thanh Du cười, ngài nói đúng lý chính thúc lại hỏi xà phòng xưởng người được chọn vấn đề hỏi có phải hay không đều tìm được rồi thích hợp người thẩm thanh du nghe huyền ca mà biết nhã ý lý chính thúc có cái gì thích hợp người đề cử lý chính thúc xấu hổ mà sờ sờ đầu trong thôn có thể làm việc đều thượng khoai lang đỏ phấn xưởng làm việc hiện tại là trong thôn ngoại gã nữ còn có thảo tiến vào đám tức phụ bọn họ nhà mẹ đẻ nhà chồng ở phụ cận thôn đều có này tâm tư lẽ ra hắn là không tư cách nhúng tay nhưng một cái phần lớn là một cái trong tộc người, lại nhiều lần, tốt năm tốt ba hỏi đến trên cửa tới. Lý Chính Thúc chữa khỏi đáp ứng giúp hỏi một chút. Thẩm Thanh Du bừng tỉnh, như vậy a. À. Sau đó liền nửa ngày không hé răng. Lý Chính Thúc ngón chân đầu thiếu chút nữa moi ra ba phòng một sảnh, chữa khỏi đứng dậy cáo từ. Thẩm Thanh Du lại tiếp đón hắn đừng vội đi. Là như thế này, xà phòng xưởng chủ yếu lao động ta đã tìm hảo, hiện tại ta yêu cầu chính là đóng gói công nhân này việc nữ tử cũng đúng chỉ là ra đại lực khí vẫn như cũ là nam tử đến lúc đó cả trai lẫn gái một chỗ làm việc đại gia kiên kỵ sao thời đại này bất đồng mọi người đều rất coi trọng nam nữ đại phòng nếu là bởi vì cái này duyên cớ ngáo ra sự tình tới nàng là không nghĩ đáp ứng chớ chọc một thân tao lý chính thúc cũng sửng sốt một cái chớp mắt điều này cũng đúng a à. Tuy nói ở nông thôn nam nữ chi gian cũng không có như vậy canh phòng nghiêm ngặt, nữ tử cũng muốn hàng ngày xuống đất làm việc, nhưng này một cái trong viện cả trai lẫn gái mà cả ngày ở bên nhau làm việc. Có chút nhân gia vẫn là để ý. Vì thế lý chính thúc cũng thận trọng lên, vậy chờ ta quay đầu lại nói cho bọn họ, tùy vào bọn họ chính mình định. Thẩm thanh du lúc này mới gật đầu, ta yêu cầu làm việc người, là thời gian dài có rảnh, không phải làm một ngày nghỉ ba ngày, càng không thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi lý chính liên tục gật đầu đây là tự nhiên đúng vậy tiếp như vậy nhiều đơn đặt hàng xà phòng xưởng cũng nên khởi công đơn đặt hàng là muốn giao phó có thể không nóng nảy sao nói tốt đệ nhất ra phải dùng nhân số tiễn đi lý chính thúc thẩm thanh du đi tìm triệu ngọc châu triệu ngọc châu vì thế lại cùng thẩm thanh du hướng trấn trên chạy tề tận trời đi theo bọn họ cùng đi phụ trách lái xe đại viện tử đã rửa sạch xong phía trước hoa viên nhỏ tiểu ngư trì linh tinh đều đã bị rửa sạch sạch sẽ điền bình hiện giờ cũng là một đám đại lưu từng hàng bàn lớn tử đại cái giá chỉnh chỉnh tề tề thẩm thanh du đi trong phòng nhìn đến một chỉnh lưu một chỉnh lưu dầu hạt cải trà hạt du nhìn không được nhìn về phía tề tận trời tề tận trời theo lý thường hẳn là người nếu kêu tề hãng cấp mua đã trở lại ta tự nhiên đã kêu người phóng nơi này chính là có cái gì vấn đề thẩm thanh du thần sắc phức tạp mà lắc đầu cũng không có chính là cảm thấy hắn thật tốt quá người tổng mỗi ngày đi theo chúng ta tại đây trong thôn chạy tới chạy lui có phải hay không sẽ chậm trễ ngươi sinh ý tề tận trời cười người có hay không tính quá ngươi gần nhất kiếm lời nhiều ít bạc thẩm thanh du không có xác thật không tính quá, nàng chỉ lo ra kỹ thuật, sau đó gọi người đi làm, tiêu thụ cùng hồi khoản chủ yếu là tề tận trời phụ trách. Dù sao hiện giờ cũng có thể tự cấp tự túc, còn có cái gì tất yếu mỗi ngày tính sổ. Từ ngươi tỉnh lại đến bây giờ, bạc nhập trướng vượt qua 8 hai. Tề tận trời nói ra lời này thời điểm, chính mình đều cảm khái. Đậu giá là đầu to, nước chát cũng là đầu to. Gần đây làm khoai lang đỏ fans tuy rằng doanh số cũng không ít, nhưng tề tận trời lại biết nàng lợi nhuận suất cũng không cao. Đã có thể này hạng nhất, cũng bán gần 2.000 lượng bạc. Chẳng sợ lợi nhuận không cao, tổng tính lên cũng không phải số nhỏ tự. Thẩm thanh du hậu tri hậu giác, chỉ vào cái mũi của mình, cho nên ý của ngươi là ta hiện tại. Rất có tiền. Tề tận trời nghiêm túc gật đầu, đó là tự nhiên. Có thể dự kiến chính là, một khi xà phòng xưởng bắt đầu làm lên kia thu vào sẽ là máy móc khủng bố thẩm thanh du nhìn về phía triệu ngọc châu triệu ngọc châu nữ sĩ bình tĩnh gật đầu không sai ngươi hiện giờ kiếm tiền bản lĩnh xác thật là rất cao thẩm thanh du nhếch môi cười hắc 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 nương về sau ta giữ ngươi a à. triệu ngọc châu nhất phiên bạch nhãn ta cảm ơn ngươi thân là hộ quốc công phu nhân nàng có thể thiếu tiền bất quá triệu ngọc châu khóe miệng lại là mang theo cười theo đoàn người từ viện môn khẩu nối đuôi nhau mà nhập tề tận trời chỉ vào bọn họ đây là sớm nhất định ra tới làm việc này nhóm người ngươi nhìn xem có thể biết không thẩm thanh du nhìn bọn họ rắn chắc thân thể liên tục gật đầu đương nhiên hành quá được rồi vì thế xà phòng xưởng cũng bắt đầu làm việc đương hơn phân nửa lu du bị chiếu tỷ lệ ném vào đi một chén xúc thẩm thanh du lập tức nhắc nhở quấy. Cánh tay thượng cơ bắp mồ khởi hán tử chạy nhanh cầm thuyền mái chèo giống nhau đại tấm ván gỗ bắt đầu quấy. Theo du cùng xúc sinh ra phản ứng, nguyên bản trong trẻo dầu hạt cải dần dần trở nên vẫn đục. Thẩm thanh du còn không quên nhắc nhở, tiếp tục quấy, cứ như vậy duy trì tốc độ cùng phương thức, kiên trì nửa canh giờ. Cần thiết muốn cho xúc cùng du đầy đủ mà phát sinh phản ứng. Thật vất vả, thẩm thanh du nhìn trạng thái nói có thể, lập tức liền lấy ra mấy cái trước tiên liền làm tốt hình chữ nhật khuôn đúc đảo tiến vào hán tử kia dùng gáo múc nước đem tạo dịch đảo tiến khuôn đúc tiểu tâm mà đưa đến trong phòng giá gỗ thượng tỉnh trí chờ đợi động lại tề tận trời thấy thẩm thanh du hết sức chăm chú nhỏ giọng hỏi mẹ vợ những cái đó nữ công còn không có lại đây yêu cầu kêu lý chính lập tức tặng người lại đây sao triệu ngọc châu ha hả cười không vội động lại cứng đờ còn muốn thời gian đâu hôm nay trở về lại gọi người, ngày mai lại đến đều còn kịp. Tề tận trời liền yên tâm. Triệu Ngọc Châu nhịn không được khuyên hắn, ngươi đã làm được cũng đủ hảo, không cần quá lo lắng. Tề tận trời nhấp môi, nhưng ta tưởng tượng đến từ trước kia mấy năm, ta đối nàng không quan tâm, nàng một người mang theo ba cái hài tử gian khổ. Ta liền cảm thấy xin lỗi nàng. Khi phân ấy náy cảm, làm tề tận trời mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy hẳn là đối nàng càng tốt một chút đối nàng thật tốt đều không quá cái này triệu ngọc châu liền khó nói cái gì nhà mình khuê nữ lại đây đó là vô đau đương mẹ nhưng tề tận trời đối nguyên thân thua thiệt cũng là thật sự một khi đã như vậy liền từ hắn đi thôi để lại mấy cái hộ long vệ ở bên này thẩm thanh du đám người rời đi sân ở trấn trên mua chút điểm tâm gì đó lúc này mới về nhà còn không đợi trời tối, một cái ở trấn trên xà phòng xưởng phụ trách thủ vệ hộ long vệ liền tới đây, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Chương 172 nhìn trộn. Lúc đó tề tận trời đang theo thẩm thanh du ở ăn dưa leo nói chuyện phím, kia hộ long vệ cùng thủ vệ đồng liêu hội báo một tiếng sau, vẫn là hướng tới tề tận trời lại đây. Tề tận trời liền biết có việc cấp. Bởi vì hắn cùng thẩm thanh du đơn độc ở bên nhau thời điểm, nếu không có việc gấp, là không thể quấy rầy. Đây là hộ long vệ đều biết đến quy củ. Chuyện gì? Nói. Khi hộ long vệ liền nói, hôm nay ở trấn trên xà phòng xưởng bắt được một cái nhìn trộm người. Là người nào? Tề tận trời cùng thẩm thanh du còn không cho là đúng, ngữ khí bình tĩnh. Đã chết. Người nọ cắn trong miệng độc dược. Tề tận trời cùng thẩm thanh du các cầm nửa thanh dưa leo, đều trợn tròn mắt cắn trong miệng độc dược là cái tử sĩ như vậy tử sĩ đều không phải người thường gia có thể bồi dưỡng nhưng nữ nhân kia đều đã chết nhà mình còn có thể đắc tội ai còn có cái nào nhà cao cửa rộng muốn như vậy cố sức tới nhìn trộm tề tận trời không nhiều lời chỉ là đứng dậy ta đi xem thẩm thanh du theo sát đứng dậy ta cũng đi tề tận trời xem một cái nàng ngươi đừng đi người nọ tử trạng thực thảm ngươi một nữ tử thẩm thanh du một chút không sợ đi theo liền đuổi theo một cái bác sĩ còn sợ người chết tề tận trời bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên nhưng dọc theo đường đi lại các loại dặn dò trong chốc lát tới rồi nơi đó ngươi đừng đi vào xem chỉ cùng nơi đó làm việc người tán gẫu một chút liền hảo nếu là có manh mối kia tự nhiên là càng tốt nếu là không có manh mối cũng không quan hệ liền kém kêu nàng trốn xa một chút, loại chuyện này tự nhiên có nam nhân. Hai người tới rồi trấn trên, đều trời tối. Điểm thượng đèn dầu, tề tận trời cùng thẩm thanh du liền thấy được kia tử sĩ. Dung mạo thường thường vô kỳ, thất khiếu đổ máu. Thẩm thanh du duỗi tay liền đi giải kia tử sĩ xiêm y, tề tận trời lại trảo một cái đã bắt được thẩm thanh du tay, nhíu mày, ngươi đang làm gì? Không thấy rõ ràng hắn đặc thù, như thế nào hảo phân biệt hắn rốt cuộc là cái gì xuất thân lại là ở cái gì hoàn cảnh trung? nhưng ngươi là nữ tử tề tận trời cường điệu thẩm thanh du biểu môi ta cũng là đại phu cho nên ta có thể từ càng chuyên nghiệp góc độ xem người tình hình tề tận trời bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra cử hộ long vệ hai người tranh nhau xem người chết vẫn là thất khiếu đổ máu người chết bình thường sao kiểm tra xong về sau, Tề tận trời lập tức liền muốn đi phủ thành, Thẩm Thanh Du lại gọi lại hắn, "Trời đã tối rồi, ngươi nếu là cứ như vậy chạy tới phủ thành, ngươi cũng vào không được a." À? Cửa thành đều đóng. "Kia ngày mai sáng sớm đi." Tề tận trời nói xong, Thẩm Thanh Du lập tức liền nói, "Ta cũng đi." Vừa lúc Ngọc Kiều tiểu tỷ tỷ bụng lớn, gần nhất cũng không ở trấn trên, nàng cũng qua đi nhìn xem. Hôm sau hừng đông hai người đứng dậy liền đi năm mươi danh hộ long vệ theo sát cũng cùng nhau xuất phát như vậy đội ngũ một đường qua đi người qua đường ngay cả nhiều xem một cái cũng không dám sợ đưa tới tai họa liền rất dọa người dọa người liền dọa người hiện giờ đặc thù thời kỳ tề tận trời thẩm thanh du cũng không dám đại ý vào đồng tâm phủ hai người đi tiền phủ tiền lão gia vợ chồng hiện giờ cũng biết tề tận trời thân phận kia tự nhiên là khách khí thật sự, lập tức liền đưa bọn họ đi mặt sau. Ngọc Kiều nhìn đến Thẩm Thanh Du, cao hứng thật sự. Tề tận trời nhìn đến Trình Bình, lại mặt trầm như nước. Hôm nay tới xà phòng xưởng nhìn trộm người, là ngươi người sao? Tề tận trời nói thẳng. Trình Bình lại lôi kéo khóe miệng cười nhạo một tiếng. Ta nếu là thật muốn lộng chết ngươi, sao có thể cố ý ban ngày ban mặt gọi người phát hiện? tề tận trời cũng không nói nhiều vậy ngươi biết là ai trình bình những lời này mới là mục đích của ngươi đi tề tận trời một biểu môi dù sao nếu tìm không thấy người này lai lịch ta liền cho rằng là ngươi người làm trình bình thế tử gia ngươi cũng quá không nói lý đi ngươi hoài nghi ta đối với ngươi xuống tay không nên ngươi đi tìm chứng cứ tới chứng minh là ta như thế nào sẽ còn gọi ta chứng minh kia không phải ta nói trình bình đều khí cười nếu đều làm như vậy người làm việc này thiên hạ người cũng chỉ quản vu oan hãm hại sau đó kêu đối phương chứng minh không phải hắn tề tận trời xem trình bình liếc mắt một cái ta không tin ngươi trình bình vốn là ngồi ở trên ghế nằm lúc này đơn giản đôi tay một quán sau này một đảo ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi lão tử nằm yên ngươi tùy tiện tới tề tận trời bất đắc dĩ mà nhìn trình bình quả nhiên chơi xấu vẫn là trình bình càng lành nghề vậy ngươi cảm thấy là ai lời này ngữ khí rõ ràng liền bình thản rất nhiều trình bình còn khó chịu là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta dù sao lại không phải ta tề tận trời thở dài một hơi ngươi nếu là tưởng thánh thượng tán thành ngươi ta có thể giúp ngươi nhưng là ngươi cũng muốn giúp ta ta hiện giờ trên tay không người ta bị đoạt chức ngươi không biết Trình Bình vẫn là xỏ lá. Tề tận trời, ngươi nương lưu lại tử sĩ đâu? Trình Bình. Ngươi nếu tưởng giữ được ngươi những cái đó tử sĩ, liền giúp ta tìm ra mặt sau người. Từ trong viện ra tới thời điểm, tề tận trời quăng ngã một cái cái ly. Trình Bình thần sắc phức tạp mà nhìn không trung mây trắng, thật là cái hồ ly. Từ trước chính mình là như thế nào sẽ cảm thấy người này nghĩa bạc vân thiên? Mù sao? Bên này hai cái nam nhân đã giải quyết vấn đề, bên kia hai nữ nhân lại còn đang nói chuyện thiên. Thả có càng liêu càng hải xu thế. Tề tận trời vừa thấy tình huống này, vội vàng lôi kéo tức phụ liền đi. Lại không đi, chờ các nàng liêu cao hứng, hôm nay nên là trở về không được. Ai biết ở cửa liền đụng phải tiền vạn lượng. Nhìn đến thẩm thanh du lại đây, tiền vạn lượng đôi mắt lập tức liền sáng. Thanh du tỷ tỷ, ngươi tới rồi ta cho ngươi chuẩn bị cái lễ vật." Tiền Vạn Lượng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Tề Tận Trời lôi kéo Thẩm Thanh Du đã chạy ra ngoài cửa đi. "Thanh Du tỷ tỷ." Tiền Vạn Lượng kêu gọi không lưu lại Thẩm Thanh Du cùng Tề Tận Trời hai người. Người ra phủ thành, Tề Tận Trời mới nhẹ giọng nói, "Không phải Trình Bình. Hắn nói, có thể là hải tặc, cũng có thể là hạ quốc lại đây." Thẩm Thanh Du hít hà một hơi, nếu là liên lụy đến cái này mặt, thẩm thanh du cũng chỉ tưởng sau này lui. Hành thủy trấn xuôi dòng đi xuống, hơn trăm dặm mà lúc sau, chính là hạ quốc. Nhưng hạ quốc quốc quân nhất quán tính tình mềm mại, như thế nào sẽ có như vậy tử sĩ chạy đến nơi đây tới. Hạ vẫn là tới nhìn trộn như vậy một cái mới vừa khai trương xưởng. Bị bắt lấy sau, hắn không nói một lời liền trực tiếp tự sát. Bọn họ muốn làm gì? Tề tận trời biểu tình nghiêm túc, cắt gao nhấp môi, căn cứ tuyến báo, hạ quốc lão quốc quân vừa mới đã qua đời, bất quá hạ quốc bí không phát tan, tân quốc quân lại là cái giả tâm bừng bừng. Nói tới đây, tề tận trời không nói chuyện. Thẩm thanh du một bên ở trong đầu họa não đồ, một bên hồi ức chính mình đã từng sở học. Thực mau, thẩm thanh du liền đem ánh mắt dừng ở tề tận trời trên người, ngươi còn che giấu cái gì? Tề tận trời kinh ngạc với thẩm thanh du nhạy bén, chần chờ một cái chớp mắt lúc sau, mới nói, có lẽ là ta thân phận bại lộ, trình bình thân phận cũng bại lộ, này chủ tử sau lưng có thể là hy vọng đôi ta đánh lên tới. Thẩm thanh du thực kinh ngạc, làm bộ làm tịch lại hỏi một câu, các ngươi đánh lên tới, sẽ có cái gì khó lường hậu quả? Chương 173 nhị bảo bị kiếp. Tề tận trời dừng lại, sau một lát mới lắc đầu, ngươi biết, ta không phải nói thật đánh. Nói chính là xung đột thẩm thanh du cũng gật gật đầu ta minh bạch sau đó thẩm thanh du liền nhìn tề tận trời tề tận trời đỉnh không được này ánh mắt cùng thẩm thanh du nhẹ giọng nói một câu nói thẩm thanh du khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn sau một lúc lâu không nói chuyện qua hảo một trận thẩm thanh du mới hồi phục tinh thần lại loại chuyện này ta cũng không biết bọn họ là làm sao mà biết được tề tận trời sắc mặt trầm ngưng ta cũng không biết có lẽ là kinh thành. Hai người không nói nữa, không khí lại không hề nhẹ nhàng. Ngựa xe một đường đi phía trước, đi tới đi tới, đột nhiên có hỗn độn tiếng vó ngựa truyền đến, thế tử gia, thế tử gia, từ từ. Tề tận trời cùng thẩm thanh du đều dừng lại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, lại là tiền vạn lượng mã phu. Khi mã phu một đường truy lại đây, tự hồ thực cấp bộ dáng, chờ tới rồi phụ cận, mã phu mới nói, nhà ta cô gia vừa mới làm người đem hắn mã cấp đưa lại đây kêu các ngươi mang về thẩm thanh du a à. mã phu hít thở đều trở lại lúc này mới giải thích cô gia nói phía trước hắn ở nhà các ngươi ăn ở hảo chút thời gian còn làm thế tử phu nhân cấp chữa bệnh lúc ấy nói tốt dùng mã gán nợ thẩm thanh du cùng tề tận trời liếc nhau đều có chút không biết nên khóc hay cười việc này đều đi qua hắn nhưng thật ra còn nhớ không cần. Lưu lại đi." Thẩm Thanh Du xua xua tay, tỏ vẻ không so đo. Tề tận trời lại hỏi, "Vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem ngựa kỵ lại đây?" Mã Phu thần sắc hơi cổ quái, kia con ngựa trắng hình như là Hoài Nhảy con. "A." À, thẩm Thanh Du càng kinh ngạc. "Mã Hoài Nhảy con, hắn làm gì phải cho ta?" "Mã Phu, nhà ta cô gia nói, kia nhảy con là nhà ngươi kia đầu lừa." Thẩm Thanh Du Tề tận trời Một đầu lừa cùng một đầu mã, xen lẫn trong cùng nhau, sau đó mã có mang nhảy con. Kỳ thật cô gia nguyên lời nói là nói, như vậy tuấn con ngựa trắng, cư nhiên kêu một đầu lừa cấp lộng lớn bụng, quá mất mặt. Này xuẩn mã ta từ bỏ. Vì thế Ngọc Kiều đã kêu mã phu chạy nhanh tới truy thẩm thanh du cùng tề tận trời, gọi bọn hắn chờ một chút, mang theo kia con ngựa trắng cùng nhau đi nhìn nhìn sắc trời, tề tận trời cùng Thẩm Thanh Du đáp ứng rồi. Thẩm Thanh Du rủ mắt, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Bình có thể đem con ngựa trắng cho nhà mình, là muốn đem quá vãng xóa bỏ toàn bộ ý tứ. Rốt cuộc lúc trước, ai đều biết Trình Bình đối Thẩm Thanh Du mơ ước. Sau lại Trình Bình mẫu thân lại lại nhiều lần đối tề tận trời mẫu tử cùng Thẩm Thanh Du xuống tay. Sau đó Trình Bình mẫu thân liền không có này quan hệ càng thêm xấu hổ lên tự nhiên liền đi được xa hôm nay ở hai người đi rồi về sau trình bình đột nhiên quyết định đưa mã đây là cái thái độ hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi chẳng sợ làm không thành bằng hữu ít nhất cũng không cần làm địch nhân không bao lâu khi con ngựa trắng đã bị người nắm truy lại đây bụng hơi hơi phồng lên con ngựa trắng tao mi đạp mắt mà hướng thẩm thanh du trước mặt cọ Thẩm Thanh Du đẩy ra nó hẹp dài mặt ngựa, trước mắt bao người, cũng không thể uy linh tuyền thủy cho ngươi. Con ngựa trắng thất vọng, lại cũng không tức giận, liền ngoan ngoãn đi theo Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời hướng ra đi. Chờ trở về nhà, Tiểu Bảo liếc mắt một cái nhìn đến con ngựa trắng lại đây, lập tức liền hưng phấn, cái thứ nhất từ thư phòng vọt ra. Tiểu Bạch Tiểu Bạch Ngươi tới rồi. Con ngựa trắng tính tình dịu ngoan, cùng tiểu bảo dáng mặt cọ a à cọ, còn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chờ biết này con ngựa trắng về sau chính là nhà mình, tiểu bảo càng là cao hứng đến không được, đại tỷ, về sau chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa. Thẩm thanh du chạy nhanh nhắc nhở, này mã hoài nhảy con, gần nhất không thể kỵ. Không chỉ có không thể kỵ, còn phải hảo hảo chăm sóc nó, cấp ăn ngon uống tốt chiếu cố hảo. Tiểu bảo nghe vậy càng kinh hỉ, nó muốn sinh tiểu mã khi về sau tiểu mã có thể cho chúng ta kỳ sao. Thẩm thanh du dở khóc dở cười, nó sinh không phải tiểu mã, là con la. Vấn đề này đối đại bảo tiểu bảo tới nói siêu cương. Đại bảo chăm học hảo hỏi, nương, vì cái gì mã sinh ra tới không phải tiểu mã, là con la. Thẩm thanh du. Cái này đề cập sinh lý tri thức cùng giống loài tạp giao tri thức. Như thế nào biểu đạt tương đối phù hợp 6 tuổi nhiều hài tử nhận tri cùng tam quan. Hảo khó trả lời. Tề tận trời cảm nhận được thẩm thanh du khó xử, giải thích lên, bởi vì này con ngựa trắng trong bụng nhảy con là nhị bảo đuổi đi kia đầu con lừa. Khi vì cái gì mã cùng con lừa sinh hạ tới chính là con la đâu? Vì cái gì không phải mã đâu? Vì cái gì không phải con lừa đâu? Vì cái gì mã cùng con lừa có thể sinh bảo bảo đâu? Người nọ cùng con lừa có thể hay không sinh bảo bảo? Mắt thấy tề tận trời cái tráng bắt đầu thấy hãng, thẩm thanh du lặng yên rời đi, đem giáo dục quyền lợi còn cấp thân cha. Mà lúc này, trong phòng Triệu Ngọc Châu đã bị trong viện bọn nhỏ một câu một câu mà truy vấn cười đến đánh ngã. Nhìn đến tề tận trời ở lao lực mà giải thích, Triệu Ngọc Châu lại sợ quấy rầy bọn họ phụ tử gian giao lưu, chữa khỏi dùng sức dùng khăn tay che miệng lại. Những cười nhẫn đến hảo vất vả. Thẩm Thanh Du cũng muốn cười, đi vào tới đóng cửa lại về sau, cũng học triệu ngọc châu che miệng. Mẹ con hai cái nhìn dưới lầu phụ tử ba người ngươi tới ta đi. Theo thư phòng rốt cuộc bộc phát ra văn cẩm không nín được cười to, Tề tận trời cũng rốt cuộc nhịn không được, loại chuyện này, các ngươi về sau chính mình đi trong sách tìm đáp án. Sau đó Tề tận trời chạy trối chết. Tiết cư chính cũng là đầy mặt tươi cười, vấn đề này không khó, khó chính là như thế nào dùng hài tử có thể nghe hiểu nói ra tới còn không đáng kiên kỵ. Rốt cuộc này đề cập tới rồi sinh sôi nảy nở sự tình. Nếu là vấn đề này kêu chính mình tới nói, chính mình lại có không nói được minh bạch đâu. Không đợi tiết cư đang muốn minh bạch, hai cái hiếu học bảo bảo đã bỏ xuống con ngựa trắng hòa thân cha, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía tiết cư chính. Tiết lão phu tử, vì cái gì mã cùng con lừa sinh nhảy con muốn kêu con la. Tiết cư sắc mặt nghiêm chỉnh biến đổi, da đầu tê rần, mối hận chạy trốn chậm. Ha ha ha. Thẩm Thanh Du cùng Triệu Ngọc Châu rốt cuộc nhịn không được cũng cười ra tiếng tới. Cuối cùng, tiết cư chính vẫn là từ việc đồng án kia một lan trung, tìm ra một quyển sách, kêu hai đứa nhỏ chính mình đi xem. Nguyên tưởng rằng bọn nhỏ xem xong rồi thư, liền đã hiểu. Nhưng ai biết bọn nhỏ xem xong rồi thư, lại tích lũy càng nhiều vấn đề, sôi nổi chạy đi tìm tiết cư chính. Con ngựa trắng thình lình xảy ra, lại kêu thẩm thanh du bắt đầu tưởng niệm nhị bảo từ kinh thành từ biệt nhị bảo đã hảo chút thời gian chưa thấy được cũng không biết nàng cùng nàng cái kia không đáng tin cậy sư phó đến nơi nào hiện tại được không phía trước nói phải về tới xem chính mình sao lần này lại lâu như vậy còn không có trở về lại không biết nàng tâm tâm niệm niệm nhị bảo đang bị bó thành tiểu bánh chưng cùng bên cạnh đại bánh chưng cùng nhau bị một chiếc không chớp mắt xe ngựa mang theo hướng hạ quốc mà đi. Mà kia đầu thành công bắt được con ngựa trắng con lừa, lại chính lôi kéo một chiếc xe, loãng xoảng loãng xoảng mà hướng gia phương hướng mà đến. Một người hộ long vệ trắng bệt mặt, một thân huyết tinh khí, vội vàng xe, cường chống kiên trì không dám ngã xuống. Mắt thấy hành thủy trấn đang nhìn, ven đường có hương dân xuất hiện, hắn rốt cuộc mau chịu không nổi, tùy tay túng chặt một cái nhìn quen mắt, nói một câu, đi thẩm gia thôn, tìm Thẩm Thanh Du. Chương 174 truy. Chờ Hộ Long vệ lại tỉnh lại, đã ở Thẩm Thanh Du cùng Tề Tận Trời trong nhà. Xem hắn tỉnh lại, hai vợ chồng thần sắc đều thực ngưng trọng. Tề Tận Trời trực tiếp thể mệnh lệnh ngữ khí, đã xảy ra cái gì? Dùng đơn giản nhất nói rõ ràng. Hộ Long vệ đều trải qua huấn luyện, ở Thẩm Thanh Du linh tuyền dưới tác dụng, cũng có thể nói chuyện nguyên lai nhị bảo cùng lôi thôi đạo sĩ bị người theo dõi. Hộ Long Vệ đã cực kỳ cẩn thận, lại ngăn không được vây quanh đi lên mấy chục danh tử sĩ. Cứ việc hắn giết vài người, vẫn là bị trọng thương. Nhị bảo cùng sư phó bị bắt đi. Người nọ để lại một câu, muốn người, tới hạ quốc. Tên này hộ long vệ tương đương với là bị thả lại tới. Nếu không kia mấy chục danh tử sĩ muốn lộng chết hắn cũng bất quá này đây nhiều ít điều mạng người đổi hắn tánh mạng vấn đề thẩm thanh du cùng tề tận trời liếc nhau kết hợp phía trước cái kia tựa hồ là tới xác nhận gì đó tử sĩ hạ quốc không đi là không được tề tận trời lập tức đứng dậy ta đi thẩm thanh du cũng không chút do dự đứng dậy ta cũng đi triệu ngọc châu sốt ruột kia trong nhà này hai đứa nhỏ đâu vạn nhất nhân gia là điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ Thẩm Thanh Du nghĩ nghĩ, nếu bọn họ là buông tề tận trời đi, trảo một cái là đủ rồi, này hai cái nguy hiểm không lớn. Tề tận trời bổ sung, nhưng là chúng ta sẽ ở trong nhà lưu đủ người. Hai người vội vàng chuẩn bị lúc sau, đi trấn trên. Hộ Long Vệ bắt lấy chính là tề hãng trong nhà một người gia đình, bởi vậy đương Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời nói muốn xuôi dòng mà xuống đi hạ quốc thời điểm, tề hãng trước tiên liền nghĩ tới nhị bảo mất tích cùng hạ quốc có quan hệ vì cái gì nói như vậy tề hãn thẳng thắn thành khẩn nhà ngươi nhị bảo cùng kia đạo nhân là giá xe lừa rời đi hiện giờ chỉ trở về một cái bị thương nặng hộ vệ có thể thấy được nhị bảo là đụng phải sự tình chỉ chớp mắt này hai vợ chồng lại cảnh tượng vội vàng nói muốn đi hạ quốc tự hồ cũng không khó đoán thẩm thanh du kinh ngạc nhìn thoáng qua tề hãn người này thông minh a à. thấy mầm biết cây nếu nói khai sự tình cũng liền dễ làm ngươi hàng năm làm buôn bán cho chúng ta nói nói như thế nào đi càng phương tiện cũng càng mau các ngươi trước ngồi thuyền đi duyên hưng trấn sau đó tìm cái trấn trên thợ săn gọi bọn hắn mang ngươi phiên sơn đi hạ quốc tề tận trời các đức hắn nói bên kia ta biết đi thôi duyên hưng trấn là biên thùy trấn nhỏ bởi vì ở vào núi non trùng điệp bên trong dân cư còn không có đóng quân nhiều Nơi đó trạm kiểm soát thùng rỗng kêu to, bởi vì rất nhiều phụ cận thôn dân chỉ cần có yêu cầu, đều có biện pháp xuyên qua núi non trùng điệp đi tiểu đạo đi đối diện quốc gia. Hai bên đều là như thế. Hiện giờ cái kia trạm kiểm soát cũng cũng chỉ có thể quản chút lui tới vận chuyển thương hộ. Tề Hãn nghĩ nghĩ, ta đưa các ngươi đoạn đường đi, cũng miễn cho các ngươi cưỡi ngựa đem tinh lực tiêu hao sạch sẽ, tới rồi bên kia không sức lực làm việc thời gian này không có thuyền lại đi xuống, tề tận trời cùng thẩm thanh du lại tưởng bảo mật chút, liền đành phải tề hãng ra mặt, cùng bác lái đò nói chính mình muốn dẫn người lập tức đi hạ du nói xin ý. Nhưng là không thuyền, lại xuôi dòng mà xuống, tốc độ nhưng thật ra cực nhanh, rất có kia thuyền con đã vượt muôn trùng núi non, cảm giác. Nề hà hai người đều không có hứng thú thưởng thức, chỉ ở trong phòng một bên nhìn bên ngoài cảnh sát, một bên thương lượng đối sách. Thẩm thanh du mang theo cái sọc, thả không cho tề tận trời hỗ trợ bối, chỉ chính mình cổng. Đây là cái gì cổ quái sọt? Tề tận trời tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không bắt buộc. Hai người xuôi dòng mà xuống, thật mau tới tới rồi duyên hưng trấn. Tề hãng rời thuyền sau, lại kêu thủ hạ làm bộ làm tịch đi chọn mua một ít duyên hưng trấn trung thảo dược, hướng lên trên du bán. Hai người vào duyên hưng trấn, tề tận trời lập tức liền tìm tới rồi một cái không chớp mắt sân, gõ tiết tấu bất đồng vài cái lên cửa, bên trong liền khai một cái phùng. Bên trong người vừa thấy đến đông đủ tận trời, liền tránh ra thân mình. Thẩm thanh du kinh ngạc, lại không nói nhiều. Tề tận trời nhanh chóng nói chính mình yêu cầu sau, người nọ gật gật đầu, lắc mình ra cửa. Trong phòng một chút an tĩnh lại. Thẩm thanh du lo âu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tề tận trời, chờ. Chờ cái gì? chờ hắn mang tin tức trở về trông coi qua người hôm qua cùng hôm nay nhưng có khả nghi người qua đi cũng chờ dẫn đường đã đến thẩm thanh du chỉ có thể ngồi xuống nhưng nàng trong lòng bất an thường thường đứng dậy đi hai bước nhìn xem bên ngoài lại ngồi xuống tề tận trời cũng sốt ruột nhưng một khuôn mặt lãnh đáng sợ xem thẩm thanh du ở lo lắng còn nhiều giải thích vài câu những người đó nếu gọi người trở về truyền lời liền tỏ vẻ bọn họ sẽ không dễ dàng thương tổn nhị bảo thầy trò hai cái. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng, hài tử sẽ không có việc gì. Thẩm thanh du trừng hắn liếc mắt một cái, ta sao có thể không lo lắng. Nàng mới 6 tuổi nhiều. Liền tính tánh mạng vô ưu, nàng trong lòng nhiều sợ hãi. Nói, thẩm thanh du chính mình cũng cảm thấy không thú vị. Hài tử đều ném, sợ hãi tính cái gì. Chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng, so cái gì đều quan trọng. Không bao lâu, vừa mới cái kia dung mạo bình thường người liền vào được. Hắn mang đến một cái khô gầy hán tử. Không có manh mối. Đây là lưu vượng, trong chốc lát hắn mang hai vị qua đi. Thẩm thanh du cùng tề tận trời nghe hiểu, song song đứng dậy, hảo. Hiện tại liền đi thôi. Thợ săn không ngại bọn họ như vậy cấp, nhịn không được nhắc nhở, còn cần chuẩn bị vài thứ mới được thẩm thanh du lại không rảnh lo yêu cầu chuẩn bị cái gì ngươi nói một câu ta nhìn xem ta có thể hay không có có sẵn lưu vượng vì thế đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính dây thừng một bó phòng ngừa rơi xuống huyền nhai chờ giờ địa phương có thể sử dụng dây thừng kéo lên đi thẩm thanh du từ sọt trung lấy ra một bó dây thừng cái này có thể hay không dùng lưu vượng vừa thấy liên tục gật đầu cái này có thể hành còn cần một cây đao dùng để phòng thân đồng thời cũng dùng để chặt cây xoa thẩm thanh du từ sọt trung lấy ra một phen dao chẻ củi cái này được chưa lưu vượng có thể sử dụng còn có lương khô lưu vượng lời nói còn chưa nói xong thẩm thanh du từ ba lô trung lấy ra tới vài bao đồ ăn nơi này có thịt kho thịt khô gạo nếp cơm còn muốn áo tơi phòng ngừa hạ mưa to thẩm thanh du dừng một chút từ sọt trung móc ra một bó vải dầu. Cuối cùng, Lưu Vượng chấn động gật đầu, vậy hiện tại xuất phát đi. Tề tận trời thấy toàn quá trình, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nương tử cái kia sọt có cổ quái. Như vậy nhiều đồ vật, nếu nói sọt có thể phóng đến hạ, hắn là tin tưởng. Nhưng Lưu Vượng hỏi cái gì, nàng lập tức là có thể từ sọt trung móc ra cái gì, này liền không bình thường chẳng sợ mấy thứ này nàng đều có thể cất vào bên trong đâu, cũng không nên như vậy thuận tay. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết lưu vượng phải dùng cái gì, thả còn biết lưu vượng muốn trước nói loại nào, sau nói loại nào. Này không bình thường. Hồn nhiên không biết chính mình đã bị hoài nghi thẩm thanh du lại đem đồ vật lại nhét vào sọt, không gian nhà kho, trung, sải bước đuổi kịp kia thợ sang lưu vượng. Nhị bảo, ngươi đừng sợ, nương tới. Cha cũng tới lòng tràn đầy cho rằng bị trói gô nhị bảo cùng điên đạo nhân, lúc này lại ăn ngon uống tốt mà ngồi xe ngựa, đang ở đi phía trước đi. Phía trước có cái cục đá, xe ngựa bánh xe nghiền quá hạn sóc nảy một chút, kia tử sĩ sắm vai mã xa phu còn chạy nhanh quay đầu lại tới quan tâm, lão thần tiên, ngài không khái đi. Điên đạo nhân vẽ mặt ra vẻ đạo mạo, không có việc gì, các ngươi cẩn thận một chút liền hảo. Chương 175 ta cổng ngươi Nhị bảo đề thấp thanh âm hỏi, sư phó, chúng ta đây là đi nơi nào? Điên đạo nhân vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, đi bên ngoài đi một chút. Ăn ngươi điểm tâm, đừng lo lắng, chuyến này hữu kinh vô hiểm. Nga Nhị bảo liền thật sự chỉ lo ăn điểm tâm, hai má phình phình cùng sóc con dường như. Bên ngoài tử sĩ nghe vậy, trong lòng càng thêm kính sợ, không có biện pháp, này điên đạo nhân quá lợi hại vừa mới bắt đầu bắt lấy hai người bọn họ thời điểm, còn sợ bọn họ nháo sự, trói cô cộng thêm lấp kín miệng. Ai biết nửa đường thượng muốn cởi bỏ trong miệng bố cho bọn hắn ăn một chút gì uống nước khi, điên đạo nhân một mở miệng chính là một câu, ngươi còn có cái ca ca, hắn còn sống. Tử sĩ lúc ấy liền giống như ngủ lôi oanh đỉnh. Hắn là mười mấy tuổi thượng chạy nạn trên đường bị bán đi vào đương tử sĩ, vì chính là cứu sống bệnh đại ca. Chính mình khi còn nhỏ, là đại ca một tay mang theo trên người mang đại, tình cảm thâm hậu. Ca ca bệnh nặng không có tiền trị, cha liền đem hắn bán. Hắn không trách cha mẹ, chỉ lo lắng ca ca có thể hay không cứu sống, việc này hắn ai cũng chưa nói quá. Nhưng điên đạo nhân một câu liền vạch trần. Điên đạo nhân thấy hắn sắc mặt đại biến, còn an ủi hắn, ta không vì khó ngươi, cũng không gọi ngươi thả chạy chúng ta, nhưng ngươi này một đường nếu là có thể hảo hảo đại chúng ta, đám người tới lãnh đi chúng ta khi ta liền nói cho ca ca ngươi ở nơi nào vì thế điên đạo nhân thầy trò liền thành công trừ đi dây thừng cùng bịt mồm bố còn gọi kia tử sĩ cam tâm tình nguyện cho bọn hắn đánh xe mua thức ăn đối loại tình huống này nhị bảo sớm đã tập mãi thành thói quen nhà mình sư phó lừa dối người bản lĩnh nếu nói thiên hạ đệ nhị vậy không ai dám nói thiên hạ đệ nhất này không thầy trò hai cái ở trên xe ngồi trừ bỏ không được ngoi đầu không được kêu to, có ăn có uống rất là thoải mái. Này nhưng cùng thẩm thanh du cùng tề tận trời cho rằng chịu khổ hoàn toàn không phải một chuyện. Mắt thấy bên ngoài có quan hệ ải kiểm tra, kia tử sĩ qua đi cũng không biết nói như thế nào, người nọ vẫy vẫy tay, khiến cho xe đi qua. Cùng lúc đó, thẩm thanh du cùng tề tận trời cũng ở kia dẫn đường lưu vượng dẫn dắt hạ, bắt đầu trèo đèo lội suối. Đường núi đẩu tiểu, hảo chút địa phương thậm chí là huyền nhai. Lưu vượng vốn đang lo lắng thẩm thanh du, này da thịt non mịn nữ tử sẽ là trói buộc, nhưng không thành tưởng nàng thế nhưng thể lực kinh người. Mắt nhìn ở trong núi hành tẩu hai cái canh giờ không ngừng lại, nàng không chỉ có có thể cùng được với, còn không có kêu một tiếng khổ. Này liền rất lợi hại. Mắt thấy thẩm thanh du đại khí đều không xuyển mà một đường đuổi kịp, lưu vượng biểu tình cũng càng ngày càng khác thường chờ đến trung gian nghỉ tạm lưu vượng nói muốn đi tiểu kết quả người chui vào cánh rừng thế nhưng muốn chạy nếu không phải tề tận trời thấy hắn thần sắc không thích hợp cấp bắt trở về hắn liền chạy mất bị dở xuống hai điều cánh tay lưu vượng đau đến đầy đầu đầy cổ đều là hãng thình thịch quỳ xuống một bên dập đầu một bên trong miệng xin tha hai vị đại nhân tha mạng tiểu nhân thượng có tám mươi lão mẫu hạ có ấu tử muốn nuôi nấng thỉnh hai vị đại nhân không cần giết tiểu nhân tiểu nhân mặt sau nhất định nghe lời thẩm thanh du trầm khuôn mặt thở dài tề tận trời đi lên liền đạp một chân ngươi chạy cái gì lưu vượng vẻ mặt đưa đám tiểu nhân là có thể đưa các ngươi qua đi nhưng nếu là triều đình biết ta làm gian tế nhà ta lão lão tiểu tiểu bảy tám khẩu người đã có thể đều không sống nổi ngươi từ nơi nào nhìn ra tới chúng ta là gian tế Thẩm Thanh Du không thể nhịn được nữa, cũng là một chân đá qua đi. Lưu vượng càng ủy khuất, ngày này da thịt non miệng, dung mạo lại như vậy xuất sắc, bình thường nên là dưỡng ở hào môn phu nhân. Nếu không phải trải qua chuyên môn huấn luyện gian tế, nơi nào khả năng chịu được như vậy cao cường độ trèo đèo lội suối. Thẩm Thanh Du ho khang một tiếng, thiếu chút nữa liền tiếp không thượng lời nói tới. Cho nên hắn sợ tới mức chạy trối chết, lại là bởi vì chính mình thể lực quá hảo nàng nghĩ nghĩ, đem chính mình nguyên bản trắng nõn bàn tay qua đi, chân ta liền không cho ngươi nhìn, ngươi nhìn một cái này tay. Lưu vượng vừa thấy, cũng nhất thời vô ngữ. Trắng nõn đến một cái cái kén đều không có đôi tay, lúc này lại vài cái mới mẻ bọc nước cùng hoa thương. Đây là trên dưới đường dốc huyền nhai thời điểm, dùng tay túng cây mây chặt cây nham thạch chờ thô ráp đồ vật khi, dùng sức dẫn tới. Chuyện tới hiện giờ, Thẩm Thanh Du cũng không thể không đem nói minh bạch, ta hài tử bị người lộng đi hạ quốc ta không dám đi đại đạo là sợ người biết chúng ta đuổi theo sẽ hại hài tử nếu là thay đổi ngươi nhà ngươi hài tử bị bắt đi ngươi còn sợ khổ sợ mệt sợ đau không lưu vượng lúc này còn có cái gì không rõ hắn liên tục dập đầu là tiểu nhân nghĩ sai rồi cầu vị này đại hiệp đem ta cánh tay tiếp trở về chúng ta này liền xuất phát Tề tận trời ở nhìn đến thẩm thanh du trong tay bọt nước khi, cũng đã thực đau lòng. Nhưng kế tiếp còn phải đi lộ, hắn biết, tạm thời còn không thể đem thẩm thanh du trên tay trên chân phao cấp chọn phá, nếu không dễ dàng sinh mũ sưng đỏ. Đến lúc đó ngược lại càng thêm không dễ làm. Hắn đem đau lòng chi sắc giấu đi, chỉ tiểu tâm mà kéo thẩm thanh du tay, mặt sau lộ, ngươi muốn kêu ta lôi kéo ngươi. Thẩm thanh du khoát tay tránh thoát, hài tử quan trọng, lộ quá hẹp, lôi kéo không có phương tiện. Thấy tề tận trời còn muốn nói, nàng lại vội vàng tiếp một câu, ngươi yên tâm, nếu là quá nguy hiểm địa phương, ta nhất định kêu ngươi kéo ta. Tề tận trời lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, nhưng quay đầu hắn lại vẫn là thường thường duỗi tay nâng một phen. Tới rồi huyền nhai đường dốc địa phương, tề tận trời càng là trước đi xuống đưa người thang, lại tiếp được thẩm thanh du chậm rãi xuống dưới. Lưu vượng bị tề tận trời tiếp trở về cánh tay, không hề nhiều lời, chỉ lo vùi đầu lên đường, rốt cuộc ở trời tối phía trước, đi tới chân núi một cái thôn xóm nhỏ trung. Mắt thấy trong thôn khói bếp lượn lờ, Lưu vượng lại chỉ vào kia giữa trời chiều thôn trang nhỏ nói, này thôn lại hướng bên kia đi năm dặm mà, chính là đi thông hạ quốc cái thứ nhất phủ thành đại lộ, người liền nhiều, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Tề tận trời đem một trương ngân phiếu đưa cho Lưu vượng, Lưu vượng vừa chắp tay, xoay người rời đi. Hai người hạ sườn núi, vòng qua thôn trang nhỏ, đi lên đi trước phủ thành đại lộ. Vừa đến trên đường lớn, tề tận trời liền ngồi sổng thẩm thanh du trước mặt, đi lên. Thẩm thanh du sửng sốt một chút, làm gì? Ta cổng ngươi. Tề tận trời ngữ khí là khó được thể mệnh lệnh. Thẩm thanh du ý đồ cự tuyệt, không cần, ta đi được động. Không được. Ta có sức lực, mau lên đây, Đừng lãng phí thời gian. Mắt thấy tề tận trời không dung cự tuyệt, Thẩm Thanh Du cũng rốt cuộc nghe lời, bò lên trên tề tận trời bối. Tề tận trời đỡ nàng hai cái đùi, hướng lên trên một điên. Thẩm Thanh Du hoảng sợ, vội vàng vất vớt đỡ bờ vai của hắn. Sau đó tề tận trời liền sải bước đi phía trước đi đến. Sắc trời đen xuống dưới, chỉ có một chút điểm hạ huyền nguyệt thời tiết, cũng chỉ xem tới được một chút lộ nhan sắc tề tận trời đi được thực ổn thẳng đến phía trước truyền đến xe ngựa thanh thẩm thanh du khẩn trương lên lay tề tận trời bả vai tay nhịn không được liền buộc chặt rất nhiều tề tận trời nghe kia trên xe ngựa len ken lục lạc thanh trấn an nàng đừng sợ là người một nhà thực mau một cái dung mạo tầm thường hán tử liền vội vàng một chiếc xe lại đây chủ nhân hán tử kia thấp giọng kêu một câu tề tận trời cân một tiếng liền đem thẩm thanh du thật cẩn thận mà đặt ở càng xe thượng. Nếu nói tề tận trời này cái tráng là thấy được cá nhân đánh dấu, những cái đó hộ long vệ chính là rải tiếng biển rộng thủy, một đám không hề đặc sắc. Xe ngựa lộc cộc về phía trước, thẩm thanh du cùng tề tận trời đồng thời nằm liệt trên xe, rốt cuộc có thể thả lỏng một lát. Chương 176 nặng bọc nước. Hai người nằm liệt ngồi ở trong xe, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tề tận trời quen thuộc mà mở ra thùng xe phía dưới một cái ngăn bí mật, từ bên trong lấy ra điểm tâm hộp cùng túi nước, ăn trước điểm đồ vật. Ngày này tận cố lên đường, cũng chưa tới kịp ăn cái gì đồ vật. Thẩm thanh du tưởng nói không đói bụng, nhưng lời nói đến bên miệng, lại dừng lại. Ngày mai còn không biết muốn như thế nào mà bận rộn, ăn không vô cũng muốn ăn. Nàng trước tiếp nhận tề tận trời trong tay túi nước, nương uống nước cơ hội, đem bên trong thủy cấp đổi thành linh tuyền thủy, lại ăn hai cái tiểu tô điểm. Tề tận trời mới vừa cầm lấy túi nước uống một ngụm, liền phát hiện không thích hợp. Này thủy cùng bên ngoài không giống nhau, chính là ở nhà khi Thẩm Thanh Du thường cho chính mình uống cái loại này thủy. Này thủy cùng thủy chi giang là bất đồng, loại này nước uống xong về sau, tổng cho người ta một loại cả người nhẹ nhàng cảm giác. Mà bên ngoài thủy lại chưa bao giờ có quá cái loại cảm giác này hơn nữa gần nhất hắn nghiêm túc quan sát qua, từ trước tối đen cái trán gần nhất ở thẩm thanh du thường xuyên cấp cái này nước uống dưới tình huống, nhan sắc rõ ràng càng ngày càng thiển. Này thủy không bình thường. Nhưng như vậy tiểu nhân thùng xe trung, nàng bất quá là qua tay như vậy một chút, như thế nào liền sẽ biến thành trong nhà như vậy thủy đâu. Tề tận trời nghiêm túc nhìn thẩm thanh du liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nếu đây là tiểu nương tử lớn nhất bí mật, kia chính mình liền không nên nhìn trộm. Chờ nàng nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Nếu là nàng không nghĩ nói, chính mình vì cái gì một hai phải hỏi. Thẩm thanh du ăn vài thứ, uống lên điểm linh tuyền thủy lúc sau, thực mau liền mệt mỏi mà đã ngủ. Chờ xe ngựa tới rồi hạ quốc phủ thành phụ cận khách điếm khi, đã là đêm khuya. Thường phục hộ long vệ đi khách điếm khai phòng, tề tận trời đem ngủ say thẩm thanh du ôm vào trong phòng, lại cầm ngân châm cùng thuốc mở cấp thẩm thanh du chọn phá bọt nước tiêu độc thẩm thanh du là bị đau tỉnh khi thuốc mở sát ở miệng vết thương thường nóng rác mà đau nàng đau đến rụt một chút chân lại cảm giác mắt cá chân bị người nắm lấy không thể động đậy lúc này mới tỉnh táo lại tề tận trời phát hiện nàng tỉnh cũng không ngẩng đầu lên mà nhắc nhở ta tự cấp ngươi chọn lựa bọt nước bằng không ngày mai không hiếu động thẩm thanh du mờ mịt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì làm chính là cái gì mắt cá chân thượng không dung phản kháng kiên định kêu nàng trong lòng có trong nháy mắt tê dại tề tận trời động tác nhanh nhẹn thực mau đem một chân cấp rửa sạch xong lại cho nàng đổi một cái chân khác thẩm thanh du ngay từ đầu còn có chút khẩn trương nhìn dưới đèn thân hình cao lớn hán tử vùi đầu chuyên chú mà bận việc sau lại liền chậm rãi thả lỏng lại chờ hai chân đều hảo tề tận trời lỏng một nguồn thật lớn khí hảo thẩm thanh du lại nói còn không có hảo ân ừ. còn có chỗ nào không thoải mái tề tận trời theo bản năng mà cho rằng chính mình để sót nơi nào thẩm thanh du lắc đầu đứng dậy chỉ chỉ chính mình vừa mới nằm sạp ngươi nằm xuống cởi giày ta nhìn xem tề tận trời sửng sốt ý thức được thẩm thanh du muốn làm cái gì thời điểm mặt nháy mắt liền đỏ không cần ta chính mình tới là được thẩm thanh du cũng dùng tới thể mệnh lệnh ngữ khí kêu ngươi nằm xuống liền nằm xuống tề tận trời tả hữu nhìn xem ta còn không có rửa chân đâu ta đi trước rửa chân thẩm thanh du não bổ một chút đi rồi một ngày đường hán tử không rửa chân hương vị đi rửa chân sau đó lại đây thẩm thanh du nói làm tề tận trời như được đại xá chạy nhanh mở cửa đi tìm điếm tiểu nhị muốn thủy đi chờ hắn tẩy xong rồi chân vẻ mặt thấp thỏm mà đi đến thẩm thanh du trước mặt sạp biên khi thẩm thanh du đã ở hắn phía trước ngồi quá ghế nhỏ ngồi hạ ngồi tề tận trời ngượng ngùng xoắn xíp mà ngồi xuống đem chân cho ta thẩm thanh du mệnh lệnh nói tề tận trời còn ở chân chờ thẩm thanh du lại không chút do dự đem hắn chân dọn đi lên tề tận trời chân là thật sự đại thả khớp xương rõ ràng liền rất đàn ông. Thẩm Thanh Du tận lực xem nhẹ hắn cùng chính mình bất đồng, nhìn về phía hắn bàn chân. Lòng bàn chân cùng ngón tay cái, ngón út bên bọc nước đã phao trắng bệt. Thẩm Thanh Du động tác nhanh chóng cho hắn rửa sạch xong, tô lên thuốc mỡ, lúc này mới buông. Toàn bộ hành trình tề tận trời không nói một lời, phá lệ phối hợp. Chờ lại ngẩng đầu, Thẩm Thanh Du liền phát hiện dưới đèn nam nhân đã đầy mặt đều đỏ. Thẩm Thanh Du chỉ nhìn thoáng qua, liền phản phất cái gì cũng chưa nhìn đến giường như rũ mắt, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tề tận trời thấy nàng lưu loát đứng dậy đi rửa mặt, chờ nàng trở lại khi liền hướng giường đệm đi đến, đây là buồn ngủ, có chút không bỏ được. Vì thế tề tận trời không lời nói tìm lời nói, bọn họ đã vào thành, lúc này phủ thành bốn môn đóng cửa, chúng ta không có biện pháp công nhiên truy đi vào. Liền sợ bò tường thành sẽ kinh động quân coi giữ. Thẩm Thanh Du thấy hắn nói lên cái này, quả nhiên ngủ không được, bắt đi nhị bảo rốt cuộc là người nào. Đã điều tra xong sao? Tề Tận Trời trong đầu Kiều Diễm đã bị Thẩm Thanh Du lời này cấp xua tan, hắn đi đến Thẩm Thanh Du bên cạnh ngồi xuống, đem Thẩm Thanh Du hoảng sợ. Tề Tận Trời chỉ chỉ cửa sổ, để ý tay vách mạch rừng. Thẩm Thanh Du quả nhiên liền không hề né tránh Tề Tận Trời, ngược lại tùy vào hắn tới gần. Bắt đi nhị bảo cùng điên đạo nhân rất có thể là hạ quốc nhị hoàng tử. Bởi vì hạ quốc quốc quân đột nhiên không có, tân quốc quân thượng vị, nhị hoàng tử chó cùng rất dậu, liền muốn tìm người hỗ trợ. Dù sao quốc quân bí không phát tan, hắn liền còn có cơ hội. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Thẩm Thanh Du vẫn là tò mò điểm này. Tề tận trời ho khan một tiếng, mới nhất điều tra tới tin tức, khả năng. Cùng ta không có gì quan hệ khi cùng ai có quan hệ cùng ta thẩm thanh du càng chấn kinh rồi chính mình đời này cũng không biết hạ quốc quốc quân là viên vẫn là bẹp cùng chính mình có quan hệ gì hạ quốc nhị hoàng tử hết lòng tin theo phong thủy huyền học thẩm thanh du cho nên nói nhị bảo bị bắt đi là nhân tiện trên thực tế là nhị hoàng tử muốn mượn trợ điên đạo nhân hỗ trợ mưu triều sáng vị ý nghĩ loát một loát thẩm thanh du biểu tình nghiêm túc lên khi nhị bảo có hay không nguy hiểm tề tận trời gật đầu biểu tình ngưng trọng đó là tự nhiên cái này không được đến tưởng nghịch thiên sửa mệnh cái kia được đến tưởng trần ai lạc định như vậy thân là có khả năng trợ giúp nghịch thiên sửa mệnh điên đạo nhân tất nhiên sẽ trở thành hạ quốc tân quốc quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ là trước mắt còn không biết vị kia tân quốc quân đối phương diện này rốt cuộc là tin vẫn là không tin nếu là tin khi điên đạo nhân một khi rơi vào đối phương trong tay, liền còn có nhất định cơ hội đi lừa dối thoát vây. Nếu là không tin, khi Tân Quốc quân liền có khả năng trực tiếp hạ sát thủ. đương nhiên, nhị hoàng tử nhất định sẽ tận lực che chở, nhưng vạn nhất hộ không được đâu. Nghĩ thông suốt trong đó đủ loại khả năng, Thẩm Thanh Du khẩn trương đến nắm tay đều nắm chặt đi lên. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tề Tận trời ôm Thẩm Thanh Du bả vai an ủi ngươi đừng vội chúng ta thực mau là có thể đuổi theo nhị bảo trong chốc lát đôi ta dịch dung lại mang theo người không xa không gần mà đi theo bọn họ tùy thời cứu người hảo thẩm thanh du chỉ có thể đáp ứng trước tiên ngủ đi tề tận trời vỗ vỗ giường đệm thẩm thanh du hảo theo thẩm thanh du ngoan ngoãn nằm xuống tề tận trời phát hiện đương thẩm thanh du hoang mang lo sợ thời điểm liền phá lệ nghe lời Nguyên lai, like, nàng còn có như vậy một mặt. Chương 177 đầu óc hồ nhảo nhị hoàng tử. Sáng sớm hôm sau, cửa thành một khai, hai người liền dịch dung vào thành. Nguyên bản lo lắng niên đạo nhân đoàn người đã từ bên kia ra khỏi thành, nhưng thám tử tới báo, lại nói là bọn họ còn không có rời giường. Này liền thực quỷ dị. Thẩm thanh du cùng tề tận trời liếc nhau, nhìn xem đối phương kia trương xa lạ mặt, quyết định đi xem khách điếm lầu một liền có đồ ăn, hai người muốn hai chén mặt. Hộ Long Vệ đã tìm hiểu rõ ràng, bọn họ liền trước mắt chỗ cập thiên tự hào phòng cho khách trung ngủ. Trên mặt tới, hai người một bên thất thần mà ăn mì, một bên không lộ dấu vết mà xem trên lầu. Không bao lâu, liền thấy tiểu nhị bưng hai đại bàn đồ ăn hướng thiên tự hào phòng cho khách trung tặng đi vào. Tề tận trời cùng thẩm thanh du. Nhiều như vậy đồ ăn, đã đủ ba bốn người ăn đi chẳng lẽ có ba bốn người thủ bọn họ thẩm thanh du trong lòng lo sợ bất an tề tận trời lại ở cái bàn phía dưới cầm tay nàng ý bảo nàng đừng nóng vội một chén mì ăn xong trong phòng người cũng ra tới tuy rằng mang mũ có rèm thẩm thanh du vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hai người điên đạo nhân kia đi đường khi lay động nhoáng lên tư thế không còn nhị gia nhị bảo vóc dáng so với phía trước cao một ít nhìn rất đơn bạc bất quá hai người tinh thần đầu đều không tồi đi đường cũng có lực không giống bị ngược bộ dáng cách mới vừa một chút lâu điên đạo nhân liền đánh cái vang dội cách một cổ thịt kho tàu mùi hương xông vào mũi thẩm thanh du nhíu mày che lại cái mũi tỏ vẻ chịu không nổi trong lòng lại hơi hơi yên lòng sáng sớm có thể ăn thượng thịt kho tàu hai người kia hẳn là quá đến rất dễ chịu một hàng ba người lên xe ngựa đi phía trước đi mặt sau thẩm thanh du cùng tề tận trời cũng chạy nhanh đuổi kịp chờ lên xe xác nhận hai đám người xe ngựa cách xa nhau không xa không gần vừa lúc thích hợp thẩm thanh du mới nói nhỏ bọn họ hẳn là không ăn cái gì khổ tề tận trời gật đầu thẩm thanh du lại nói bọn họ buổi sáng ăn thịt kho tàu tề tận trời lại gật đầu hắn liền ngồi ở thẩm thanh du đối diện tự nhiên là nghe thấy được nếu không chúng ta tùy thời cứu đi nhị bảo đi. Dù sao điên đạo nhân kia há mồm có thể lừa dối, hẳn là không chết được. Tề tận trời. Như vậy có thể hay không quá vô tình? Bất quá. Như vậy cũng đúng. Nhị bảo rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đi theo điên đạo nhân bên người, càng không có phương tiện nghĩ cách cứu viện điên đạo nhân. Nếu là trước đem nhị bảo mang đi, điên đạo nhân liền càng phương tiện chạy trốn cũng không có nỗi lo về sau. Vì thế tề tận trời đồng ý. Xe ngựa ra phủ thành, một đường hướng hạ quốc vương đô mà đi. Ngày hôm sau hoàng hôn, vào cái thứ hai phủ thành. Văn xương phủ ly hạ quốc vương đô còn có ba ngày lộ trình. Hai hàng người mới vừa tiến khách điếm, tề tận trời liền phát hiện không thích hợp. Này khách điếm ngoại tùng nội khẩn, thế nhưng cao thủ sang sát. Này không bình thường lúc này thám tử hồi báo nhị hoàng tử liền ở trong khách sạn tề tận trời cùng thẩm thanh du liếc nhau cái này phiền toái khách biếm mặt sau tiểu viện tử có một cái bí ẩn cửa nhỏ liên tiếp một cái đại viện tử mà lúc này biên đạo nhân cùng nhị bảo một ngồi một đứng nhìn đối diện thái độ khiêm cung nhị hoàng tử đều là vẻ mặt mà đạm nhiên nhị bảo trên mặt bình tĩnh trong lòng khủng hoảng sư phó vậy phải làm sao bây giờ Điên đạo nhân ngón tay sau này viết viết, khoảng cái gì, xem vi sư như thế nào lừa dối hắn. Không biết trường nhưng có biện pháp trợ ta. Nhị hoàng tử vẽ mặt chân thành mà nhìn chính mình phiên bàn trông cậy vào, điên đạo trưởng. Điên đạo nhân xem một cái nhị hoàng tử, vẽ mặt sâu xa khó hiểu, từ xưa nghịch thiên sửa mệnh đều là nguy hiểm cực đại, thả thành công khả năng cực thấp, càng nhiều, kỳ thật là thúc dục vận. Nga! Như thế nào là thúc dục vận? Điên đạo nhân, cái gọi là thúc dục vận, chính là đem nguyên bản 3 bốn năm sau đại vận, thúc dục đến bây giờ liền khởi xướng tới, có thể gọi người trong khoảng thời gian ngắn đạt được thật lớn thành công. Nhị hoàng tử mắt sáng rực lên, Nga. Điên đạo nhân cảm khái lắc đầu, bất quá việc này di chứng cũng cực đại. Cái gì di chứng? Nếu là mạnh mẽ thúc dục vận, khả năng mặt sau có thể hành 20 năm đại vận, 10 năm 5 năm cũng liền tiêu hao xong rồi, mà dư lại liền đều là vận đen nhị hoàng tử đôi mắt đều trừng lớn theo bản năng nói kia tự nhiên là không tốt lắm ta cầu chính là một cái phú quý lâu dài trước tiên thúc giục vận lại sẽ thiệt hại như vậy nhiều phúc phận như thế nào tính đều lỗ vốn a à. kia nhưng có khác biện pháp nhị hoàng tử ý đồ lui mà cầu tiếp theo điên đạo nhân lại rung đùi đắc ý chu dịch có vân một mạng nhị vận tam phong thủy bốn tu âm đức năm đọc sách này mệnh là bẩm sinh sinh ra được, không biện pháp. Vận khí có tốt có xấu, tổng hội có điều phật phòng. Phong thủy sao? Tổng không thể đem tổ tiên đào ra một lần nữa chôn một hồi. Cho nên muốn nhiều tu âm đức nhiều đọc sách. Điên đạo nhân tinh khẩu nói đến, càng xả càng xa. Nhị hoàng tử nắm tay dần dần siết chặt, nhìn về phía điên đạo nhân ánh mắt cũng dần dần sắc bén. Lão tử nếu là muốn dựa tu âm đức cùng đọc sách tới kế vị, lão tử còn tìm ngươi cũng may điên đạo nhân cảm nhận được nhị hoàng tử hơi thở biến hóa biết hắn mau không kiên nhẫn lại ném ra một cái mồi tới bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp nhị hoàng tử nắm tay lỏng thành tâm thỉnh giáo đạo trưởng có gì diệu kế điên đạo nhân còn thỉnh công tử tìm tới lệnh huynh một sợi tóc hoặc là móng tay nhị hoàng tử thứ này hắn hấp tấp chi gian nơi nào có bất quá điên đạo nhân cũng không thúc giục vẻ mặt lão thần khắp nơi nếu là không có công tử suy nghĩ biện pháp làm ra ta vì công tử cách làm bảo quản kêu hắn bất tử cũng trọng thương nhị hoàng tử tức khắc đôi mắt đều sáng vậy thỉnh cầu đạo trưởng cùng ta cùng đi vương đô điên đạo trưởng xua tay này pháp sự không thể quá ly đến gần ly đến gần ngay từ đầu cách làm hắn lập tức sẽ có phản ứng này phản ứng quá lớn chỉ sợ nhất thời canh ba sẽ có người tới bắt. Này pháp sự phải làm ba ngày không thể đình đâu. Một khi pháp sự bị phá hư, pháp sự liền trở thành phế thải. Lại tưởng có lần thứ hai cơ hội, liền sẽ càng khó. Điên đạo trưởng, chủ yếu là ly đến gần dễ dàng chết. Nhị hoàng tử tuy rằng trong lòng cũng nghi hoặc, lại không dám phản bác, đành phải hỏi điên đạo trưởng, kia đạo lớn lên ý tứ là. Điên đạo nhân trung đùi đắc ý, Nơi đây liền chính vừa lúc, cùng công tử ngươi mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau, nếu là tại nơi đây cách làm, có thể làm ít công to. Nhị hoàng tử cắn răng đáp ứng, vậy thỉnh cầu đạo trưởng tại nơi đây lại chờ hai ngày. Điên đạo nhân loát râu gật đầu, không thành vấn đề. Nhị hoàng tử chính mình không đi, lại kêu thủ hạ bồ câu đưa thư, đi lộng Tân Quốc quân một sợi tóc lại đưa lại đây. Kế tiếp một ngày, nhị hoàng tử vẫn luôn bồi ở điên đạo nhân bên người, uống trà nói chuyện phím, ăn cái gì? Nhị bảo ăn chút điểm tâm, quyết đoán ăn bất động, ngoan ngoãn vào phòng nằm xuống dưỡng sinh. Điên đạo nhân ngồi ở cẩm y ngọc thực, ngăn cách với thế nhân tiểu viện tử, một bên cùng nhị hoàng tử huyên thuyên, một bên trong lòng trù tính rời đi chi sách. Tự cổ chí kim, chưa thấy qua cái kia quốc quân vị trí là làm người cách làm được đến. Nếu này biện pháp như vậy dùng tốt, khi các đời lịch đại còn cung đấu, tạo phản, đánh giặc làm gì? Tìm cái pháp sư, lộng một sợi tóc, trực tiếp liền cách làm lộng chết đối phương được. Điên đạo nhân lại không dám chọc phá này đầu óc hồ nhão nhị hoàng tử. Nếu không chính mình phải lập tức chết. Thật vất vả nhị hoàng tử bị thủ hạ kêu đi ra ngoài xử lý sự tình. Điên đạo nhân cũng đứng dậy đi xem ăn no căng ngủ đi nhị bảo. Nhị bảo nhắm mắt lại ngủ ngon lành, nhưng điên đạo nhân mới vừa cho nàng cái chăn, liền nghe nhị bảo nhỏ giọng nỉ non, sư phó, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu cô nương nói chuyện thời điểm, trừ bỏ miệng hơi hơi nhúc nhích một chút, ngay cả đôi mắt cũng chưa mở. Chương 178 Thần Kỳ Sọt Điên đạo nhân cũng bất động thanh sắc mà cuối người cho hắn dịch chăng, ta cho ngươi bấm đốt ngón tay qua, ngươi kia cha mẹ hôm nay là có thể đem ngươi cứu đi. Khi sư phó ngươi làm sao bây giờ? Sư phó của ngươi đều có chính mình biện pháp. Điên đạo nhân nói, cười hắc hắc nói câu, ăn no liền ngủ, ngươi là heo sao, liền xoay người đi ra ngoài. Trước cuộc nhị bảo còn quá tiểu, bên ngoài người không có lưu người ở trong phòng. Vì thế tề tận trời liền thật cẩn thận mà từ nóc nhà đem tiểu gia hỏa trộm đi. Chờ nhị bảo chặt chẽ ôm lấy thân cha cổ khi, còn có chút không chân thật. Cũng may hắn cũng coi như là người từng trải, biết không có thể ra tiếng, chỉ ôm chặt lấy tề tận trời cổ nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới, điên đạo nhân tử lượng như vậy kém cỏi, bất quá là bồi hắn uống lên một hồ thiêu bạch, hắn liền say. Say được đương trường té ngã cái loại này. Mặc kệ hắn là trang vẫn là thật sự, dù sao nhị hoàng tử là không dám gọi hắn đơn độc đợi. Vì thế hai cái kiều nộn tiểu nha hoàng cùng hai cái thô tráng hán tử ở trong phòng thủ điên đạo nhân ngủ say. Điên đạo nhân lẩm bẩm trở mình, một bên giả bộ ngủ, một bên trong lòng nổi lên toan ý xem bói không tính tự thân cho nên hắn cũng không tính chính mình trời biết hôm nay nhị bảo thoát hiểm về sau chính mình cùng hắn về sau còn có thể hay không có gặp nhau duyên phận này bé ngoan đi theo chính mình vào nam ra bắc quan trường tâm nhãn tử kia huyền học chu dịch chi lưu còn không có học minh bạch đâu thẳng đến sách trời biến thành màu đen nhị hoàng tử nhân tài phát hiện nhị bảo không thấy nhị hoàng tử lúc ấy liền ngây ngẩn cả người là ai lộng đi rồi kia tiểu đạo đồng thủ hạ lắp bắp mảng đầu óc đều là hãng thuộc hạ hoài nghi là kia tiểu đạo đồng thân sinh cha thanh bình hầu phủ thế tử tề tận trời như thế bình thường tề tận trời trong tay có hộ long vệ tin tức giấu không được người có tâm chỉ cứu đi không có gì dùng tiểu đạo đồng cũng không thương phong nhã nhị hoàng tử lo di trước sau như một với bản thân mình qua đi tâm cũng buông xuống một nửa. Các ngươi, tăng số người nhân thủ, xem trọng điên đạo nhân. Là. Vì thế điên đạo nhân thật sự ngủ rồi lại tỉnh lại, quan trong phòng trong coi liền có sáu cá nhân. Điên đạo nhân. Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Điên đạo nhân tiếp đón một tiếng, còn có rượu không? Một phòng người. Cuối cùng có một cái cầm đầu nói một câu, đạo trưởng, có. Điên đạo nhân chậm rãi đứng dậy, một bộ say rượu sau tử quỷ bộ dáng, vậy thành, thượng rượu, liền phải cái kia thiêu bạch. Ta còn cũng không tin. Nghe tin lại đây nhị hoàng tử. Nhị công tử, ngươi bồi ta uống. Điên đạo nhân cười ha hả mà mời nhị hoàng tử. Đồng dạng bị rót đến mê mê hoặc hoặc nhị hoàng tử cắn răng hàm sau ứng một câu, tự nhiên là không thành vấn đề. Hai ngày này thả nhẫn nại hắn. Nếu là hai ngày lúc sau không hiệu quả, cũng đừng trách hắn hạ tử thủ. Dám lừa dối bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử muốn ngươi biết cái gì là muốn chết không thể. Cùng lúc đó, núi rừng trung một cái trong sơn động, ăn thịt nướng nhị bảo ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực, đang nói điên đạo nhân ý tưởng. Sư phó là muốn kêu ta đi trước, hắn mới hảo chạy. Trước đó hắn đều đã biết, cố ý tới cấp ta dịch chăng, kêu ta đi trước. Cha, nương các ngươi nếu muốn biện pháp cứu ra sư phó ta luyến tiếc hắn lời này kêu tề tận trời cùng thẩm thanh du liếc nhau trong lòng không đành lòng điên đạo trưởng đối nhà mình khuê nữ là không nói đều lúc này đầu tiên nghĩ đến vẫn là nhà mình khuê nữ tánh mạng tề tận trời thở dài một hơi nếu không ngươi mang nhị bảo đi trước ta lưu lại xử lý tốt lại đi thẩm thanh du nghĩ nghĩ cũng thành chính mình quyền cước công phu cùng khinh công đều so ra kém tề tận trời liền không lưu lại kéo chân sau hai người nói cốt gặp mặt địa phương thẩm thanh du đã kêu hộ long vệ dẫn đường mang theo khuê nữ hướng về nhà phương hướng đi này phiên về nhà lộ là nhất định không thể đi đại lộ cũng may hộ long vệ cố ý mang lại đây chính là tinh thông rừng cây cầu sinh một hàng ba người vượt núi băng đèo mà hướng biên cảnh bên kia đi đến nhị bảo ngay từ đầu còn có thể đuổi kịp thực mau liền đi không đặng nho nhỏ nhân nhi bị hộ long vệ bối ở bối thượng hướng tới bên kia đi vội đi rồi không bao xa còn trời mưa thật vất vả tìm được cái huyền nhai cái đáy nội hãm sơn động hộ long vệ tìm chút cành khô cùng chạc cây trắng phong thẩm thanh du vạch trần chính mình vẫn luôn không rời khỏi người sọt từ bên trong lấy ra khô mát xiêm y cấp nhị bảo cùng chính mình mặc vào lại lấy ra linh tuyền thủy cùng không gian gieo trồng dược vật làm thành tiểu thuốc viên cấp hộ long vệ cùng nhị bảo ăn. Đây là đuổi hàng, ăn thượng một viên, sẽ hảo rất nhiều. Túi nước thủy đổi thành linh tuyền thủy, chính mình uống xong rồi, còn cấp hộ long vệ để lại chút. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, nước mưa cũng không dừng lại, chợt đại chợt tiểu nhân. Đen xì núi rừng trung, thẩm thanh du không tự chủ được địa tâm phát mau, có thể tưởng tượng đến nhị bảo liền ở chính mình bên người lại sợ nàng sợ hãi vì thế đương nương ôm lấy nhị bảo 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 ngoan nương ở bên cạnh ngươi đừng sợ nhị bảo ở thẩm thanh du trong lòng ngực ồn ồm nương ngươi đừng lo lắng ta không sợ hãi ta cùng sư phó còn ngủ quá phá miếu đâu thẩm thanh du nhìn xem đồng dạng vẻ mặt trấn định hộ long vệ cho nên yếu ớt chỉ có ta sao thẩm thanh du buồn bực mà tiếp một câu ta sợ nhị bảo trái lại ôm lấy nàng nương, ta đây ôm ngươi một cái, ta bảo hộ ngươi ha, ngươi đừng sợ. Thẩm thanh du nghĩ nghĩ, đi sọc, không gian nhà kho, trung nhảy ra hai điều mỏng chăn chiên, một cái đưa cho hộ long vệ, một cái chính mình khóa lại trên người. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một bộ khô mát nam tử sim y đưa cho hộ long vệ. Trên người của ngươi sim y ướt đẫm, đổi thân sim y miễn cho được phong hàng hộ long vệ tiếp nhận khô mát y một bên nói lời cảm tạ một bên cũng nhìn thoáng qua kia sọt nơi này đồ vật còn trang đến rất nhiều a à. thẩm thanh du ân hay đổi sim y hộ long vệ trên người ấm áp không ít thẩm thanh du lại đưa qua một cái giấy dầu bao thịt kho làm ăn chút đa tạ thứ này ăn đỉnh đói bọn họ cũng sẽ mang thịt kho làm ăn mấy cái về sau Thẩm Thanh Du lại đưa qua mấy cái tiểu ngật đáp, hương đường, ngươi nhai hai khối, đi hàng khí. Hộ Long vệ rốt cuộc nhịn không được, chủ nhân, ngươi này sọc ra nhiều như vậy đồ vật, nhất định thực trọng đi. Cho ta bối đi. Thẩm Thanh Du, cảm ơn, không cần. Sọc là chính mình áo choàng, nếu là bị vạch trần, vậy phiền toái. Ăn vài thứ, Thẩm Thanh Du đem nhị bảo ôm vào trong ngực, bọc mỏng chăn chiên mơ màng ngủ sư phó nhị bảo trong lúc ngủ mơ nói thầm một con tay nhỏ đột nhiên bắt được thẩm thanh du cánh tay người xấu buông ta ra sư phó thẩm thanh du bị trảo đến ăn đau nghe được lời này lại trong lòng đau xót tiểu nha đầu cùng sư phó lúc này mới bao lâu a à? liền đối sư phó như thế để bụng có thể thấy được điên đạo nhân ngày thường tuy rằng không đàng hoàng đối cái này đệ tử lại là cực quan tâm nếu không nhị bảo sao có thể nằm mơ đều ở bảo hộ sư phó. Ngoan ngoãn, cha ngươi đã đi cứu sư phó của ngươi, đừng lo lắng, ngày mai ngươi là có thể nhìn đến sư phó. Thẩm Thanh Du đem nhị bảo tay từ chính mình cánh tay thượng hái xuống, dùng chính mình bàn tay to nhẹ nhàng bao ở hài tử tay nhỏ. Chương 179 Hạ Quốc Tân Quân. Thẩm Thanh Du không biết chính mình khi nào ngủ. Đầu thu ban đêm, trong núi có chút lạnh ít nhiều có kia mỏng chăn chiên, một hàng ba người mới không đông lạnh ra bệnh tới. Sắc trời không rõ thời điểm, vũ cuối cùng ngừng. Thẩm Thanh Du nhìn lá cây thượng tích táp thủy, biết vô pháp dừng lại, cần thiết muốn đi phía trước đi. Đem mỏng chăn chiên thu hồi tới, từ sọt, không gian nhà kho, trung đầu tiên là lấy ra làm bánh bột ngô, thịt kho làm, tương ớt cho hộ long vệ A Sơn. Lại cho nhị bảo một khối củ mài bánh, một cái trứng luộc, kêu nhị bảo ăn. Sau đó thẩm thanh du chính mình cũng liền làm bánh bột ngô cùng thịt kho làm, tương ớt ăn khởi cơm tới. Hộ Long vệ đã xem thế là đủ rồi, ánh mắt ở sọc thượng nhìn vài mắt. Chờ ba người ăn no về sau, thẩm thanh du lại lấy ra vải dầu, cái ở nhị bảo trên người. Lên núi thúc bối thượng đi. Chuẩn bị đi rồi. Hộ Long vệ nhìn thẩm thanh du đem mỏng chăn chiên liều mạng cuốn thành tiểu đoàn, nhét vào sọc trung, lại xem nàng đêm đêm qua ướt đẫm sim y cấp chôn, lúc này mới đứng dậy, đi thôi. Một hàng ba người lại bắt đầu trèo đèo lội suối. Nhị bảo lo lắng sư phó, nương, cha ta có thể đem sư phó cứu ra sao? Có thể, cha ngươi cũng mang theo người đi, nhất định có thể cứu người trở về. Kỳ thật thẩm thanh du lo lắng tề tận trời. Tuy rằng mang theo người, nhưng người ta nhị hoàng tử cũng mang theo người, thả đều là cao thủ. Nhị Bảo một cái tiểu đậu nha đồ ăn ném liền tính, điên đạo nhân bên kia, tất nhiên là bảo hộ nghiêm ngặt. Tề Tận trời tưởng cứu người cũng không dễ dàng, nếu chỉ cứu không trở lại, Thẩm Thanh Du Tư Tâm nhưng thật ra không như vậy rối rắm. Nhưng nàng sợ Tề Tận trời cũng rơi vào đi, chỉ là lời này không thể cùng Nhị Bảo nói, nàng đành phải cầu nguyện Tề Tận trời có thể bình an trở về, lại là trèo đèo lội suối một ngày đến lúc trời chạng vạn thẩm thanh du xa xa mà ở trên núi thấy phía trước gặp qua tiểu sơn thôn qua cái kia tiểu sơn thôn lại đi nửa ngày liền đến trấn giang trấn thẩm thanh du trong lòng sầu lo càng ngày càng nặng tề tận trời còn không có cùng chính mình đoàn người hội hợp hộ long vệ a sơn không dám vào thôn tử chỉ mang theo thẩm thanh du đi phía trước đi lại đi phía trước đi hai dặm mà liền có một cái sơn động nơi đó tương đối an toàn hảo. Thẩm Thanh Du đơn giản đáp ứng một tiếng, đánh lên tinh thần, lại đi theo A Sơn bước chân đi phía trước đi đến. Rốt cuộc đuổi trước khi trời tối, vào cái kia sơn động. Trong sơn động mang quẹo vào, cũng có thể đốt lửa nướng sim y. Thẩm Thanh Du yên lòng, điểm hỏa về sau, từ sọt trung lấy ra một cái tiểu lon sắt, trang tiếp nước trong túi linh tuyền thủy, bắt đầu nấu thịt trứng canh. Cửa động phụ cận liền có rau dại, a sơn đi rút mấy cây rau dại tiến vào mấy cây rau xanh ném vào đi lại xứng với làm bánh bột ngô cả người đều lơi lỏng xuống dưới thẩm thanh du như cũ lấy ra mỏng chăn chiên phân một khối cấp a sơn a sơn lại đãi không được các ngươi ở chỗ này trốn tránh ta đi cửa động canh gác chức trách nơi thẩm thanh du không thể khuyên nhị bảo lo lắng thực trắng ra nương không phải nói hôm nay có thể nhìn thấy cha sao thẩm thanh du chỉ có thể hạt sống uổng phí chúng ta đi được quá nhanh cha ngươi bọn họ ở phía sau truy khả năng đuổi không kịp nhị bảo chúng ta đây muốn hay không từ từ cha thẩm thanh du lắc đầu không được cha ngươi khả năng lo lắng đuổi không kịp đi đại lộ đuổi xe ngựa truy chúng ta chúng ta muốn hướng phía trước đi hội hợp vào trấn gian trấn mới tính chân chính an toàn thẩm thanh du nghe nói có không ít hộ long vệ đã bị điều phái đi trấn gian nơi đó chờ tiếp ứng. Nhị bảo bị thẩm thanh du kiên định đạm nhiên biểu tình lừa gạt, tin. Chờ nhị bảo ở chính mình trong lòng ngực đi vào giấc ngủ về sau, thẩm thanh du lại nhìn hồng quang ẩn ẩn than hỏa, lo lắng. Cái kia hát cái tráng hán tử, tự hồ cũng cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa đại sự tình, càng không hiểu đến lãng mạn cùng nghi thức cảm, cũng chỉ ngày ngày tại bên người chuyển động một đĩa một đĩa điểm tâm, một lần một lần bồi uống rượu. Rõ ràng khát vọng thân cận, lại nỗ lực thủ đúng mực, liền sợ chính mình chán ghét hắn. Là khi nào như vậy lặng yên không một tiếng động xâm nhập chính mình nội tâm. Thế cho nên chính mình lo lắng đến ngủ không yên. Thật sự đơn giản là hắn là chính mình bọn nhỏ cha sao. Nhớ tới lão nương đối chính mình khuyên nhủ, thẩm thanh du không tiếng động mà thở dài một hơi. Tề tận trời, nếu ngươi lần này có thể bình an trở về ta phải hảo hảo quý trọng ngươi ở ta bên người nhật tử thẩm thanh du không biết khi nào ngủ a sơn kêu chính mình thời điểm nàng mới phản ứng lại đây chụp tỉnh nhị bảo ăn vài thứ tiếp theo lên đường tới rồi buổi chiều rốt cuộc vào trấn giang đi vào đã từng đãi quá tiểu viện tề tận trời cùng điên đạo nhân còn chưa tới thẩm thanh du thần sắc hoàn toàn lạnh xuống dưới chủ tử ta đã phái người đi tiếp ứng cao nhị thật cẩn thận mà giải thích nhưng có tin tức cao nhị sau cổ đều có chút tê dại tạm thời còn không có nếu không ngài cùng nhị tiểu thư đi về trước không ta ở chỗ này chờ hắn thẩm thanh du chắc chắn ánh mắt gọi người căn bản không dám phản bác cao nhị thấy thẩm thanh du biểu tình quá lãnh nhịn không được ra chủ ý nếu không thuộc hạ dẫn người đi tiếp nhận thủ lĩnh chúng ta phụ trách nghĩ cách cứu viện đạo trưởng, làm thủ lĩnh về trước tới. Thẩm Thanh Du xem Cao Nhị liếc mắt một cái. Cao Nhị rụt rụt cổ, chính mình lại nói sai lời nói sao. Cũng may Thẩm Thanh Du chưa nói khác, hành, vậy ngươi đi thôi. Tề tận trời muốn nghĩ cách cứu viện điên đạo trưởng kế hoạch, so trong dự đoán muốn càng khó. Hắn không phải không nghĩ tới từ bỏ. Nhưng mỗi khi hắn muốn từ bỏ thời điểm, trước mắt liền không tự chủ được hiện ra nhị bảo đối chính mình tín nhiệm cùng chờ mong ánh mắt. Hai tử đều mau 7 tuổi, còn chưa từng có chủ động cùng chính mình đề qua cái gì yêu cầu. Này duy nhất một lần đề yêu cầu, nếu là chính mình làm không được. Tổng cảm thấy thẹn với phụ thân cái này xưng hô. Cho nên tề tận trời không nghĩ liền như vậy buông tay. Liền ở hắn trầm tư suy nghĩ khi, một khác sóng người cũng tới. Đương thám tử hội báo nói, hẳn là hạ quốc tân quốc quân người khi, tề tận trời biết, cơ hội tới. Hắn chủ động gọi người liên hệ thượng đối phương, biểu đạt muốn gặp mặt ý tưởng. Bên kia đồng ý. Đương tề tận trời đi vào gian tâm châu mà bên sông đình khi, một cái màu đen áo gấm nam tử đã đứng ở nơi đó. Tề tận trời hơi hơi sửng sốt, tiến lên chủ động chào hỏi, gặp qua hạ quốc quốc quân. Năm ấy kỷ 30 tới tuổi nam tử xoay người lại đây, nhìn về phía tề tận trời biểu tình hơi hơi kinh ngạc người như thế nào đoán ra ta thân phận khí chất khí thế đương nhiên còn có tình báo tề tận trời cũng không có cái gì đều nói xong tân đế ném cho tề tận trời nhiều như vậy hộ long vệ đương nhiên không chỉ là vì dàn xếp lưu dân còn bởi vì hành thủy trấn lại qua đi trăm dặm chính là hạ quốc hạ quốc nhiều năm qua đối đại tề như hổ trình mồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Tân đế thượng vị, tưởng chính là chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, đạo lý. Nếu là hạ quốc luôn là mơ ước, khi hắn liền phải một bên đề phòng, một bên nghĩ cách chọn phá cái này mũ sang. Tân đế cũng là muốn kiến công lập nghiệp. Nếu không hạ quốc quốc quân chết bất đắc kỳ tử, lại bí không phát tan chuyện như vậy, hạ quốc người đều không rõ ràng lắm, tề tận trời một cái cũng không thượng triều đại tề người lại từ nơi nào biết đều là bởi vì một bộ phận hộ long vệ đã sớm lặng lẽ lấy các loại thân phận tiến vào hạ quốc thành lập mạng lưới tình báo rốt cuộc hơn nửa lưu dân ước chừng một vạn nhiều người địa phương hộ long vệ đến tục cùng có bao nhiêu người ngoài ai có thể biết chương 180 ta đã trở về hạ quốc tân quân nhìn dịch dung tề tận trời cường điệu nhìn thoáng qua hắn cái tráng dịch dung tề tận trời tự nhiên là đêm này nhất có đặc điểm cái tráng cấp che lấp tề tận trời ngươi kêu trẫm lau mắt mà nhìn hạ quốc tân quân cảm khái một câu tề tận trời hành lễ khiêm tốn đa tạ bệ hạ hai người trò chuyện một trận tề tận trời liền rời đi không bao lâu liền nghe kia khách điếm phụ cận có việc binh đao tiếng động lại sau đó một thân mùi rượu điên đạo nhân đã bị người tặng ra tới tề tận trời không nói hai lời kéo điên đạo nhân liền chạy lên xe đi mau vừa mới còn say khước điên đạo nhân vừa nghe kia quen thuộc thanh âm nháy mắt tinh thần phấn chấn đồ nhi cha hắn là ta tề tận trời một bên thừa nhận thân phận một bên giá xe ngựa liền chạy xe ngựa tầm thường chạy như bay triều đại tề mà đi đêm đã khuya thẩm thanh du vẫn là ngủ không được đôi mắt đau đó là lâu dài không ngủ phản ứng đầu cũng đau cũng là vì không ngủ nhưng nàng chính là ngủ không được một bên nhị bảo đã ngủ thành tiểu trư nàng lại vẫn là không có ngủ ý nhắm mắt lại chợp mắt nàng trong đầu tất cả đều là tề tận trời tề tận trời còn không có trở về cao nhị dẫn người đi tiếp ứng khá vậy không biết có thể hay không thành tiền viện ẩn ẩn truyền đến nói chuyện thanh cùng xe ngựa thanh âm nàng đột nhiên mở mắt nhìn về phía bên ngoài thanh âm kia lại đi cách vách sân tự hồ không phải tới bên này. Nàng có chút thất vọng nhắm mắt lại, vẫn là không trở về sao. Đêm nay hắn còn có thể hay không trở về. Ngày mai đâu? Thẩm thanh du trở mình, cấp ngủ say nhị bảo che lại cái chăn. Đương môn bị lặng lẽ đẩy ra thời điểm, nàng bỗng nhiên xoay người. Nương ánh trăng, một cái đầu thiếu chút nữa đỉnh khung cửa hán tử cao lớn chính thật cẩn thận hướng bên trong đi tới. Tuy là thấy không rõ mặt, Thẩm Thanh Du vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tề tận trời. Là tề tận trời đã trở lại. Nàng không quan tâm mà đứng dậy, hướng tới hán tử kia liền vọt qua đi, lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực. Ngươi đã trở lại. Ngắn ngủn bốn chữ, vừa nói xuất khẩu, liền cảm thấy cái mũi lên men. Tề tận trời vừa mới rửa mặt lại đây, muốn nhìn một chút thê nhi, lại không ngại đều nửa đêm về sáng, thẩm thanh du thế nhưng không ngủ ôm hương Nguyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, tề tận trời chỉ cảm thấy cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hắn đều ngốc. Theo bản năng đem thẩm thanh du ôm vào trong ngực, đem cái tóc còn tích thủy đầu tiến đến thẩm thanh du trên vai, tề tận trời thanh âm đều thấp xuống, ta đã trở về. Ta. Ta cùng nhị bảo đều thực lo lắng ngươi. Thẩm thanh du bù giống nhau, kéo lên nhị khuê nữ danh nghĩa. Tề tận trời lại thần kỳ mà nghe hiểu, lại đem thẩm thanh du ôm chặt hơn nữa ta cũng rất nhớ ngươi nhưng ta nghĩ nhị bảo bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên làm ơn ta một sự kiện ta liền không nghĩ từ bỏ hai vợ chồng ở cạnh cửa ôm thành một đoàn bên ngoài trong viện hộ long vệ chúng ta là nên ở xe đế vẫn là ở trong xe cũng may tề tận trời cùng thẩm thanh du đều không phải nhi nữ tình trường người thực mau lý trí thu hồi kêu một cái nữ hộ long vệ tiến vào nhìn Nhị Bảo, hai người đi cách vách. Cách vách phòng, hai ngày này trừ bỏ uống rượu ăn cơm chính là ngủ điên đạo nhân lúc này nơi nào còn ngủ được. Thấy hai người lại đây, liền đem tình huống giải thích một phen. Lại đối thượng Tề tận trời cùng Thẩm Thanh Du nói tình huống, Thẩm Thanh Du mới xem như minh bạch sự tình quá trình. Nhị hoàng tử hiển nhiên là thủ đoạn dùng hết, không có cách nào mới nghĩ đến điên đạo nhân. Nhưng điên đạo nhân người lão thành tinh, chỉ từ nhìn thấy nhị hoàng tử kia một khắc khởi, liền biết này không phải cái có thể đỡ lên. Nhưng mà hắn cũng không thể nói thẳng, đành phải kéo dài. May mắn là Hạ Quốc Tân Quân lại đây. Đối cái này một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, Hạ Quốc Tân Quân vẫn là tâm tồn nhân từ, rốt cuộc như vậy ngu xuẩn đệ đệ, xác thật không có nhiều ít uy hiếp tính. Vì thế Hạ Quốc Tân Quân ra tay, đem điên đạo nhân giải cứu ra tới điên đạo nhân nhiều thông minh a à, vừa thấy đến hạ quốc tân quân lập tức liền đem môn ngựa không cần tiền dường như dân tặng hạ quốc tân quân nghe được cửu ngũ chí tôn quân lâm thiên hạ loại này kết luận đối điên đạo nhân lại là vừa lòng lại là tôn trọng tự nhiên là gọi người lập tức liền đưa đi cho tề tận trời tề tận trời liền mang theo hắn mã bất đình đề mà đã trở lại điên đạo nhân đi ngủ tề tận trời cùng thẩm thanh du lại còn không nghỉ ngủ tề tận trời lại đem hạ quốc tân quân ý tưởng nói cho thẩm thanh du. Hạ quốc tân quân đã là đã biết xà phòng. Thả bọn họ người ở hộ long vệ không phát hiện phía trước, đã từ xà phòng xưởng trộm hàng mẫu trở về cấp hạ quốc quốc quân xem qua. Hạ quốc tân quân tỏ vẻ rất có hứng thú, muốn cho tề tận trời đem mấy thứ này đều hướng bên kia tiêu. Ngoạn ý nhi này lại có thể kiếm tiền, lại không đề cập triều đình cùng chính trị, có cái gì không tốt tề tận trời đương trường liền thay thế thẩm thanh du đáp ứng xuống dưới. Hạ quốc tân quân lại mời tề tận trời đi hạ quốc khai về vân lâu. Cái này tề tận trời nhưng thật ra không có lập tức đáp ứng. Này liền tính đại sự. Yêu cầu trước tiên cùng tân đế nói chuyện, được đến tân đế đồng ý mới được. Nếu không thân là hộ long vệ thủ lĩnh chi nhất, cư nhiên ở tân đế không hiểu rõ dưới tình huống, tùy tiện đáp ứng đi hạ quốc khai về vân lâu, tân đế nghĩ như thế nào ngươi nhưng đừng là bị hạ quốc thu mua đi vì thế tề tận trời nói muốn đi về trước suy xét suy xét hạ quốc tân quân cũng không thúc giục cười ứng đến tận đây tề tận trời cũng coi như là công đạo xong rồi còn hỏi thẩm thanh du ngươi còn có cái gì muốn biết ngươi chỉ lo hỏi thẩm thanh du lắc đầu không muốn biết ta tối hôm qua liền không ngủ hảo ta muốn đi ngủ hảo ta bồi ngươi tề tận trời nói lãnh thẩm thanh du trở về phòng ngủ nhị bảo ngủ nhất bên trong thẩm thanh du ngủ trung gian tề tận trời ngủ bên ngoài may mắn giường đệm đại ba người dư giả thẩm thanh du cơ hồ là đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi tề tận trời nhìn ở chính mình bên người ngủ đến bình yên nữ tử trong lòng mềm thành một đoàn hộ long vệ a sơn hội báo thẩm thanh du lo lắng hắn Hợp với hai cái buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Hơn nửa ba ngày muốn trèo đèo lội suối, nàng nhất định mệt muốn chết rồi. Đem tiểu nữ nhân thật cẩn thận ôm vào trong ngực, tề tận trời cũng nhắm hai mắt lại. Cha! Ngươi thật sự đã về rồi. Thẩm Thanh Du cùng tề tận trời là bị nhị bảo kinh hỷ vô hạn thanh âm đánh thức. Thẩm Thanh Du không nghĩ mở to mắt, chỉ trở mình từ tề tận trời trong lòng ngực cút đi dùng chân đạp một chút tề tận trời, mang nàng đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Ai cũng đừng nghĩ quấy rầy lão nương ngủ. Tề tận trời thực nghe lời, lập tức đem ngón rõ đặt ở bên miệng, hư. Nhị bảo ngầm hiểu, xúc cổ liên tục gật đầu, rón ra rón rén mà ra bên ngoài bò. Tề tận trời ghét bỏ nàng tay đoạn chân đoạn, bò nàng xảo mẫu thân ngủ, duỗi tay đem nàng nói ra, một đường đi trong viện. Thẩm thanh du lại tỉnh lại, đã ánh mặt trời sáng rồi bên ngoài là nhị bảo triếu rít thanh âm tiểu gia hỏa đang ở cùng tề tận trời khoác lát đâu thổi đều là nàng sư phó quang vinh lịch sử sư phó của ta liền nói ngươi này nhìn hôm nay muốn hao tiền a à? người nọ cũng không là không tin còn muốn đánh sư phó của ta sư phó của ta trực tiếp liền nói ngươi nếu là không tin chờ ngày mai sáng sớm ngươi nếu là không có hao tiền ngươi lại đến đánh ta người nọ lúc này mới buông tha sư phó của ta thuyết minh mấy ngày gần đây đánh tiếp quả vào lúc ban đêm người nọ đã bị trộm cái sạch sẽ